Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 536, đêm mưa có chuyện một. Hai người công an coi đây như là tranh cãi ngoại giao, sợ mọi chuyện làm ầm ĩ, cho nên kiên trì mang cả hai bên về đồn công an. Chàng trai đeo kính cũng đi theo làm chứng, trên đường đi ngồi cạnh Trương Dương, hưng phấn cua tay múa chân nói, anh bạn, công phu của anh thật là ghê gớm, vừa rồi dùng cành hoa hồng đánh hắn ta là thái cực sao, tứ lưỡng bạt ngàn cân, tôi đã thấy Lý Liên Kiệt dùng qua. Trương Dương cười nói, cái đó gọi là thiên ngoại phi tiên. Chàng trai đeo kính bị lời nói của Trương Dương làm cho ngơ ngác, thiên ngoại phi tiên. Nguyệt viên chi dạ, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, không phải đây là tuyệt chiêu mà Diệp Cô Thành đã sử dụng trong truyền thuyết đấy chứ. Trương Dương cười cười, cảm thấy chàng trai này cũng có chút thú vị. Chàng trai đeo kính lúc này đã hiểu được, nói, anh bạn, anh đừng lừa tôi là độc giả trung thành của tiểu thuyết Cổ Long đấy. Bên đám người quan chỉ tình thì không được vui vẻ cho lắm, mặt ngọc của cô đang được bao phủ bởi một lớp xương dày đặc, không ngờ rằng hành trình của mình bị bại lộ, còn người thanh niên trẻ tuổi kia thì liều lĩnh ra nghênh tiếp mình. Quan chỉ tình lúc này mới nhớ ra hai ngày trước, người của đài truyền hình Thiên Không bên Hong Kong Hải Lan có liên lạc với mình, năm ngoái cô trở về Hong Kong để du ngoạn đã nhận lời phỏng vấn của Hải Lan. Sau lần phỏng vấn đó thì cô và Hải Lan liền quen biết nhau, mà hai người cũng thấy thích lẫn nhau. Hải Lan cũng từng đưa ra đề nghị muốn mời quan chỉ tình đảm nhiệm đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh, quan chỉ tình hầu như là đáp lời xin miễn một cách dịu dàng mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Cô ta là một vận động viên cấp thế giới, đại hội tỉnh Bình Hải hầu như là không khơi dậy bất kỳ hứng thú nào của cô cả, nhưng mà cô không ngờ rằng chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Chị họ kiêm người đại diện của quan chỉ tình, Tào Mễ Lị đang rất tức giận, vừa vào đến đồn công an cô ta liền lớn tiếng nói, quá đáng thật. Con người dã man này chạy đến quấy rầy em họ của tôi, Stephen thấy không nhịn được, cho nên đã ra lý luận với hắn, nhưng không ngờ rằng hắn ta ỷ vào bản thân có chút công phu, ra tay đánh bị thương người ta. Chàng trai đeo kính nói, cô nói chuyện sao có thể bừa bãi như vậy thế? Rất nhiều người chúng tôi đều thấy, vị tiên sinh này đến tặng hoa cho vị tiểu thư kia, còn cái người nước ngoài này thì lại đẩy anh ta một cách thô lỗ, còn mở miệng chửi mắng người khác, dùng tiếng Anh chửi nhiều thứ rất khó nghe. Cái này còn chưa tính, hắn ta còn sỉ nhục toàn thể người Trung Quốc nữa, nhìn dáng vẻ của cô hẳn là Hoa Kiều, sao lại lẫn lộn đen trắng như thế? Tào Mễ Lị cả giận nói, tố chất của các người quá kém, tôi nhất định phải truy cứu chuyện này, các người chờ ngồi tù đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chàng trai đeo kính cười nói, ngồi tù, phòng vệ chính đáng mà cũng cần ngồi tù sao? Dựa theo pháp luật của nước Mỹ thì có người xâm nhập vào nhà dân bị nổ súng bắn chết cũng không phạm pháp, bây giờ người Mỹ các cô đến địa bàn Trung Quốc chúng tôi gây ra chuyện, bị đánh như vậy đã là nhẹ rồi. Trương Dương đúng là không nhìn ra cái miệng của chàng trai trẻ kia lại lưu loát như thế, hắn vỗ vỗ vai của chàng trai đeo kính tỏ vẻ cổ vũ. Hai gã công an lếch mắt nhìn nhau, gã mặt đen ho khan một tiếng, nói, đừng làm ồn. Tôi mặc kệ các người là người nước nào, nơi này là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ở chỗ này xảy ra tranh cãi thì phải dựa theo pháp luật của quốc gia chúng tôi để giải quyết, đem giấy chứng minh và hộ chiếu của các người ra, chúng tôi cần phải làm thủ tục. Trương Dương đem chứng minh nhân dân và chứng minh công tác ra, giao cho tên công an mặt đen, nói tôi là chủ nhiệm ủy ban thể dục của thành phố Nam Tích. Gã công an mặt đen dò xét cẩn thận giấy tờ của Trương Dương, nói Trương Dương. Tên này tựa hồ có chút quen tai. Tào Mễ Lị đứng lên nói, thì ra là quan viên chính phủ. Quan viên Trung Quốc các người cũng quá kiêu ngạo rồi. Gã công an mặt đen nghe vậy cũng cảm thấy có chút phiền muộn, cái gì mà quan viên Trung Quốc? Cho dù cô nhập quốc tịch Mỹ, người khác cũng không nhất định coi cô là người Mỹ. Tào Mễ Lị dựng thẳng mày lên, đang muốn cãi lại thì quan chỉ tình đã ngăn cản, quan chỉ tình nói, quên đi, chúng ta không truy cứu, chuyện này hẳn là một hiểu lầm. Trương Dương nhìn thoáng qua quan chỉ tình, từ biểu hiện của cô ta liền biết quan chỉ tình không muốn làm căng chuyện này lên. Mà đều là do chị họ của cô gây chuyện cả, người cần khuyên chính là chị họ của cô ta. Gã công an mặt đen nói với mấy người quan chỉ tình, hộ chiếu của các người. Tào Mễ Lị nói, anh có thái độ gì thế, coi chừng tôi trách cứ với lãnh đạo cấp trên của anh đấy. Trương Dương không nhịn được cười, không ngờ con quỷ cái xin lỗi vì đã dùng từ này, nhưng thật ra ý của tác giả là còn xúc phạm nặng hơn cũng biết lãnh đạo cấp trên. Tào Mễ Lị hung hăng nhìn Trương Dương một cái. Lại nói, em họ của tôi có lực ảnh hưởng lớn tại nước Mỹ, đã từng lên những tờ tạp chí lớn. Quan chỉ tình thật sự là không nghe nổi nữa, rút, enough.
Cô giao hộ chiếu của mình cho gã công an mặt đen, gã công an này nhìn thoáng qua, vì danh tiếng của quan chỉ tình rất lớn, cho nên gã công an này từ hình chụp trong hộ chiếu cũng nhận ra được cô gái mặc đồ đen kia chính là quán quân trượt băng thế giới rất có tiếng tăm trong giới thể dục quan chỉ tình. Gã công an mặt đen nói quan chỉ tình, cô là quán quân thế giới quan chỉ tình. Quan chỉ tình gật đầu, mọi chuyện phát triển đến tình huống này rồi, cô không thể không thừa nhận được, quan chỉ tình nói, thật xin lỗi, bởi vì sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây đã tạo thành hiểu lầm vừa rồi, chúng tôi sẽ không truy cứu, mong rằng chuyện này có thể nhanh chóng được giải quyết. Tào Mễ Lị vẫn có vẻ như không muốn buông tha, nhưng mà quan chỉ tình tức giận liếc nhìn cô ta một cái, Tào Mễ Lị hình như là còn có chút kiêng kỵ cô em họ này, cho nên rốt cục đã ngậm miệng lại. Trương Dương cười nói, quan tiểu tỷ, xem ra tôi không nhận lầm người. Quan chỉ tình nói, vô luận là anh có nhận lầm hay không, thì tôi cũng không nhận ra anh, cũng không muốn quen biết anh. Hai gã công an cũng không muốn làm chuyện này lớn lên, gã công an mặt đen nói, có chuyện gì cứ dùng lời nói mà giải quyết, cần gì phải vung nắm tay chứ, mắng chửi người là sai, nhưng đánh người cũng không đúng, tâm ái quốc có thể hiểu, nhưng mà hành động quá khích thì không được rồi. Gã ta cười cười với Trương Dương. Nói cậu là lãnh đạo, nói đến giác ngộ chính trị, hẳn là còn cao hơn chúng tôi, như vậy đi, nếu vị quan tiểu tỷ này không muốn truy cứu, cậu chỉ cần bồi thường một chút tiền thuốc men cho vị. Sở Tép Hen, gã công an mặt đen này cũng chẳng biết đọc cái chữ tiếng Anh kia ra sao cả. Tào Mễ Lị nói, không được, ai mà không biết quan lại ở Trung Quốc bao che lẫn nhau chứ, quan viên chính phủ cùng một ruột, bên này đền tiền, không chừng bên kia lại muốn chi trả công khoản. Trương đại quan nhân nghe mà sửng sốt, xem ra con quỷ cái này cũng rất tinh tường thành ngữ nội bộ, và cũng rõ ràng về bầu không khí không lành mạnh ở đây. Xem ra hẳn là mới đi nước ngoài chừng mấy năm thôi, nhưng sao mở miệng ra thì cứ người Trung Quốc này người Trung Quốc nó, đúng là nghe mà khó chịu. Chàng trai đeo kính nói, vị tiểu thư này, cô đừng tưởng rằng lăn lộn kiếm được một cái thẻ xanh thì tài trí hơn người, ánh trăng của nước Mỹ chưa chắc đã tròn hơn ở Trung Quốc đâu. Pháp luật của nước Mỹ nhất định là toàn diện sao? Tôi phi. Chương 536, đêm mưa có chuyện 2. Tào Mễ Lị cũng nổi nóng, chỉ vào mặt chàng trai đeo kính, mắng cậu thì tính là cái thá gì, chuyện này có liên quan đến cậu sao? Chàng trai đeo kính đáp, có liên quan đến cô sao? Cô vừa mở miệng đã nhổ ra những lời dối trá, có thể là ngay cả người nhà của cô cũng chịu không nổi nữa đấy, cái đồ đàn bà chanh chua. Cậu mắng ai đó? Tôi muốn kiện cậu. Chàng trai đeo kính nói, kiện tôi. Về tòa án thì cô còn kém hơn tôi rất nhiều, cô từng lăn lộn tại nước Mỹ, tôi cũng vậy thôi. Tôi còn học pháp luật đấy, tôi có giấy phép hành nghề luật sư này, có cần nhìn không? Tào Mễ Lị bị lời nói của chàng trai đeo kính làm cho nghẹn họng không nói nên lời. Quan chỉ tình nói, được rồi, chuyện này dừng ở đây, Trương tiên sinh, tôi mong rằng anh có thể xin lỗi chúng tôi vì hành vi vừa rồi. Trương Dương nói, quan tiểu tỷ, nếu như tặng hoa là một lỗi lầm, thì tôi có thể xin lỗi cô, về phần cái tên Sở Tép Hen Stephen, này và chị họ của cô, tôi không xin lỗi cũng không đền tiền, không người ngay cả tổ tông cũng không biết là ai, tôi căn bản là khinh thường. Tào Mễ Lị chu chéo cái mỏ của mình lên, cậu chửi tôi à, cái thằng đàn ông thô lỗ dã man. Trương đại quan nhân trợn mắt lên, bỗng nhiên giận dữ hét, con đàn bà chanh chua, còn dám làm càn, có tin tôi nhổ hết răng của cô không? Giọng nói của hắn cứ như là một tiếng sấm vang vọng trong phòng, khiến cho mỗi người đều ngơ ngác ra cả. Tào Mễ Lị hiển nhiên là một kẻ ăn hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh rồi, cái mồm há to ra, còn muốn nói cái gì đó, thì bị Stephen sớm bị dọa đến sợ hãi kéo ngồi xuống, mà hắn ta còn nói, thôi đi. Xem ra tên nước ngoài này cũng không ngu lắm, cái đạo lý hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt hắn cũng hiểu, có lẽ Trương Dương đánh hắn cũng không uổng. Quan chỉ tình tức đến nổi mặt cười trắng bệch. Trừng mắt nhìn hắn, cầm lấy hộ chiếu trên bàn, xoay người rời đi. Trương Dương cũng không tiễn cô ta, chờ ba người bọn họ đi rồi, hai gã công an mới vui vẻ trao trả lại giấy tờ cho Trương Dương, chủ nhiệm Trương, thật sự đúng là lập uy cho quốc gia chúng ta. Trương Dương cười thản nhiên nói, đồng chí công an nói quá lời, tôi không đủ sức. Trương Dương vừa rời khỏi đồn công an, thì chàng trai đeo kính đã đuổi theo phía sau, anh bạn. Trương Dương quay lại cười thân mật với hắn. Nói, tìm tôi có việc. Chàng trai đeo kính nói, tôi là Cao Liêm Minh, đây là số điện thoại của tôi, nếu như gặp phải phiền phức gì, cần làm giấy tờ hay ra tòa, cứ gọi điện thoại cho tôi. Trương Dương cầm lấy danh thiếp của hắn, cười cười, người thanh niên Cao Liêm Minh này quả thật rất nhiệt tình,
thật sự là không tồi. Hai người cùng nhau đi ra cửa lớn, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Cao Liêm Minh phất tay với Trương Dương, đang chuẩn bị đứng đón xe taxi. Trương Dương nói, đến Đông Giang sao? Tôi có thể tiễn cậu một đoạn. Cao Liêm Minh vui mừng nói, vậy thì hay quá, mưa lớn như vậy, khó mà đón xe được. Hắn theo Trương Dương chạy đến bãi đậu xe cách đó không xa, leo lên chiếc BMW S của Trương Dương. Cao Liêm Minh đặt hành lý của hắn ở phía sau xe, ngồi xuống vị trí cạnh người lái, cười nói, chiếc xe này cũng không ít tiền nhỉ. Trương Dương cười nói, mượn của bạn, đi đâu? Đường Chữ Tĩnh. Trương Dương nao nao, đường Chữ Tĩnh là chỗ ở của Đại viện tỉnh ủy, lẽ nào Cao Liêm Minh này là con trai của một vị quan viên chính phủ nào sao? Suy nghĩ lại một chút, đúng là trong các quan lớn của tỉnh ủy hình như có một người họ Cao. Trương Dương khởi động xe, lúc lái xe ra khỏi bãi đậu xe, đúng lúc gặp phải ba người quan chỉ tình vừa lên một chiếc taxi, Trương Dương giảm tốc độ lại chạy phía sau bọn họ. Cao Liêm Minh hình như ý thức được cái gì đó, nhìn về hướng Trương Dương, nói, hình như anh rất có hứng thú với vị quan tiểu tỷ đó. Trương Dương cười ha hả, hắn lắc đầu nói, tôi chỉ vì công tác thôi, cậu không phải là đã thấy chứng minh công tác của tôi sao, tôi làm việc cho Ủy ban Thể dục của thành phố Nam Tích, mà sang năm Nam Tích chúng tôi phải làm đại hội tỉnh, cho nên muốn mời một vận động viên nổi danh của Nam Tích đảm nhiệm đại sứ hình tượng, trải qua sự suy nghĩ tổng hợp của chúng tôi. Cuối cùng quyết định lựa chọn vị quan chỉ tình tiểu thư này, ai mà ngờ. Trương Dương nhún vai, làm ra vẻ không thể tránh được. Cao Liêm Minh nói, tôi thấy vị quan tiểu tỷ kia hẳn là còn nói đạo lý, chủ yếu là hai người trợ lý bên cạnh cô ta quá đáng ghét thôi, chuyện ở sân bay đều là do bọn họ gây ra cả. Bây giờ anh có tính toán gì không? Có đúng là chuẩn bị từ bỏ không? Trương Dương nói, chỉ theo ý mình là không được, người ta không muốn, tôi cuối cùng cũng không thể bắt ép cô ta đi làm được. Cao Liêm Minh cười nói, vậy anh còn đi theo cô ta? Còn chưa chịu từ bỏ. Trương Dương nói, con đường từ sân bay đi đến Đông Giang là tuyến đường mạch máu, không ai quy định là chỉ có bọn họ mới có thể đi. Nói xong câu đó hắn cũng nở nụ cười, hắn có thể vượt qua mặt người ta, chiếc BMW S này đủ để vượt qua chiếc taxi trước mặt một cách dễ dàng. Cao Liêm Minh nói không sai, Trương Dương quả thật vẫn chưa chịu từ bỏ, hắn cũng phát hiện ra quan chỉ tình tuy rằng hơi lạnh lùng. Nhưng mà cũng không phải là không thông tình đạt lý, chỉ là hai người trợ thủ bên cạnh cô ta thì quá là vô lý. Nếu như có cơ hội nói chuyện riêng với quan chỉ tình, thì chuyện này chưa chắc đã kết thúc, căn bản là không có nguyên nhân gì cả, Trương Dương cũng không vì một lý do đơn giản mà bỏ qua được. Hắn đã nhìn chúng huyện gì rồi, thì thường thường nếu không lội qua sông Hoàng Hà là không chịu từ bỏ đâu, đi theo phía sau bọn người quan chỉ tình, thật ra mục đích là muốn xem tối nay bọn họ ngủ ở chỗ nào. Chiếc taxi chạy rất chậm, khi tiến vào đường vòng thành phố, đột nhiên chiếc taxi tấp vào ven đường, xe chết máy, còn tài xế taxi thì bất đắc dĩ xoay người lại nói, xe hư rồi. Quan chỉ tình cũng không ngờ rằng tối hôm nay lại không được thuận lợi đến như vậy, vừa xuống máy bay đã gặp phải nhiều chuyện không may như thế, quan chỉ tình nói, tiên sinh, mưa lớn như vậy, chúng ta còn cách khách sạn rất là xa, ông nghĩ biện pháp đi, để cho chúng tôi đón xe. Tài xế nói, tôi giúp các người gọi một chiếc xe thuê khác. Để cho nó chở mấy người đi. Tào Mễ Lị tức giận nén một cục trong bụng, hét lên, thật là xui xẻo, chuyện không may gì chúng ta cũng đều gặp phải. Tài xế đẩy cửa xuống xe, chạy đến một buồng điện thoại công cộng ven đường để gọi điện. Trương Dương dừng xe lại phía xa xa, rồi cùng Cao Liêm Minh nhìn về cảnh tượng phía trước, cả hai đều cảm thấy có chút kỳ quái, Cao Liêm Minh thấp giọng nói, hình như xe taxi bị hư. Trương Dương cảm thán nói, họa vô đơn chí. Cao Liêm Minh nói, anh đi qua nhanh đi, là một cơ hội tốt, đưa bọn họ đến khách sạn, lấy ơn báo oán, nói không chừng quan chỉ tình nhất thời cảm động sẽ đáp ứng làm đại sứ hình tượng của anh thì sao? Trương Dương nói, tôi luôn cảm thấy rằng có cái gì đó không được thích hợp cho lắm, nhìn thêm chút nữa đi. Cao Liêm Minh nói, sao lại không thích hợp chứ, khẳng định là xe bị hư. Trương Dương tràn ngập nghi hoặc nói, tại sao hắn ta lại không đi kiểm tra ô tô một chút? Cao Liêm Minh nói, mưa lớn như vậy, trời tối như vậy, kiểm tra thế nào? Thấy được sao? Chương 536, đêm mưa có chuyện ba. Trương Dương phát hiện ra mình càng ngày càng giống một người luận âm mưu, xe taxi chết máy theo người khác thấy là một chuyện rất bình thường, nhưng trong lòng của hắn lại luôn cảm thấy đây là một âm mưu nào đó. Hắn cũng tắt máy xe, và dừng lại ở một chỗ cách xa chiếc taxi, lặng lẽ quan sát động tĩnh phía trước. Cao Liêm Minh cũng là một người thích náo nhiệt, cho nên cũng lẳng lặng ngồi quan sát cùng hắn.
Qua một hồi lâu thì thấy có một chiếc xe van chạy đến hiện trường, có hai gã đàn ông to con cường tráng nhảy xuống từ trên xe, và người tài xế taxi thì bước ra thương lượng với bọn họ. Một gã cao to bước lại cửa sổ sau của xe nhìn một chút, sau đó vươn năm ngón tay ra nói, một giá, 500. Quan Chỉ Tình vừa nghe liền hiểu rõ, bọn họ đã gặp phải những kẻ chặt chém hành khách rồi, cô về nước không chỉ một lần, cũng có nghe qua chuyện tài xế hét giá với khách, không ngờ rằng chuyện này lại rơi trúng người của cô. Quan Chỉ Tình cũng không phải là thiếu 500 đồng, chỉ là cô không nuốt được cơn giận này, chuyện xảy ra ở sân bay ngày hôm nay đã làm cho cô cảm thấy rất phiền rồi. Quan Chỉ Tình cả giận nói các người rõ ràng là đang hét giá trên trời mà, xe hư là trách nhiệm của các người, từ sân bay đi vào trong nội thành cũng không đến 100 đồng nữa. Người tài xế taxi cười nói, tôi cũng đâu có đòi tiền, còn giúp các người liên hệ xe khác miễn phí nữa, các người chê đắt thì có thể không ngồi, xuống xe, lấy hành lý ra. Cục giận trong bụng của Tào Mễ Lị rốt cục cũng đã có chỗ phát ra, các người làm gì thế? Không có đạo đức à, mưa lớn như vậy kêu chúng tôi đi. Stephen, cô ta đẩy Stephen bên cạnh, Stephen từ sau khi bị Trương Dương đập cho một trận, cả người sưng lên như là đòn bánh tét vậy, thấy tình huống trước mắt lại không dám lên tiếng. Sau khi bị Trương Dương dùng công phu Trung Quốc đập cho một trận rồi, hắn ta liền cho rằng trong người của những người da vàng mắt đen này đều biết công phu cả, Stephen thấp giọng nói chúng ta đi. Tào Mễ Lị thấy Stephen không dám hé răng, cũng đành phải chấp nhận, đi theo Stephen ra thùng xe phía sau lấy hành lý. Tài xế taxi lại nói, đừng nóng vội, tôi đưa các người từ sân bay đến đây, các người cũng không thể không trả tiền được, lấy 500 đồng ra, nếu không thì đừng hòng rời đi. Tào Mễ Lị thấy ba gã đàn ông dáng vẻ như hung thần ác sát xông đến, cô ta nhất thời hoảng loạn, đưa đôi mắt nhìn về hướng của Stephen. Stephen nghe thấy những người này đòi tiền, nhưng cũng không dám phát tác cái gì cả. Lúc này Tào Mễ Lị rốt cục đã rõ ràng, ngày hôm nay Stephen bị đánh đến sợ rồi, lấy bóp ra định trả tiền. Quan Chỉ Tình chợt vọt đến, cản lấy bàn tay của cô, giận dữ hét tiền này không thể đưa. Đứng dưới mưa lộn xộn nãy giờ, làm cho quần áo của cả đám đều ướt nhẹp. Tài xế taxi cười lạnh nói, không đưa à? Không ngờ tướng của con nhỏ này cũng không tồi, nhưng mà lại không có đầu óc, này anh em, nó không trả tiền xe cho tôi kìa. Quan Chỉ Tình cả giận nói, không trả, Trung Quốc là một đất nước có xã hội pháp trị, hành vi của các người căn bản chính là bôi đen cho quốc gia. Người tài xế taxi cười lạnh nói, ngồi xe trả tiền là một chuyện rất bình thường, không trả tiền, thì ngày hôm nay đừng nghĩ chạy. Hai gã cao to phía sau mỗi người đã cầm sẵn một cái cờ lê trong tay rồi. Tào Mễ Lị sợ đến mức giọng nói cũng rung lên, ôm lấy cánh tay tráng kiện của Stephen S. Stephen lúc này còn sợ hơn cả cô nữa, tên này chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, thấy đầu gấu là co tay lại ngay. Quan Chỉ Tình đứng đối diện với bọn họ mà không hề e sợ, hành vi của các người là phạm tội, có tin tôi báo công an bắt các người không? Con nhỏ kia, không cho mày một bài học thì mày không biết sự lợi hại của người trong nước. Tên tài xế taxi vung tay lên làm ra vẻ muốn đánh Quan Chỉ Tình. Nhưng mà hắn ta lại bị Quan Chỉ Tình đá một phát vào dưới háng. Quan Chỉ Tình tuy rằng không có được học hay tập luyện võ công gì cả, nhưng mà danh xưng băng công chúa không phải chỉ để trang trí. Luyện tập trường kỳ đã làm cho tố chất thân thể hay tính linh hoạt của cô đạt đến mức siêu đẳng. Một đá này phải nói là vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, nhất thời làm cho tên tài xế taxi ngã gục xuống. Hai tên còn lại thấy tình huống không ổn, liền vội cầm cờ lê lao đến hướng của Quan Chỉ Tình. Tào Mễ Lị lúc này cũng cất tiếng gọi cầu cứu, Stephen thì đứng do dự ở đằng sau không biết là có nên lao lên không. Đúng ngay lúc này, một chiếc BMW S vọt đến bên cạnh bọn họ, cửa xe mở ra. Và Trương Dương bước xuống khỏi xe, phẫn nộ nói, dừng tay lại cho tôi. Hai gã lưu manh cầm cờ lê sửng sốt một chút, thấy Trương Dương từ trong chiếc BMW S ra, trên người toát ra khí chất bất phàm, hẳn là một người có thân phận. Cao Liêm Minh cũng đi xuống xe, lấy theo một cây dù, và cũng tốt bụng mở dù ra che mưa cho Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương thật sự đúng là dở khóc dở cười, thằng nhãi kia đúng là cũng quá khoa trương rồi, hắn quay đầu lại nói với Cao Liêm Minh, tôi không cần. Cao Liêm Minh cười cười, cất cây dù lại. Tên tài xế taxi nhịn đau bò dậy từ mặt đất, nói, bọn họ. Không trả tiền xe cho tôi, còn đánh người nữa, con mẹ nó, người nước ngoài không biết nói đạo lý sao. Vừa nãy khi hai gã lưu manh cầm cờ lê vọt đến hướng của mình, Quan Chỉ Tình quả thật cũng có chút khẩn trương, nhưng mà khi thấy Trương Dương xuất hiện, thì trong lòng liền trở nên kiên định rất nhiều, cô phát hiện ra, mình cũng không có coi Trương Dương là một kẻ xấu.
Trương Dương đi đến trước xe taxi, mở cửa xe, nhìn vào bên trong một chút, Cao Liêm Minh cũng đi theo, hai người nhanh chóng phát hiện ra đuôi chuột ở bên trong ngay cả máy đo đường tính tiền cũng không có, chiếc taxi này 10 phần là giả mạo rồi. Trương Dương xoay người lại, căm tức nhìn tên tài xế nói, máy đo đường đâu? Xe đen à? Tên tài xế taxi liền biết mình đã bị phát hiện, nên nhanh chóng nở nụ cười nói, anh bạn à, không liên quan gì đến anh cả, bọn họ ngồi xe của tôi thì phải trả tiền xe cho tôi. Bao nhiêu? Tào Mễ Lị lúc này cũng lên tiếng, bọn họ muốn 500 đồng. Cao Liêm Minh cũng không nhịn được, kêu lên, thật là đen, đi có một chút mà bọn mày đòi 500 đồng, có giấy chứng nhận vận chuyển không? Sợ rằng ngay cả bảng số xe cũng là giả nữa. Đúng như là lời hắn nói, khi Cao Liêm Minh giơ chân lên đá vào bảng số xe một cái, thì phát hiện ra còn có một bảng số xe khác bên dưới bảng số xe này nữa. Trương Dương chỉ vào mặt người tài xế taxi mắng, con mẹ mày không sợ mất mặt à? Mất mặt không chỉ có một mình mày đâu, mà còn làm cho đất nước nơi mày đang đứng mất mặt đấy. Tên tài xế taxi cũng nổi nóng, liên quan gì đến mày hả? Mau cút đi cho tao, coi chừng tao đập chết mẹ mày đấy. Chương 536, đêm mưa có chuyện 4. Trương Dương cười hắc hắc một tiếng, nhấc chân lên đập một phát vào bụng của tên tài xế ngay, một đá của Trương Dương còn mạnh hơn cú đá vào háng của Quan Chỉ Tình khi nãy nữa, uy lực thì không cần phải bàn, tên tài xế taxi bị hắn đã bay ngược ra đằng sau, chắc là bay khoảng chừng 5 mét mới đáp xuống đất, nằm gục úp xuống mặt đường như ướt sũng nước mưa. Trương Dương lại chỉ vào hai tên lưu manh đang cầm cờ lê nói, mau biến mất khỏi mắt của tao. Không đợi hắn nói hết câu, hai tên lưu manh này đã ném cờ lê, chui vào trong chiếc van bỏ chạy, ngay cả tên tài xế taxi kia cũng không quan tâm luôn. Lúc này Stephen giống như là mới tỉnh lại từ trong mộng, xông lên túm lấy tên tài xế taxi đang nằm dưới đất, nhấc tên này lên, và đấm vào mặt của tên tài xế, còn miệng thì cũng bắt đầu phát ra những tiếng chửi thề. Trương Dương bước lại nói, đừng đánh, đánh chết người thì anh đừng mong quay về nước Mỹ. Cao Liêm Minh phiên dịch giúp hắn một chút. Lúc này Stephen mới chịu dừng tay thả tên tài xế ra. Lúc này mưa cũng đã nhỏ lại rồi, Trương Dương đi đến trước mặt Quan Chỉ Tình, nói, đi chỗ nào, tôi đưa các người đến, ở đây rất khó đón xe. Quan Chỉ Tình không nói gì, cắn cắn môi, nhìn ra được cô ta đang do dự. Trương Dương cũng không cho cô nhiều thời gian để do dự nữa, xoay người đi đến chiếc BMW S, nói, tôi chờ cô trong xe. Quần áo trên người của Quan Chỉ Tình đã bị ướt hết rồi. Mà bây giờ căn bản là không nhìn thấy một chiếc taxi nào chạy qua đây cả, cho dù có xe taxi chạy ngang qua, nhớ đến vụ việc hồi nãy thì cô cũng không dám ngồi đâu, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn quyết định lên chiếc BMW của Trương Dương. Stephen và Tào Mễ Lị cầm hành lý lên xe, ba người sau khi ngồi vào chỗ của mình xong, Quan Chỉ Tình nói, Nam Quốc Sơn Trang, Tạ Hòa. Trương Dương lái xe chạy đến hướng Nam Quốc Sơn Trang, sân bay Đông Giang nằm ở phía bắc của thành phố Đông Giang. Còn Nam Quốc Sơn Trang thì lại nằm ở phía nam, mà lại đi qua đường Chữ Tính. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, đã gần 10 giờ rồi, hắn quyết định đưa Cao Liêm Minh về đường Chữ Tính trước, sau đó quay đầu lại chạy đến Nam Quốc Sơn Trang sau. Cao Liêm Minh quả nhiên là xuống xe ngay tại đại viện tỉnh ủy, trước khi hắn đi còn kiên quyết đòi lấy số điện thoại của Trương Dương, sau đó mới phất tay chào tạm biệt. Trương Dương rất quen thuộc với Nam Quốc Sơn Trang, khi đi đến Nam Quốc Sơn Trang, thì mưa lại to lên. Trương Dương nhìn Quan Chỉ Tình xuống xe đi vào trong sảnh, Quan Chỉ Tình trước khi đi còn lễ phép nói lời cảm ơn với Trương Dương, Tào Mễ Lị và Stephen thì ngay cả một chữ cũng không nói, mang hành lý vội vã rời khỏi chiếc BMW S. Mưa thật sự quá lớn, Trương Dương cũng bỏ ý định trở về, hắn mở cửa xe đi xuống bước vào trong sảnh, Quan Chỉ Tình vẫn còn đang làm thủ tục đăng ký, thấy Trương Dương bước vào bất chợt cảm thấy kinh ngạc. Trương Dương cười cười giải thích, mưa to quá, tối nay tôi cũng ở lại đây. Quan Chỉ Tình cũng lưu ý đến bó hoa trong tay của hắn, Trương Dương đi đến trước bàn phục vụ, đem thẻ khách quý của mình ra, cô phục vụ trước sảnh lập tức nhận ra hắn, cười nói, chủ nhiệm Trương, xin chào, để tôi đăng ký dùm cho ngài. Trương Dương mỉm cười nói, vẫn là biệt thự nhà gỗ, bó hoa này tặng cho cô. Thẻ khách quý quả thật là có chỗ tốt, khi mà thủ tục của bọn người Quan Chỉ Tình còn chưa xong xuôi, thì bên Trương Dương đã nhận được chìa khóa phòng và đi theo cô phục vụ kia. Tào Mễ Lị nhìn bóng lưng đang đi xa của Trương Dương, thấp giọng nói, người này có vấn đề. Quan Chỉ Tình nao nao, nhỏ giọng nói, chị họ, tối nay đã quá nhiều chuyện rồi, chúng ta đi ăn một chút rồi mau chóng nghỉ ngơi thôi. Tào Mễ Lị lấy được thẻ phòng,
vừa đi vừa nói với Quan Chỉ Tình, làm sao mà hắn biết được chúng ta gặp phải phiền phức. Vừa nãy Stefan muốn đánh tên tài xế kia, thì hắn lại ngăn cản Stefan, chỉ thấy hắn ta căn bản là cùng một nhóm với tên tài xế ấy, hắn cố ý diễn trò lừa gạt lòng tốt của em, mục đích chính là muốn em cảm kích hắn, đáp ứng đảm nhiệm đại sứ hình tượng gì gì đó. Hai, lòng dạ đàn bà vẫn là sâu độc nhất. Quan Chỉ Tình không nói gì cả, nhưng mà cô ta cũng cảm thấy chuyện tối nay đúng là quá trùng hợp, lẽ nào tất cả thật sự đều là do một tay Trương Dương bày ra cả sao, mục đích chính là lừa gạt lòng tốt của mình. Nếu như thật sự là vậy, thì tâm cơ của người này đúng là quá sâu rồi, thủ đoạn cũng quá đê tiện. Trương Dương vừa vào trong phòng liền đi tắm, sau khi đi tắm xong thì Tổng Giám đốc Quản lý của Nam Quốc Sơn Trang Nhâm Văn Bân đến đây. Trương Dương cũng là người quen của gã ta, cười cười mời Nhâm Văn Bân vào, Nhâm Tổng, bên ngoài mưa lớn như vậy, mà anh còn tự mình đến đây, thật sự là làm cho tôi cảm động. Nhâm Văn Bân cười nói, vô sự không đăng điện tam bảo, tôi đang chuẩn bị đến Nam Thích đến gặp chủ nhiệm Trương, không ngờ tôi còn chưa khởi hành, thì ngài đã đến trước rồi. Trương Dương từ trong lời nói của gã đã nghe ra gã nhất định có việc, dùng khăn lau khô tóc, tiện tay ném quần áo bẩn vào trong giỏ, đi đến bàn tự rót cho mình một ly nước, uống hết một ngụm lớn rồi mới nói có chuyện gì tôi có thể giúp được sao. Nhâm Văn Bân nói, ngài vừa mới đến, còn chưa ăn gì, tôi đã cho chuẩn bị một bữa tối, chúng ta tùy tiện ăn một chút, vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Trương Dương gật đầu, để cho Nhâm Văn Bân đi trước, thay đồ xong sẽ đuổi theo. Lúc Trương Dương đi đến nhà hàng, thì lại gặp phải ba người Quan Chỉ Tình đang ngồi ăn, ánh mắt của Quan Chỉ Tình khi gặp phải Quan Chỉ Tình, đã có chút hờn giận, nhíu nhíu mày, cô ta rõ ràng đã hiểu lầm, cho rằng Trương Dương vẫn luôn theo dõi mình. Nếu gặp, dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng, Trương Dương cười tủm tỉm đi qua, nói với Quan Chỉ Tình, sao trùng hợp quá vậy, Quan tiểu tỷ cũng đến đây ăn à. Lời này tràn ngập ý nói nhảm đây mà. Quan Chỉ Tình nói, không tính là trùng hợp, ở cùng một khách sạn, không gặp thì mới là kỳ quái. Từ trong những lời của Quan Chỉ Tình, Trương Dương cũng ý thức được cô ta đã hiểu lầm mình rồi. Trương Dương cười nói, tôi và bên này rất quen thuộc, giám đốc của bọn họ mời tôi ăn. Đúng lúc này, Nhâm Văn Bân xuất hiện trên lầu, nói về hướng của Trương Dương, chủ nhiệm Trương, ngài đi nhanh thật đấy, gặp phải người quen sao? Trương Dương ngẩng đầu lên cười nói, một người bạn cũ. Nhâm Văn Bân nói, cùng lên đi. Trương Dương biết Quan Chỉ Tình sẽ không nhận lời, cho nên lắc đầu xoay người lên lầu. Quan Chỉ Tình lúc này mới hiểu được là mình đã nghĩ quá nhiều rồi, người ta thật sự không có theo dõi mình mà đến đây, cô ta cầm lấy khăn lau lau miệng, nói, chúng ta đi. Bà chị họ Tào Mễ Lị ngáp một cái, nói, mệt chết đi được, ngày mai chị phải ngủ một giấc cho đã, cô ta gọi phục vụ lại tính tiền, thì mới được báo là vị chủ nhiệm Trương kia đã tính toàn bộ rồi. Tào Mễ Lị nói, thấy chưa, con người này có mục đích, hắn đi trước một bước, muốn dùng ơn huệ nhỏ để làm dao động em, muốn cho em không thể từ chối yêu cầu của hắn. Quan Chỉ Tình đã có chút không nhịn được, nói, không cần nói, sáng mai chúng ta rời khỏi đây, không còn liên hệ gì với hắn. Chương 537, có việc muốn nhờ một. Nhâm Văn Bân quả thật là có việc muốn nhờ Trương Dương, nói chính xác hơn là, ông chủ người Singapore của Nam Quốc Sơn Trang Lý Quang Nam có chuyện muốn nhờ Trương Dương. Nhâm Văn Bân uống rượu một hồi với Trương Dương xong, cuối cùng cũng nói mục đích của mình ra, chủ nhiệm Trương, tập đoàn chúng tôi đã sớm chuẩn bị đầu tư một khách sạn tại Nam Thích. Trương Dương cười nói, chuyện tốt nha, bây giờ lãnh đạo thành phố Nam Thích đều đang rất hoan nghênh các nhà đầu tư từ bên ngoài. Nhâm Văn Bân nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta là bạn bè, có chuyện gì tôi cũng không gạt ngài, trước khi ngài đến Nam Thích, thì chúng tôi đã mua một miếng đất ngay đường Phủ Đông và đường Thương Tây Lộ, và bắt đầu xây dựng một khách sạn hiện đại ở đó. Trương Dương nao nao, đường Phủ Đông và đường Thương Tây Lộ, chẳng phải là cách công trường của trung tâm thể dục mới không xa sao. Hắn chợt nhớ ra, cái khối kiến trúc ấy đã gần hoàn thành rồi, đang trong quá trình lắp đặt thiết bị, đi hết một vòng tròn thì ra nó lại là khách sạn đầu tư C3 đơn vị Thiên Văn Lý Quang Nam. Nhâm Văn Bân nói, lúc trước chúng tôi nhìn chúng mảnh đất đó, cũng là bởi vì biết được một tin tức, bản vẽ trung tâm thể dục mới của thành phố Nam Thích chúng tôi cũng đã xem qua rồi, khách sạn của chúng tôi nằm trong vị trí quy hoạch của trung tâm thể dục mới. Trương Dương cười nói, quả nhiên là đúng như dự tính, công viên thể dục của chúng tôi nếu xây xong, thì các người chẳng khác nào được cải thiện hoàn cảnh mà không tốn một đồng tiền. Nhâm Văn Bân thở dài nói, chủ nhiệm Trương, tính toán của chúng tôi thì không tồi, nhưng mà chúng tôi không ngờ rằng trung tâm thể dục mới của Nam Thích lại xây chậm như vậy.
cho đến bây giờ công viên còn chưa xây xong, khách sạn của chúng tôi sắp khánh thành rồi. Trương Dương vui mừng nói, anh đừng vội, bây giờ lãnh đạo thành phố đã giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho tôi rồi, tôi đang bắt tay vào giải quyết hàng loạt vấn đề, bây giờ công trình của trung tâm thể dục mới đã chia làm nhiều phần, và tiến hành thi công đồng loạt, tôi có thể cam đoan với anh, hạng mục công viên thể dục nhất định có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Lúc Trương Dương nói ra những lời này đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó gây cho hắn sự vui vẻ, và cái cảm giác này thì không thể nào thay thế được. Nhâm Văn Bân nói, chủ nhiệm Trương, tôi vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Nam Thích, việc này tôi cũng có biết một chút, tôi tìm ngài không chỉ vì chuyện này đâu. Trương Dương chậm rãi hạ ly rượu xuống, nói, Nhâm Tổng có gì cứ nói thẳng. Xem ra Nhâm Văn Bân còn có thỉnh cầu khác nữa. Nhâm Văn Bân nói, lúc trước chúng tôi mua khối đất ấy, trong quy hoạch có thêm phần diện tích xanh hóa, và chúng tôi cũng lên kế hoạch xanh hóa trong phạm vi, nhưng mà xung quanh có không ít nhà dân không đồng ý, chúng tôi đã nghĩ biện pháp, cũng bỏ ra rất nhiều tiền bồi thường rồi, nhưng đến bây giờ vẫn còn 7-8 hộ không chịu đi. Trương Dương cười nói, chuyện này không nên tìm tôi, anh hẳn là nên đi tìm cục quy hoạch, cục xây dựng thì đúng hơn. Nhâm Văn Bân lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Dương, đây là con đường đi đến Thương Tây Lộ. Nhâm Văn Bân nói, kế hoạch sửa chữa con đường này thành 4 làn đường xe chạy, nhưng mà phía đông có một tòa nhà 5 tầng, tòa nhà này xây lên không đúng quy định kiến trúc, lúc trước chỉ có 2 tầng, khi chúng tôi bắt đầu xây dựng khách sạn, thì bọn họ nghe được tin tức, cũng tiến hành xây thêm cho tòa nhà, vươn về phía trước 6 mét, toàn bộ đều dạt ra mặt tiền đường cả, đường của chúng tôi nếu từ bên này đi qua thì nhất định phải đi ngang qua đó. Lúc đầu theo thiết kế của chúng tôi, con đường này sẽ là một trong các con đường đi thông đến công viên thể dục. Nếu như thay đổi bản vẽ, không chỉ làm tăng thành phẩm kiến trúc của chúng tôi lên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ diện mạo của trung tâm thể dục mới. Trương Dương nhìn tấm ảnh chụp một chút, tự nhiên có một tòa nhà đứng sừng sừng giữa bên đường quả thật đúng là có chút đột ngột. Hắn thấp giọng nói, nếu như là xây dựng trái phép thì vì sao các người lại không đi kiện các cơ quan nhà nước? Các người hẳn là nên đi tìm cục xây dựng thành phố, thậm chí là cục quy hoạch cũng được. Nhâm Văn Bân nói, chủ nhiệm Trương. Chuyện này cũng không dễ làm, tòa nhà này là do công ty kiến trúc Tân Thế Kỷ xây dựng, chủ sở hữu của tòa nhà tên là Lý Trường Phong. Nhâm Văn Bân dừng lại một chút, gã cho rằng không cần phải giải thích rõ ràng bối cảnh của Lý Trường Phong cho Trương Dương nghe đâu. Trương Dương cũng rõ ràng vì sao Nhâm Văn Bân lại tìm đến mình, khi hắn đi đến Nam Thích đã khiến cho công ty kiến trúc Tân Thế Kỷ phải thê thảm, cái này đã trở thành đề tài bàn tán của nhiều người, cho nên Nhâm Văn Bân cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm lên trên người của Trương Dương. Trương Dương nói, các người có thể trực tiếp đi tìm Lý Trường Phong thương lượng mà. Nhâm Văn Bân nói, hắn mở miệng ra là đòi 30 triệu. Không có 30 triệu thì không cần bàn nữa. Kêu chúng tôi móc ra 30 triệu đưa hắn là đều không thực tế. Nội bộ tập đoàn chúng tôi sau khi thương lượng xong, quyết định không thay đổi phương án. Nhưng mà dưới sự lôi kéo của Lý Trường Phong, các hộ dân xung quanh cũng không chịu rời đi. Bọn họ không đi, thì cảnh quan xanh hóa của chúng tôi cũng không thể xây dựng được. Chúng tôi đã đi nói chuyện vài lần, bọn họ chỉ nói một câu, muốn nói thì đi tìm Lý Trường Phong nói, chỉ cần Lý Trường Phong chịu gật đầu, thì bọn họ cũng không cần nói điều kiện gì cả. Tất cả đều đi, Lý Trường Phong không đi, bọn họ cũng không đi. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng rất cường thế, nhưng mà hắn cũng rõ ràng phạm vi quyền lực của mình, xây dựng trái phép không nằm trong phạm vi quản lý của hắn. Trương Dương làm mỗi một việc đều có mục đích cả, lăn lộn trong thể chế càng lâu. Thì cái hắn suy nghĩ đầu tiên sẽ là phù hợp lợi ích với dân chúng, dưới tiền đề phù hợp với lợi ích của dân chúng mà phải cố gắng không để xung đột với lợi ích bản thân, những chuyện khiến cho hắn thật sự bùng nổ phát giận, đều là những cái có điều kiện đủ và cần cả. Hắn và Nhâm Văn Bân mặc dù có chút giao tình, nhưng mà giao tình của hai người cũng chưa sâu đến mức như vậy, chuyện này liên quan đến thằng cháu của bí thư thị ủy thành phố Nam Thích Từ Quang Nhiên, Lý Trường Phong. Trương Dương vừa mới đến Nam Thích đã gây ra một loạt hành động khiến cho Từ Quang Nhiên rất là khó chịu rồi. Hắn cũng không muốn gây thêm mâu thuẫn giữa hắn với Từ Quang Nhiên nữa. Cái này cũng không phải là bởi vì hắn sợ Từ Quang Nhiên, mà bởi vì hắn cảm thấy rằng không cần thiết phải vì một Nhâm Văn Bân mà làm cho mâu thuẫn giữa hắn và Từ Quang Nhiên trở nên sâu sắc. Trương Dương cười nói, Nhâm Tổng, chuyện của anh thuộc về Cục Xây Dựng Thành Phố. Nhâm Văn Bân nói, tôi biết, Cục trưởng Cục Xây Dựng Thành Phố Ngô Sương Lâu. Tôi đã đi tìm vài lần rồi, Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn tôi cũng đã đến chào hỏi mấy lần rồi, nhưng mà bọn họ vừa nghe nói đến chuyện của Lý Trường Phong thì tất cả đều lắc đầu, ai cũng biết Lý Trường Phong là cháu ngoại của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên cả, mà cục rắc rối này to lắm, bọn họ không muốn đụng vào đâu.
Chương 537, có việc muốn nhờ hai. Trương Dương cừ nói, bọn họ đều sợ đắc tội với người ta, lẽ nào tôi thì không sợ đắc tội với người ta sao? Nhâm Văn Bân nói, chủ nhiệm Trương, tôi thật sự không có biện pháp, tập đoàn của chúng tôi đầu tư rất lớn vào Nam Tích, nếu như cảnh quan xanh hóa trước cửa và đường đi xảy ra vấn đề, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kinh doanh sau này của chúng tôi, tổn thất cũng không thể đo lường được. Chủ nhiệm Trương, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, ngài cũng biết, tôi không dễ dàng mở miệng cầu người, lần này vô luận thế nào ngài cũng phải giúp tôi một lần. Trương Dương nói, những chuyện liên quan nhiều lắm. Nhâm Văn Bân biết hắn còn đang do dự, lập tức móc ra một bao thư giao cho Trương Dương, Trương Dương đương nhiên biết rõ bên trong nó là cái gì rồi, hắn không nhận, mỉm cười nói, như vậy đi, chờ tôi trở về Nam Thích, sẽ giúp anh nghĩ biện pháp, nếu như có thể giải quyết chuyện này, thì anh cứ làm cống hiến cho đại hội tỉnh. Nhâm Văn Bân nói, nếu như chủ nhiệm Trương có thể giải quyết chuyện này, tôi sẽ cung cấp phòng khách miễn phí cho Ủy ban Thể dục sử dụng trong thời gian diễn ra đại hội. Hai món quà. Nhưng mà bên trong cái phong thư kia là cá nhân, bây giờ tặng món quà này là công khai, Trương Dương đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Sáng ngày hôm sau Quan Chỉ tỉnh dậy rất sớm, cái này có chút liên quan đến hoàn cảnh cũng như múi giờ ở đây, sau khi rửa mặt xong, thay một bộ đồ vận động màu đen, đây là kiểu dáng mới nhất của mùa thu năm nay, bên ngoài đã tạnh mưa rồi, trời nắng sớm, bởi vì có mưa nên bầu trời có khá nhiều mây, cho nên tia nắng không được tốt. Tuy rằng như vậy, nhưng Quan Chỉ tình vẫn mang mặc đồ vận động và kính râm, bắt đầu chạy bộ dọc đường nhỏ của Nam Quốc Sơn Trang, một vận động viên cho dù đi đến bất cứ chỗ nào cũng không quên luyện tập. Quan Chỉ tình chạy được vài bước, thì chợt nghe thấy tiếng chân đằng sau, cô xoay người lại, thấy Trương Dương mặc áo thun quần đùi đuổi theo, bây giờ đã là cuối mùa thu, khí trời buổi sáng rất lạnh, tố chất thân thể của thằng nhãi này đúng là không tồi, mặc quần áo mỏng manh như vậy mà lại chảy mồ hôi ròng ròng. Trương Dương đến gần nói, sao trùng hợp thế? Quan Chỉ tình không nói gì, lặng lẽ chạy bộ phía trước, Trương Dương theo sát bên cạnh cô, hắn nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng toát của mình, ngay cả Quan Chỉ tình cũng không thể không thừa nhận, nụ cười của hắn rất đẹp, rất sán lạn. Trương Dương nói, tính cảnh giác của cô rất mạnh. Quan Chỉ tình vẫn không nói gì. Trương Dương vừa chạy vừa nói, có phải là cho rằng tôi đang theo dõi cô, cho nên luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh cô? Quan Chỉ tình nói, tôi không nghĩ như vậy, chúng ta không quen không biết, đừng nói mấy chuyện nhàm chán đó. Trương Dương nghe thấy lời ám chỉ uyển chuyển của cô ta, ý nói là mình rất nhàm chán, Trương Dương cười lơ đỉnh, nói, con người của tôi không có tật xấu gì, chỉ là chuyên tâm làm việc. Cô cũng biết, tháng 10 năm sau Nam Thích sẽ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, còn thiếu một vận động viên có lực ảnh hưởng mạnh để làm đại sứ hình tượng cho chúng tôi, có danh tiếng lớn thì lại vô cùng thê thảm. Còn xinh đẹp không có trở ngại gì thì lại không có nhiều danh tiếng, sau khi chúng tôi tổng hợp suy nghĩ lại. Chỉ có Quan Tiểu Tỷ là thích hợp nhất, cô là quán quân thế giới, lại vừa xinh đẹp, dựa theo cách nói của quá khứ thì gọi là tài sắc song toàn. Quan Chỉ tình vẫn là mặt lạnh như băng, nhưng mà nghe thấy câu này cũng không thể nhịn được cười, nhẹ giọng nói anh đang chửi mắng người có phải không? Trương Dương thấy lời nói của mình đã có một ít hiệu quả, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn cười nói, không. Tuyệt đối không có, tôi không hề có bất cứ ý mạo phạm nào với Quan Tiểu Tỷ cả, cô không phải là từng lên bìa tạp chí lớn, còn được bầu chọn là một trong 50 người đẹp nhất hành tinh sao? Quan Chỉ tình nói, quan điểm thẩm mỹ của trong và ngoài nước có khác biệt rất lớn, cái anh nói là sự bình chọn của tất cả người nước Mỹ, nhưng tôi không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người trong nước đâu. Trương Dương cười ha hả, không phải vậy đâu, tôi thấy cô rất đẹp, tuy rằng từ lúc gặp mặt đến giờ chưa thấy được hình dáng thật của cô. Nhưng mà khí chất của cô rất tốt, làm cho người ta có cảm giác như là không thuộc về khói lửa nhân gian, không nhiễm tục khí của nhân gian. Quan Chỉ tình đã tiếp xúc nhiều người rồi, nhưng mà vẫn chưa từng nghe qua lời nịnh hót không chút che giấu nào như vậy cả. Nghe thì giống nịnh hót, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy thế nào cũng không thích hợp. Quan Chỉ tình nói, anh đang nói móc tôi. Trương Dương nói, không, tôi thật sự cảm thấy cô rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của tôi. Quan Chỉ tình nói, anh nói nhiều lời tốt đẹp như vậy, có mục đích gì? Trương Dương nói, Quan Tiểu Tỷ, cô không suy nghĩ một chút sao, cô là người của Nam Thích tổ chức đại hội tỉnh, nếu như cô đảm đương cái chức đại sứ hình tượng này, cũng coi như là làm chút cống hiến cho quê hương. Tôi biết cô đã sinh hoạt ở phương Tây một thời gian dài rồi, có thể phương thức suy nghĩ cũng có chút thay đổi, nhưng mà dù sao thì vẫn là con cháu của Viêm Hoàng, người Trung Quốc chúng ta đều chú ý áo gấm về làng rạng rỡ tổ tông. Tuyên truyền đại hội tỉnh,
đồng thời cũng tuyên truyền cho hình tượng xinh đẹp của cô. Đây là một chuyện cả hai cùng tốt. Quan Chỉ Tình dừng chân lại, đôi mắt giấu sau cặp kính râm nhìn thẳng vào Trương Dương, cô nói rất chăm chú, xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi không cần tuyên truyền, lần này tôi về nước mục đích là muốn tế bái cha tôi mong rằng trong thời gian tôi ở đây, sự thanh tịnh của tôi không bị người khác quấy rầy. Trương Dương nói, làm người phát ngôn cho đại hội tỉnh cũng có thù lao, con số cụ thể chúng ta có thể thương lượng. Quan Chỉ Tình nói, tôi không có hứng thú, cái thành phố Nam Tích đó cũng không lưu lại cho tôi nhiều ký ức, ngoại trừ người cha đã qua đời của tôi. Cô dừng lại một chút, lại nói tiếp, Trương tiên sinh, mong rằng anh không nên làm khó xử tôi. Trương Dương gật đầu, nhìn bóng lưng xinh đẹp của Quan Chỉ Tình đang rời đi xa, rốt cục cũng quyết định không đuổi theo nữa, Quan Chỉ Tình đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như cô ta đã không còn cảm tình với quê nhà, không muốn đảm nhiệm chức đại sứ hình tượng này, mình cần gì phải miễn cưỡng cô ta. Buổi trưa cùng ngày, Viên Ba mời khách ở Vọng Giang Lâu, mời Trương Dương, Lương Thành Long, Đinh Triệu Dũng cùng những người khác tập trung lại. Chủ đề lần này là chúc mừng Trương Dương lên làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục của thành phố Nam Tích. Trương Dương đem chìa khóa xe chiếc BMW giao cho Lương Thành Long. Lương Thành Long nói, thế nào? Mọi chuyện thu xếp xong chưa? Trương Dương thở dài nói, gặp đã gặp nói đã nói, nhưng cũng không thành. Lương Thành Long cười nói, dùng Mỹ Nam kế của cậu dụ cô ta đi. Hay là bá vương ngạnh thượng cung cũng được, làm cho gạo nấu thành cơm rồi, đến lúc đó không sợ cô ta không nghe theo. Trương Dương mắng, tên nhóc cậu càng ngày càng đê tiện. Lương Thành Long nói, tôi đê tiện chỗ nào? Vì lợi ích nhân dân của Nam Tích, cậu cần phải có một chút tinh thần hy sinh, thỉnh thoảng hy sinh một chút nhan sắc của mình cũng là điều cần thiết. Trương Dương nói, chỉ là khả năng của tôi chưa đến mức đó, cho dù muốn bán người ta cũng không mua đâu. Chương 537, có việc muốn nhờ ba. Đinh Triệu Dũng và Viên Ba đều nở nụ cười, hai người không rõ Trương Dương và Lương Thành Long đang nói chuyện gì cả, hỏi qua mới biết được đầu đuôi thế nào. Đinh Triệu Dũng nói, trong nước cũng có nhiều vận động viên nổi tiếng, căn bản là không cần tìm vận động viên nước ngoài, làm đại sứ hình tượng cái gì, căn bản là uổng phí công phu. Viên Ba lại nói, thời đại bây giờ không giống đâu, chuyện gì cũng cần chú ý đến hiệu ứng của người nổi tiếng cả, mượn Vọng Giang Lâu của tôi mà nói, ngoài sảnh treo không ít ảnh chụp của tôi và người nổi tiếng, vô hình chung đã trở thành một loại tuyên truyền, người khác thấy có nhiều người nổi tiếng đến ăn, sẽ cảm thấy những người nổi tiếng có chú ý đến Vọng Giang Lâu, chứng minh rằng đẳng cấp của nó không tồi, người trong nước chúng ta có tâm lý theo đám đông rất mạnh, thấy người khác làm gì bọn họ liền làm cái đó. Sau khi cải cách mở ra, quảng cáo hầu như là không còn dùng được nữa, cậu đi làm quảng cáo, người khác sẽ cảm thấy rằng có phải là đồ của cậu không được tốt hay không. Cậu không bán được nên mới đi quảng cáo, nhưng mà bây giờ, thứ gì mà không gào to thét lớn chứ, tục ngữ nói, rượu ngon còn sợ hẻm sâu nữa, cậu không gào lên thì ai mà biết. Tôi tán thành cách làm của Trương Dương, Quan Chỉ Tình đích thật là một vận động viên ưu tú có lực ảnh hưởng mạnh, vận động viên đẳng cấp thế giới có quê quán Bình Hải không được nhiều lắm. Trương Dương có chủ ý với cô ấy cũng rất là chính xác, nếu như lần này cô ấy trở thành đại sứ hình tượng cho đại hội lần này, khẳng định là sẽ tạo thành hiệu ứng oanh động. Lương Thành Long nói, lời tuy nói là như vậy, nhưng mà người ta không có đáp ứng, bây giờ là thời đại nào rồi, làm cái gì cũng cần hai bên phải tình nguyện, cô ta không muốn, Trương Dương cũng không thể nào bắt ép cô ta làm cái đại sứ hình tượng này được. Hơn nữa, người ta bây giờ là người Hoa quốc tịch Mỹ. Thủ đoạn hành chính của quốc gia chúng ta cũng không thể làm được gì cô ta cả. Trương Dương nói, quên đi, không đề cập đến chuyện này, tôi cũng không phải là một tên ăn xin, mọi người uống rượu đi. Mọi người đồng thời nâng ly rượu lên, Trương Dương lại nghĩ đến chuyện Nhâm Văn Bân nhờ hắn tối qua, Lương Thành Long nghe xong, cũng gật đầu nói, chuyện này tôi cũng đang muốn đề cập với cậu đây, khi tôi tiếp nhận công trình trung tâm thể dục xong, mới phát hiện ra bản vẽ quy hoạch lúc trước và công trình thực tế không phù hợp. Trương Dương sửng sốt một chút, chuyện này hắn chưa từng nghe nói qua. Lương Thành Long nói, lúc trước những bản vẽ quy hoạch mà tôi xem tại Nam Tích đều là bản mới gần đây cả, khi tôi trở về Đông Giang, lấy ra bản vẽ cũ, mới phát hiện ra đã có rất nhiều chỗ thay đổi, diện tích của công viên thể dục đã thu nhỏ lại, xung quanh trung tâm thể dục, gần đây đã xây dựng không ít kiến trúc, lúc trước vì vấn đề này mà trung tâm thể dục đã bồi thường không ít tiền rồi. Trương Dương nói, cậu muốn nói cho tôi biết cái gì? Lương Thành Long nói, lúc phá bỏ và di rời đi thì tôi không có chứng kiến, tôi hoài nghi bên trong có tồn tại vấn đề, có người đã sớm biết được kế hoạch xây dựng trung tâm thể dục mới, cho nên đã đột kích xây nhà,
dùng thủ pháp này để lấy bồi thường của chính phủ, loại thủ đoạn này cũng không có gì mới lạ, trong ngành kiến trúc rất là bình thường. Trương Dương nói cái này chính là đập phá bức tường của chủ nghĩa khoa học xã hội. Lương Thành Long cười nói, loại chuyện này vốn không có gì đáng trách cả, mặc dù là dân chúng bình thường khi nghe nói chính phủ sẽ phá bỏ nhà và di rời, cũng sẽ lập tức xây nhà lên thôi, ai mà không muốn được bồi thường nhiều một chút chứ, tính người là vậy rồi, tôi nhớ kỹ lúc trước còn ở Đông Giang, có ruộng đồng của một người nông dân bị trưng dụng, bởi vì lúc đó có quy định là một thân cây sẽ bồi thường bao nhiêu tiền, khi chúng tôi đến thăm hiện trường, phát hiện ra người nông dân kia đã trồng rậm rạp cây nhỏ trên hai mẫu đất bị trưng dụng ấy. Không dám nói khoa trương, nhưng mà khoảng cách giữa hai cây với nhau, ngay cả bàn tay của tôi còn không chen vào được. Mọi người trên bàn bị câu chuyện của Lương Thành Long làm cho chọc cười. Đinh Triệu Dũng nói, nông dân cũng không dễ dàng, cậu trưng dụng đất của người ta sau này ăn bằng cái gì? Chính phủ bồi thường cũng có giới hạn, miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp. Lương Thành Long nói, tôi cũng không nói là không đáng đồng tình, vô luận là nông dân hay thị dân. Bọn họ lợi dụng một chút trí tuệ nhỏ để tranh thủ thêm nhiều tiền bồi thường cũng không có gì cả. Cái tôi phản cảm nhất chính là hành vi của thương nhân, bọn họ nhận được tin tức sớm, biết được quy hoạch của chính phủ, lợi dụng các loại phương pháp để thu lợi. Trương Dương nói, những tòa kiến trúc phạm pháp trên mảnh đất quy hoạch của trung tâm thể dục mới có nhiều không? Lương Thành Long nói, không ít, đều là những vấn đề cũ cả, cậu không đề cập đến chuyện này, tôi cũng sẽ tìm cậu mà nói, không giải quyết được những kiến trúc phạm luật này. Thì tiến độ công trình không cách nào nhanh lên được. Trương Dương nói, tôi còn tưởng rằng chỉ có tôi dám xây nhà trái phép ở chỗ người ta, không ngờ còn có người làm trước cả tôi nữa. Lương Thành Long nói, tôi mặc kệ người khác, cậu kêu tôi làm tốt trung tâm thể dục mới này, thì phải giúp tôi giải quyết cản trở, giúp tôi thanh lý sạch sẽ tất cả những kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch, nếu không thì tôi cũng bó tay thôi. Trương Dương nói, uy hiếp tôi à? Lương Thành Long nói, tôi không có ý đó. Chỉ là đem khó khăn thực tế ra nói với cậu một tiếng thôi, lần này tôi thảo luận với người trong công ty không được lạc quan cho lắm, rất nhiều người tỏ vẻ không hiểu về việc tôi đầu tư vào công trình trung tâm thể dục mới này, nói trắng ra là, vẫn là vấn đề tài chính, trong vòng một năm nay tập đoàn Phong Dụ chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều công trình, tài chính đang dần trở thành vấn đề lớn. Trương Dương nói, như vậy là thế nào? Vậy 50 triệu của cậu là không có. Lương Thành Long nói, tiền không phải là vấn đề, chỉ là... Hắn dừng la nằm y một chút, trên mặt có chút lúng túng, tôi sợ phải đi tìm Thanh Hồng. Mọi người trên bàn bật cười, Đinh Triệu Dũng nói, tên nhóc, cậu muốn mượn cơ hội lôi kéo lại với Lâm Thanh Hồng đó sao? Lương Thành Long nói, không phải, thật sự không phải, lần này tôi không phải là không còn cách nào sao? Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, cô ấy có thể cho Trần Thiệu Bân mượn 8 triệu để đầu tư cổ phiếu, bây giờ tôi gặp phải khó khăn, cô ấy không thể bỏ mặt tôi được đúng không? Trương Dương cười nói, sao tôi nghe thế nào cũng có mùi giấm chua ở đây vậy nhỉ? Cậu hình như vẫn còn có chút oán niệm với Trần Thiệu Bân. Lương Thành Long nói, không phải như vậy, lần trước ở Nam Quốc Sơn Trang không phải đã nói rõ rồi sao, cả đời người có thể có được một vài tri kỷ cũng không dễ dàng rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng tôi đã rất rõ ràng. Đinh Triệu Dũng nói, đều đã là người lớn hết rồi, tu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được nằm chung giường. Tôi thấy hai người nên thừa cơ hội này nói chuyện với nhau, có thể bỏ qua thì bỏ qua, có thể hàn gắn thì hàn gắn, tôi thấy không ai hợp nhau như hai người đâu. Nhắc đến sinh hoạt hôn nhân, Lương Thành Long nhất thời thấy phiền muộn, hắn nâng ly rượu lên nói, con người có đôi khi cũng có lúc không được hài lòng đẹp ý. Viên Ba nói, đó là bởi vì trong lòng cậu không biết thỏa mãn, người thấy đủ thường sống vui, cậu vĩnh viễn không bao giờ thấy đủ cho nên vĩnh viễn không bao giờ thấy được hài lòng đẹp ý. Chương 537, có việc muốn nhờ 4. Lúc này, đã có một người phục vụ đi vào, thì thầm vài câu vào lỗ tai của Viên Ba, thì ra là Loan Thắng Văn đang ăn ở phòng bên cạnh, gọi đích danh Viên Ba qua gặp, Viên Ba nói với mọi người vài câu, đứng dậy đi ra, khi làm sinh ý về ẩm thực thì có một vài mối quan hệ nhất định phải chiếu cố. Loan Thắng Văn hôm nay đã là cục trưởng phân cục khu Bạch Sa rồi, đừng thấy chỉ là thăng nửa chức. Nhưng mà quyền lực đã có một sự khác biệt một trời một vực so với quá khứ rồi, ngày hôm nay gã ta đến Vọng Giang Lâu là vì mời Phó Sở trưởng Công an tỉnh Cao Trọng Hòa ăn, gã và Cao Trọng Hòa là đồng hương, nhưng mà ngày hôm nay Cao Trọng Hòa đã trở thành Phó Sở trưởng của Công an tỉnh, không lâu sau còn tiếp nhận vị trí Sở trưởng, ngồi cùng bàn còn có một Phó Sở trưởng khác của Sở Công an là Điền Khánh Long. Gã ta cũng sắp thăng chức rồi,
Từ khi Cao Trọng Hòa đến Bình Hải xong, tác phong cứng rắn cũng như năng lực lãnh đạo của ông ta đã chiếm được sự chấp nhận của hệ thống công an Bình Hải. Viên Ba vừa đi vào, liền vui vẻ cười nói, đều là khách quý, các vị lãnh đạo đại giá quang lâm, Viên Mỗ có chỗ sơ sẩy mong rằng có thể thứ lỗi. Con người của Cao Trọng Hòa từ trước đến giờ đều là loại người ăn nói nghiêm túc, hơn nữa da trên người lại đen, cho nên bị người ta gọi là thần mặt đen ở sau lưng. Ông không quen biết Viên Ba, Loan Thắng Văn gọi Viên Ba đến đây mục đích cũng không phải là vì muốn giới thiệu cho Cao Trọng Hòa biết, mà cái gã ta cần chính là mặt mũi. Viên Ba đương nhiên là hiểu được, lập tức cho lên rượu, cung kính làm vài ly nhỏ. Điền Khánh Long cười nói, sinh ý của ông chủ Viên cũng khá thật, gã quen biết với Viên Ba cũng được một thời gian rồi. Viên Ba cười nói, cũng được thôi, không làm phiền các vị lãnh đạo ăn, tôi ở sát bên cạnh, có gì dặn dò cứ gọi một tiếng. Loan Thắng Văn gật đầu nói, đi bận đi. Viên Ba cười nói, thong thả, đang cùng uống rượu với bọn người Trương Dương. Vừa nghe đến tên của Trương Dương, Điền Khánh Long không khỏi nở nụ cười, Trương Dương. Thằng nhóc này đến Đông Giang mà không gọi cho tôi, kêu hắn đến đây kính rượu tôi. Viên Ba biết giao tình của Trương Dương và Điền Khánh Long, cho nên vui vẻ gật đầu nói, để tôi kêu hắn đến. Trương Dương nghe nói các lãnh đạo của sở công an đang ở sát bên, muốn giấu mặt cũng không được nữa rồi, trong lúc vô ý Viên Ba đã nhắc đến hắn, hắn đành phải cầm theo bình rượu đi qua phòng bên cạnh kính rượu, thấy Cao Trọng Hòa, Trương Dương cười nói, sở trưởng Cao cũng đến à. Trên mặt Cao Trọng Hòa lộ ra một nụ cười lễ phép, tiểu Trương, ngồi đi. Trương Dương nói, các người đều là lãnh đạo lớn, tôi cũng không dám ngồi, đứng kính rượu xong tôi đi. Điền Khánh Long nói, mỗi người hai ly, một giọt cũng không được phép sót. Lúc Trương Dương kính rượu mới nhớ ra hôm nay đã là cuối tuần rồi, hèn chi mới buổi trưa thôi mà mấy nhân vật phong vân trong sở cảnh sát lại cùng nhau uống rượu. Thấy đồ ăn trên bàn bọn họ còn chưa bị động vào, hẳn là mới vừa ngồi xuống không lâu. Trương Dương nói, các vị lãnh đạo muốn ăn gì, tôi kêu người làm thêm cho. Loan Thắng Văn cười nói, không cần, ngày hôm nay tôi làm chủ, đón gió cho công tử của sở trưởng Cao. Nói đến chuyện này, sắc mặt của Cao Trọng Hòa liền có chút xấu hổ, Loan Thắng Văn mở tiệc đón gió tẩy trần cho con trai của ông, nhưng mà đến lúc này rồi mà con trai của ông vẫn chưa xuất hiện, tiệc rượu đã bắt đầu được khoảng 20 phút rồi, để cho một đám trưởng bối chờ một mình hắn, thật sự đúng là không biết nên nói thế nào nữa. Trương Dương có chút kỳ quái, cười nói, công tư của sở trưởng Cao. Lúc nói chuyện, cửa mở ra, Triệu Quốc Cường từ bên ngoài đi vào, gã ta đặc biệt đi đón công tử của Cao Trọng Hòa, con trai của Cao Trọng Hòa đi theo sau lưng của Triệu Quốc Cường vào, vừa vào trong phòng liền chắp tay tạ tội nói liên tục, các vị chú bác, xin lỗi, con đi dạo phố với bạn học nữ thôi, làm lỡ một chuyện quan trọng như vậy, mọi người ngàn vạn lần đừng chấp nhất con. Cao Trọng Hòa nghe được giọng nói của con trai, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, bình thường ông nói năng rất nghiêm túc, nhưng cái mồm của con trai thì không lúc nào rãnh rỗi cả. Triệu Quốc Cường không ngờ rằng lại gặp Trương Dương ở chỗ này, vừa thấy Trương Dương, đôi mắt lập tức phun ra tia lửa phẫn nộ, bởi vì chuyện của em trai Triệu Quốc Lương, cho nên giữa gã ta và Trương Dương liền có một mối thù, gã luôn cho rằng kẻ hại chết em trai chính là Trương Dương. Tuy rằng lúc đó bí thư tỉnh trưởng tiền nhiệm Cố Doãn Chi đã cung cấp chứng cứ Trương Dương không có mặt tại hiện trường ra, nhưng mà Triệu Quốc Cường vẫn cho rằng Trương Dương chính là kẻ thù đã giết chết em của mình. Trương Dương thấy ánh mắt tràn ngập thù hận của Triệu Quốc Cường cũng không có bất kỳ ý tứ lùi bước nào cả, cười thản nhiên, và lập tức thấy được người thanh niên trẻ tuổi phía sau lưng của Triệu Quốc Cường. Người thanh niên kia cũng nhìn Trương Dương, bất ngờ nói, là anh sao? Trương Dương vô luận thế nào cũng không ngờ rằng con trai của Cao Trọng Hòa lại chính là chàng trai đeo kính gặp gỡ tối qua tại sân bay Cao Liêm Minh, mà kể ra cũng ngộ, tính tình của hai cha con nhà này lại hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì ăn nói thận trọng, một người thì miệng lưỡi lưu loát, Cao Liêm Minh tiến lại nắm lấy tay của Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương, thật sự là đời người không gì là không gặp. Mọi người trên bàn đều cảm thấy kỳ quái, ai cũng biết con trai của Cao Trọng Hòa đi học đại học ở nước Mỹ. Sau khi học xong còn lấy được giấy phép luật sư của Mỹ, tối hôm qua mới từ Mỹ trở về, hắn ta làm sao mà quen biết với Trương Dương. Cao Liêm Minh nhiệt tình kéo tay của Trương Dương đến bên cạnh cha của hắn, giới thiệu với cha, cha ơi, đây là võ lâm cao thủ mà con nói hôm qua đó, cha không thấy đấy thôi, tối hôm qua anh ấy đã đánh tên người Mỹ kia để chút giận cho mọi người. Cao Trọng Hòa cười gật đầu, tối hôm qua ông nghe con trai kể về chuyện này còn có chút buồn bực. Dám ở một nơi công cộng đông người như sân bay đánh người, mà cuối cùng lại không bị sao cả,
thì ra người đó lại chính là Trương Dương, tên nhóc này làm ra loại chuyện như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết. Triệu Quốc Cường ngồi xuống, chỉ có trên mặt hắn là không có bất kỳ ý cười nào hết, lặng lẽ nâng ly rượu lên uống một mình. Trương Dương cũng biết mình không thích hợp ở lâu, hắn cười cười chào tạm biệt đám người Cao Trọng Hòa, Sở trưởng Cao, Sở trưởng Điền, Cục trưởng Loan, bên tôi còn có xã giao, xin đi trước. Cao Liêm Minh nhiệt tình mời nói, đừng đi vội vã, cùng nhau uống vài ly. Trương Dương cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói có thời gian thì gọi điện cho tôi mời uống rượu, nói xong hắn cười cười với mọi người, cáo từ rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Cao Trọng Hòa nói, nghe nói Tiểu Trương đến Nam Tích. Điền Khánh Long tương đối rõ ràng tình huống của Trương Dương, gật đầu nói, vừa đến không bao lâu, nghe nói bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đã giao công trình trung tâm thể dục mới cho hắn phụ trách, rất là trọng dụng hắn. Cao Liêm Minh nói, người này rất là thú vị. Cao Trọng Hòa cố ý nổi giận nói, thằng nhóc nhỏ như con thì biết cái gì. Sao lại đến muộn như thế, còn không biết rót rượu chịu tội với các chú các bác à? Chương 538, phiền não của thư ký 1. Cao Liêm Minh là một người khôn ngao, bản thân lại là luật sư, nên cái miệng đặc biệt lưu loát, không bao lâu sau đã lập tức làm cho các chú bác ở đây cười ha hả. Điền Khánh Long cười nói, đúng là du học sinh trở về, ánh mắt không tầm thường, con trai của tôi lớn tuổi hơn Liêm Minh không ít, nhưng ngoại trừ uống rượu ra, thì nhìn thấy người ngay cả một câu chào cũng không có. Cao Trọng Hòa ngoài miệng tuy rằng hay mắng Cao Liêm Minh, nhưng mà trong lòng lại rất vui vẻ. Trong đội ngũ cán bộ tỉnh ủy, con cái làm ăn thành công thì có khối người, nhưng mà luận về thành tích học tập, thì con trai của ông lại nổi tiếng nhất không cần nghi ngờ. Đi du học ở nước Mỹ về, thành công lấy được giấy phép luật sư, trên người của Cao Liêm Minh đã được phủ lên ánh sáng của tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Loan Thắng Văn hỏi, Liêm Minh lần này trở về dự định ở lại bao lâu? Cao Liêm Minh nói, chú Loan, con dự định phát triển trong nước. Cao Trọng Hòa cũng là lần đầu tiên nghe được quyết định của con trai. Cho nên sửng sốt một chút, nhưng mà ông cũng không có hỏi tiếp, có thể con trai chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Loan Thắng Văn cười nói, trong nước tốt, trong nước rất tốt. Bây giờ quốc gia chúng ta đang phát triển với tốc độ cao, rất cần những người trẻ tuổi như con. Sau này những người trẻ tuổi như con sẽ trở thành chủ lực trong lực lượng xây dựng quốc gia. Cao Liêm Minh nở nụ cười nói, bây giờ gió đã đổi chiều rồi, không còn lưu hành trường phái rùa biển, mà lưu hành trường phái rong biển. Loan Thắng Văn ngạc nhiên nói, cái gì mà trường phái rong biển, chú chưa nghe nói bao giờ cả. Mọi người trên bàn cũng nhìn Cao Liêm Minh. Cao Liêm Minh vui vẻ nói, nước ngoài trở về chờ sắp xếp việc làm, nói nghe văn vẻ chính là phái rong biển. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, ngay cả Cao Trọng Hòa từ trước đến giờ vô cùng nghiêm túc cũng không nhịn được cười mắng, chỉ biết nói bậy, thằng nhóc này, con chỉ giỏi có cái đó. Trương Dương vốn chuẩn bị buổi chiều sẽ trở về Nam Tích. Nhưng mà hắn chưa kịp đi thì đã nhận được điện thoại của Đỗ Thiên Giã, Đỗ Thiên Giã đến Đông Giang họp, đang tính đợi hắn về Nam Tích sẽ gặp mặt. Từ sau khi Trương Dương rời khỏi Giang Thành, thì giữa hai người cũng đã ít có liên hệ, này cũng có liên quan đến khúc mắc của Đỗ Thiên Giã, ông luôn cảm thấy rằng mình đã đối xử không tốt với Trương Dương, tuy rằng khi Trương Dương rời khỏi Giang Thành, ông cũng bày tỏ sự áy náy ngay mặt đối với Trương Dương, nhưng vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, mãi cho đến khi Trương Dương được trọng dụng. Đến Nam Tích vài ngày thì được bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên giao quyền tổng chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới. Lúc này Đỗ Thiên Giã mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, lần này đến Đông Giang họp, thấy rằng Nam Tích cách Đông Giang không xa, cho nên mới gọi cú điện thoại này. Trương Dương nghe nói Đỗ Thiên Giã đang ở Đông Giang, cũng sảng khoái nói cho ông ta biết mình cũng đang ở chỗ này, sau khi hỏi chỗ ở của Đỗ Thiên Giã xong liền đón xe đi qua. Đỗ Thiên Giã ở tại nhà khách chính phủ. Lần này ông đến đây một là vì họp, hai là vì gặp mặt vài lãnh đạo, báo cáo công tác xây dựng sân bay với bọn họ, cũng như kế hoạch phát triển sau này của Giang Thành. Toàn bộ buổi sáng nay Đỗ Thiên Giã ở trong phòng họp, buổi chiều không có làm gì, lúc này vừa mới ăn cơm trưa xong, đang nghỉ ngơi trong phòng họp. Khi Trương Dương đi nhà khách chính phủ tỉnh, thì thấy được thư ký Giang Nhạc của Đỗ Thiên Giã đang đứng chờ hắn, Trương Dương không khỏi nở nụ cười. Giang Nhạc thấy Trương Dương xuống xe. Liền tươi cười ra đón, dành trả tiền xe luôn, Trương Dương nói, có cần long trọng như vậy không? Bí thư Đỗ còn kêu cậu ra đây chờ tôi nữa. Giang Nhạc cười nói, không phải là bí thư Đỗ kêu tôi, mà là tôi nghe nói lãnh đạo cũ đến, đương nhiên là phải xuống nghênh tiếp rồi. Mấy năm nay Giang Nhạc đi theo bên cạnh Đỗ Thiên Giã,
ánh mắt đương nhiên được đề cao lên rất nhiều, cái miệng cũng biết nói chuyện hơn lúc xưa rất nhiều. Trương Dương gật đầu nói, không uổng công tôi nâng đỡ cậu, coi như là không quên tôi, Giang Nhạc sở dĩ có thể trở thành thư ký cho Đỗ Thiên Dã cũng là nhờ một tay của Trương Dương đề cử cả. Khi mà Trương Dương đến Giang Thành cục du lịch của Giang Thành làm việc, thì Giang Nhạc chính là thủ hạ làm việc cho hắn, cũng chính là trợ thủ đắc lực đầu tiên của Trương Dương. Giang Nhạc nói, uống nước nhớ nguồn, chủ nhiệm Trương chính là quý nhân của tôi. Trương Dương cười cười nói, cái miệng của cậu sao lại ngọt thế? Vừa mới uống mật vào à? Giang Nhạc nói, chủ nhiệm Trương, tôi có việc cầu ngài. Trương Dương cũng đã đoán được thằng nhãi này 10 phần là có chuyện tìm mình rồi, hắn vừa đi vào trong khách sạn, vừa nói đi. Giang Nhạc nói, bây giờ không tiện nói, chờ ngài và bí thư Đỗ nói chuyện xong, tôi tiễn ngài. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Giang Nhạc một cái, phát hiện ra vẻ mặt của hắn ta ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi, trong lòng thầm đoán, thằng nhãi này không phải là vừa mới phạm vào sai lầm gì đó chứ. Giang Nhạc dẫn Trương Dương vào trong phòng của Đỗ Thiên Dã, Đỗ Thiên Dã vừa mới ngủ chưa dậy, đang ở trong phòng tắm rửa mặt, nghe thấy tiếng mở cửa, liền lớn tiếng nói, Trương Dương đến rồi à, ngồi trước đi, tôi rửa mặt xong là ra. Trương Dương vui vẻ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Thấy trên bàn có một ấm trà, thế là tự rót trà cho mình không chút khách khí. Đỗ Thiên Dã vừa lau mặt vừa đi ra, thấy Trương Dương đang ngồi trên sofa nhâm nhi đồ uống, không khỏi cười mắng, cậu chưa bao giờ xem mình là người ngoài cả, tôi cho cậu uống à? Trương Dương nói, đừng có chừng mắt dựng râu với tôi, lúc trước tôi cho ông mặt mũi, cũng bởi vì ông là cấp trên của tôi, bây giờ tôi không còn do ông quản. Đỗ Thiên Dã đi qua, vươn tay cốc vào đầu của hắn một cái. Đương nhiên cái này không có ác ý gì rồi. Trương Dương cười nói, đầu của đàn ông ngực của đàn bà, chỉ có thể nhìn không thể sờ, một chút điểm lễ phép như vậy mà bí thư thị ủy như ông cũng không hiểu sao. Đỗ Thiên Dã tiện tay ném khăn mặt lên trên bàn, cũng cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly rồi uống một ngụm, sau đó mới nhíu nhíu mày nói, trà này sản xuất tại Xuân Dương, gần đây nguồn tiêu thụ không tồi, bán đến trong tỉnh luôn, cảm thấy thế nào? Trương Dương nói, không ngon lắm. Chua, ê răng. Đỗ Thiên Dã nói, bây giờ khẩu vị của dân chúng đã thay đổi, thích ăn và uống loại thực phẩm có màu xanh tự nhiên, loại trà này cũng đúng lúc theo kịp thời đại. Trương Dương cũng lưu ý đến nhãn hiệu trên hộp trà cạnh bàn, tập đoàn Dịch Lang Xuân Dương. Đỗ Thiên Dã đánh giá Trương Dương, không tồi, đường làm quan rộng mở, một bước lên mây. Trương Dương tức giận nói, cái này ít nhiều gì cũng nhờ ông cả, nếu như không phải ông dùng một cước đá tôi ra khỏi vũng bùn. Tôi làm sao mà có được cuộc sống hoàn mỹ như bây giờ? Đỗ Thiên Dã nói, còn tức giận với tôi à, tâm đúng là nhỏ thật. Trương Dương cười nói, tôi cũng chẳng thèm nhớ đến chuyện này làm gì. Vậy sao bình thường ngay cả gọi điện liên lạc với tôi cũng lười gọi? Trương Dương nói, bận, thật sự là quá bận rộn, từ khi bí thư Từ giao đại hội tỉnh cho tôi, toàn bộ tinh lực của tôi đều tập trung vào chuyện này cả. Đỗ Thiên Dã nói, lão Từ cũng có ánh mắt thưởng thức nhĩ. Trương Dương nói, không phải là ánh mắt của ông ta tốt, mà là năng lực của tôi mạnh, vàng đặt ở đâu thì cũng sẽ phát sáng thôi. Bớt khoác lác đi, tôi nghe nói giữa cậu và bí thư Từ hình như không được yên ắng. Trương Dương cười nói, ông nghe cái tin tức này từ đường nhỏ nào thế? Đỗ Thiên Dã nói, tôi vốn tưởng rằng cậu đi đến một chỗ mới thì sẽ cúi thấp một thời gian, ai mà ngờ rằng, cậu vừa mới đến được vài ngày, thì đã bắt đầu chứng nào tự nấy. Muốn giành được hạng nhất trong cả hai bảng huy chương và bảng thành tích. Trương Dương ngượng ngùng cười cười nói, chuyện này cũng truyền đến lỗ tai của ông à. Đỗ Thiên Dã cười nói, phàm là những người làm thể dục nghe đến chuyện này thiếu chút nữa đã cười đến đau bụng, cơ sở thể dục của Nam Tích như vậy mà cậu cũng dám nói như thế. Trương Dương nói, từ trước đến giờ tôi đều làm những cái mà người khác không dám. Đỗ Thiên Dã nói, gan lớn cũng là chuyện tốt, nhưng mà mọi việc đều có giới hạn, được rồi. Tôi cũng lười nói với cậu, có nói, cậu cũng không thay đổi. Trương Dương vẫn tương đối quan tâm đến chuyện sân bay, tuy rằng hắn đã rời khỏi Giang Thành, nhưng mà đối với cái hạng mục này thì hắn vẫn còn rất nhiều tình cảm rất sâu, hắn thấp giọng nói công trình sân bay mới tiến triển như thế nào rồi. Chương 538, phiền não của thư ký 2. Đỗ Thiên Dã nói, coi như không tồi, bây giờ Phó Thị trưởng Lý đang phụ trách hạng mục này, công tác cụ thể đều do Thường Lăng Phong làm. Hai ngày trước tôi còn đặc biệt tìm cậu ta nói chuyện, kêu cậu ta an tâm làm việc, tôi đề bạt cậu ta lên làm phó tổng chí huy hiện trường, còn chuẩn bị cho cậu ta đãi ngộ cấp phó sử. Trương Dương nghe đến đó liền hiểu,
Những lời này của Đỗ Thiên Dã là đang nói cho mình nghe, Trương Dương nói, ông không sợ tôi lấy người đi sao? Đỗ Thiên Dã cũng ngượng ngùng cười nói, Thường Lăng Phong là một nhân tài hiếm có, hắn và cậu có quan hệ mật thiết, bây giờ cậu xây dựng trung tâm thể dục mới, tôi đương nhiên là cậu sẽ đến rút củi ở đáy nồi này, công trình sân bay mới thật sự không thể thiếu hắn, chuyện này cậu cũng đừng trách tôi bất nghĩa, cho dù cậu muốn lấy, tôi cũng sẽ không cho phép. Trương Dương trừng mắt tức giận nhìn Đỗ Thiên Dã, nói, lão Đỗ ơi lão Đỗ, ông thật sự đúng là một kẻ lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi nói là sẽ lấy Thường Lăng Phong đi sao? Đỗ Thiên Dã thở dài nói, người anh em, tôi biết cậu không phải loại người như vậy, nhưng mà tôi phải nói rõ ràng, hiện giờ những ngày của tôi cũng không được khá giả. Cách đây không lâu, giữa Đỗ Thiên Dã và Trương Dương đã không thể nào nói chuyện thoải mái không cố kỵ như những ngày trước được. Loại trạng thái này vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày hôm nay, nhưng lúc này lại bỗng nhiên khôi phục lại, cũng là bởi vì tình bạn của bọn họ chẳng bao giờ thay đổi cả, chỉ là vị trí quyết định quan hệ, bây giờ tuy rằng cách nhau xa, nhưng mà hai quan hệ lại có cảm giác như gần gũi hơn nữa. Trương Dương nói, có phải là Tả Viên Triệu lại cho người ngáng chân ông không? Đỗ Thiên Dã nói, không phải nguyên nhân một mình hắn ta, cải cách xí nghiệp Giang Thành năm nay gia tăng, xây dựng thành phố cũng đang được triển khai trong toàn bộ phạm vi. Gần đây trong khắp thành phố bắt đầu mọc lên những kiến trúc trái phép, đang chuẩn bị xây dựng thành phố vệ sinh, nhưng đáng tiếc là triển khai công tác bất lợi. Trương Dương nghe đến mấy chữ kiến trúc trái phép, trong lòng chợt khẽ động, hắn cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự ở Nam Tích đây. Đỗ Thiên Dã cảm thán, nếu như cậu còn ở bên cạnh tôi thì tốt rồi. Trương Dương cười nói, gặp phải chuyện phá phách cướp bóc thì liền nghĩ đến tôi. Đỗ Thiên Dã nói, thấy cậu bây giờ. Trong lòng tôi cũng cảm thấy vui mừng. Trương Dương đương nhiên rõ ràng Đỗ Thiên Dã vẫn còn cảm thấy áy náy vô cùng về chuyện xử lý sân bay mới. Hắn mỉm cười nói, con người chúng ta phải học hỏi đi về phía trước, đừng nghĩ mãi đến những chuyện quá khứ. Đỗ Thiên Dã cũng là một người rộng rãi, trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay với Trương Dương, khúc mắc trong lòng ông cũng đã được mở ra hoàn toàn. Đỗ Thiên Dã nói, có đôi khi, bước đi nhanh quá cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Trương Dương nói, những người làm thuộc hạ như chúng tôi có đôi khi đều là thân bất do kỷ, chân của những lãnh đạo các người bước quá lớn, chúng tôi phải chạy nhanh mới đuổi kịp. Đỗ Thiên Dã gật đầu, ông lại uống trà, uống xong lại nói, biết gì không? Điều cậu đến Nam Tích là chủ ý của ai? Trương Dương nói, không phải là Hạ Bá Đạt đã điều tôi đến sao? Đỗ Thiên Dã nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm nay trong cuộc họp gặp phải Bí Thư trưởng Diêm Quốc Đào, tôi mới biết được là ông ta. Tôi không có giao tình gì với ông ta cả. Trương Dương nghe thấy tin tức này liền cảm thấy rất là khó tin. Đỗ Thiên Dã nói, lúc đầu tôi cũng không rõ nữa, vì sao Hạ Bá Đạt lại cần cậu, lúc đó bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, cho nên tôi không có đủ tỉnh táo để nhìn manh mối của sự việc. Sau này bởi vì chuyện của sân bay mới, tôi bị Bí Thư Kiều phê bình rất nhiều, lúc đó ông ta đã dùng phương pháp ý ngoài lời nói để phê bình kín đáo tôi. Trương Dương đã hiểu rõ chút chút, mình được điều đến Nam Tích đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban thể dục hẳn là do Kiều Trấn Lương bày mưu đặt kế, cho đến ngày hôm nay hắn cuối cùng đã rõ ràng được nguyên nhân hậu quả của sự việc này. Đỗ Thiên Dã nói, chính trị là một môn học vấn sâu không thể đo lường, tôi càng lăn lộn lâu trong thể chế, thì càng cảm thấy không thật, bên cạnh chúng ta đều là mê hoặc và cạm bẫy, chỉ cần hơi vô ý một chút là sẽ rơi xuống vạn sâu ngàn kiếp không phục. Trương Dương cười ha hả nói, lão Đỗ, ông trở nên bi quan như vậy từ khi nào thế? Đỗ Thiên Dã nói, trong quan trường muốn tìm được một tình bạn chân chính thật sự là quá khó, cho nên tôi rất hối hận về quyết định lúc đầu. Trương Dương cười, vươn tay ra vỗ vỗ lên mu bàn tay của Đỗ Thiên Dã, lão Đỗ, ông nên tìm một người phụ nữ, đừng kéo tôi nhập sâu vào tình cảm như vậy, tôi chịu không nổi đâu. Đỗ Thiên Dã cười mắng, cút đi, tôi không phải BD. Trương Dương nói, bác Trần khỏe không? Đỗ Thiên Dã gật đầu nói, tôi vừa mới gặp xong, ông có kêu tôi nhắc nhở cậu đến, gần đây ông không thấy cậu đi thăm ông. Trương Dương nói, chờ tôi giải quyết xong vụ lần này, cuối năm sẽ trở về, thăm mẹ tôi, đến núi Thanh Thai thăm bác Trần, đạo trưởng Lý nữa. Đỗ Thiên Dã nói, được rồi, còn có một việc, Hải Sắt Phu Nhân chuẩn bị đầu tư vào núi Thanh Thai, muốn xây dựng một khu giải trí truyền hình hiện đại, đã ký hợp đồng với bên Xuân Dương rồi. Trương Dương từ trước đến giờ vẫn không có hảo cảm gì với Hải Sắt Phu Nhân cả, hắn và Vương Quân Giao quen biết nhau từ sau vụ hắn dập kim toa, Trương Dương nói, người đàn bà này gây cho tôi một cảm giác khó chịu, hợp tác với bà ta cẩn thận thì vẫn hơn,
điều tra rõ tiền của bà ta rốt cục có sạch sẽ hay không. Tôi nghe nói bà ta làm ăn ở Mỹ có chút đen, lúc đầu phó thị trưởng Lý thiếu chút nữa bởi vì loại chuyện này mà té ngã. Đỗ Thiên Dã cười mắng, yên tâm đi. Trương Dương và Đỗ Thiên Dã nói chuyện thật lâu, hai người có trao đổi về việc làm sao dỡ bỏ những kiến trúc trái phép. Trương Dương vừa mới đối mặt với vấn đề này, còn Đỗ Thiên Dã thì cũng đã bắt tay vào xử lý. Ông ta dạy cho Trương Dương một phương pháp, đó chính là tìm đến lực lượng công an từ thành phố khác đến, bởi vì công an địa phương ít nhiều gì cũng có chút quan hệ, ngại nhất là quan hệ nhân tình, trong quá trình quy hoạch phá bỏ và di rời sẽ có chút luống cuống, mà công an từ bên ngoài đến xử lý thì lại khác. Bọn họ không có nhiều quan hệ ở chỗ này, đương nhiên là không có nhiều cố kỵ, chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ mạnh mẽ và kiên quyết hơn. Đỗ Thiên Dã đã cho Trương Dương một ý nghĩ cần được khai thác. Hai người nói chuyện đến tận 4 giờ chiều, Trương Dương đứng dậy ra về, vốn hắn còn muốn mời Đỗ Thiên Dã đi ăn tối, chỉ là buổi tối Đỗ Thiên Dã còn phải đi tiệc cùng mấy lãnh đạo nữa, nên Trương Dương đành phải để sau. Sau khi rời khỏi phòng của Đỗ Thiên Dã, Giang Nhạc lại ra tiễn hắn, thấy Giang Nhạc, Trương Dương mới nhớ đến chuyện mà hắn yêu cầu mình, hắn cười cười nói với Giang Nhạc, có cái gì thì cứ nói đi, cần gì phải nói chuyện riêng như vậy. Giang Nhạc ngượng ngùng cười cười, đưa Trương Dương ra tận bên ngoài. Trương Dương chỉ vào một cái ghế dài bên ngoài nói, ngồi ở đây nói đi, trở về tôi còn có việc nữa. Hai người ngồi xuống ghế dài, Giang Nhạc có vẻ như tâm thần bất yên, nhìn bốn phía một chút, xác định chắc chắn là xung quanh không có ai cả, mới nhỏ giọng nói, chủ nhiệm Trương, tôi phạm sai lầm rồi. Trương Dương cười nói, cậu phạm sai lầm thì không nên tìm tôi, cậu nên đi tìm bí thư Đỗ để nhận sai đi, bây giờ tôi không còn quản cậu nữa. Giang Nhạc nói, Giang Thành gần đây đang xử lý chuyện những kiến trúc trái phép phạm pháp, rất nay E6U hai người thân bạn bè đi tìm tôi, muốn tôi hỗ trợ, lúc đầu tôi còn từ chối, nhưng có vài mặt mũi tôi không thể không cho, vì thế tôi liền gọi cho Cục Xây dựng thành phố để nói chuyện một chút. Trương Dương không nói gì, hắn cũng rõ ràng thân phận địa vị của Giang Nhạc ngày hôm nay đã không còn như xưa nữa, không còn là một cán bộ nho nhỏ của phòng khai phá Cục Du lịch nữa, là thư ký của Bí thư Thị ủy. Mà còn là tâm phúc của bí thư thị ủy, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng mà một vài cán bộ ở Giang Thành ít nhiều gì cũng phải nể mặt của hắn, người khác làm việc cho hắn không phải là vì hắn, mà là vì bí thư Đỗ chống đỡ phía sau lưng hắn. Giang Nhạc nói, vốn cục trưởng Lý đã đáp ứng rồi, không ngờ rằng bí thư Đỗ lại lần lại tỏ thái độ kiên quyết trong việc xử lý những kiến trúc trái phép kia. Trương Dương nói, nếu cậu không quản được thì cứ nói rõ với người thân bạn bè đi, đem nỗi khổ của cậu nói rõ cho mọi người biết. Giang Nhạc đem hết dũng khí trong người mình ra, nói, nhưng mà, tôi đã nhận của bọn họ. Trương Dương ngạc nhiên nhìn Giang Thành, sửng sốt một hồi lâu mới nói, thằng nhóc cậu ăn gan hùng mật báo à? Một thư ký mà dám nhận quà sao? Giang Nhạc làm vẻ mặt cầu xin nói, vốn tôi cũng không muốn nhận, nhưng mà ngại mặt mũi của người ta, cuối cùng đành phải nhận lý, nếu chuyện này giúp được cho bọn họ thì hoàn hảo, nhưng bây giờ mọi chuyện không được, tôi. Thằng nhãi này sắp khóc ra nước mắt rồi đây. Chương 538, phiền não của thư ký 3. Trương Dương nói, vậy thì cứ đem đồ trả về đi. Giang Nhạc nói, không trả lại được, lúc đầu cầu xin tôi thì giống như mấy đứa cháu vậy, bây giờ cả đám trở mặt còn nhanh hơn lật sách, còn nói nếu như tôi không làm chuyện này, thì sẽ đem chuyện tôi nhận quà công khai ra, mọi người cùng chết. Trương Dương thở dài nói, tôi thấy cậu bình thường thông minh, tại sao đến thời điểm mấu chốt lại phạm phải sai lầm cấp thấp này thế? Cậu vất vả lắm mới leo lên vị trí này, dễ lắm sao? Chỉ cần cậu làm tốt, mắt thấy sắp có thể lên chức rồi. Lăn lộn trong quan trường sợ nhất là kinh tế xảy ra vấn đề, tác phong sinh hoạt xuất hiện vấn đề, cậu nhận quà sau lưng bí thư Đỗ, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ bí thư Đỗ như thế nào? Ông ta có thể tha cho cậu sao? Sắc mặt của Giang Nhạc trở nên trắng bệnh, nói chủ nhiệm Trương, bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn rồi. Không nhận cũng được nhẫn, tôi làm sao bây giờ? Tôi nên làm sao bây giờ? Trương Dương nói, thẳng thắn được khoan hồng, chống đối bị nghiêm phạt, cậu đem tất cả những thứ đã nhận nộp lên cấp trên, tốt nhất là nên nói một tiếng với bí thư Đỗ, dũng cảm thừa nhận sai lầm. Giang Nhạc gấp đến độ cả vành mắt đỏ lên, chủ nhiệm Trương, nếu như tôi đem chuyện này nói ra, bí thư Đỗ khẳng định sẽ đuổi tôi đi, sau này tôi sẽ không còn tiền đồ gì nữa, tôi... Trương Dương thật sự không ngờ rằng đến giờ phút này rồi mà chim vẫn chết vì mồi, người vẫn chết vì tiền, bây giờ mà cậu còn nghĩ đến tiền đồ con mẹ gì nữa. Lúc nhận tiền tài của người ta sao không nghĩ đến, cậu lớn như vậy,
mà không biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí sao? Cậu đúng là con mẹ nó ngu mà. Giang Nhạc gục đầu xuống, rất giống một con gà trống bại trận. Trương Dương thấy bộ dạng uể oải của hắn cũng không đành lòng mắng tiếp, thấp giọng nói, nhận bao nhiêu? Giang Nhạc nói, tổng cộng 3.000, còn có một đồng hồ đeo tay. Trương Dương nói, ít vậy thôi sao? Giang Nhạc cắn cắn môi, muốn nói lại thôi. Trương Dương nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn ta không chịu nói hết toàn bộ, trong lòng cảm thấy có chút hờn giận, làm bộ đứng dậy nói, cậu không nói thì thôi. Giang Nhạc thấy Trương Dương muốn đi, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn nói, chủ nhiệm Trương, tôi nói, tất cả tôi đều nói. Tôi. Trương Dương cả giận nói, nhìn dáng vẻ của cậu kìa, dám làm không dám nhận. Tôi phiền nhất là cái loại người như cậu. Giang Nhạc nói, người ta mời tôi uống rượu, tôi uống say, kết quả là cùng hắn đi massage. Sau đó, hắn không tiếp tục nói, mà lắp bắp nhìn Trương Dương. Trương Dương vung tay lên tát một cái lên mặt của hắn, chỉ vào mặt của hắn mà mắng, cậu không biết tự trọng. Lăn lộn trong thể chế lâu như vậy rồi, mà một chút quan hệ lợi hại cũng không phân rõ sao. Mặt của Giang Nhạc đỏ bừng lên, gục đầu xuống nói, tôi uống say, hơn nữa người mời tôi uống rượu là... Là... Trương Dương nói, chuyện này tôi không giúp được cậu, cậu tự sinh tự diệt đi. Giang Nhạc ôm lấy cánh tay của hắn nói, chủ nhiệm Trương, tôi cầu xin ngài, quan hệ của ngài và bí thư Đỗ, chỉ cần ngài nói một câu, chuyện này sẽ được giải quyết. Trương Dương hất tay của hắn ra, nói, Giang Nhạc, không phải là tôi không giúp cậu, mà đầu óc của cậu có vấn đề, cậu làm việc này. Không chỉ liên quan đến tương lai của cậu, mà còn ảnh hưởng đến danh dự của bí thư Đỗ, cậu lúc nào cũng không được quên, cậu chỉ là thư ký cho bí thư Đỗ, không chỉ không giúp bí thư Đỗ điểm ưu giải nạn, mà còn làm ra việc này, con mẹ nó cậu còn chưa thấy mất mặt hay sao? Giang Nhạc cúi đầu không nói. Trương Dương nói, chúng ta coi như cũng quen nhau một hồi, cậu rất thông, minh, cũng có học vấn, tôi cũng rất thưởng thức cậu, nếu không thì cũng không đề cử cậu làm thư ký cho bí thư Đỗ. Đã làm ra chuyện thì không sợ, là một người đàn ông thì phải ưỡn ngực đối mặt, cậu gây ra họa, thì cậu phải đứng ra phụ trách, Giang Nhạc, tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu, nên làm cái gì, thì cậu tự suy nghĩ đi. Giang Nhạc mở to mắt nhìn Trương Dương rời đi, rốt cục đã không có dũng khí để đuổi theo cầu xin hắn nữa. Trương Dương vô cùng căm tức về hành vi của Giang Nhạc, thân là thư ký của bí thư thị ủy, mà không biết kiềm chế bản thân, lúc hắn ta gây ra chuyện này. Lẽ nào không nghĩ đến hậu quả có thể kèm theo sao? Trương đại quan nhân làm việc có nguyên tắc của mình, việc làm của Giang Nhạc hiển nhiên là không hợp với nguyên tắc của hắn. Nhưng mà chuyện này Trương Dương cũng không tiện hỏi đến, chỉ có thể để cho Giang Nhạc tự mình khai ra, có thể tưởng tượng được, một người có tính cách mạnh mẽ như Đỗ Thiên Dã chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành động của Giang Nhạc, cuộc đời chính trị của Giang Nhạc từ nay về sau cũng có khả năng bị mất. Rời khỏi nhà khách chính phủ tỉnh đi ra ngoài đường. Trương Dương đứng đợi ở ven đường một hồi lâu rồi mà vẫn không gặp một chiếc taxi nào hết, nhìn thời gian đã là buổi chiều 5 giờ 30 rồi, hắn cũng bỏ ý định trở về Nam Thích, đang tính lấy điện thoại di động ra gọi vài người đến Nam Quốc Sơn Trang uống rượu, thì đột nhiên điện thoại vang lên, là Cao Liêm Minh gọi điện thoại đến. Giọng của Cao Liêm Minh rất lớn, chủ nhiệm Trương, còn ở Đông Giang không? Trương Dương cười nói, vẫn còn, chưa đi. Ăn gì chưa? Chưa. Cao Liêm Minh nói. Không là tốt rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn. Trương Dương nói, cậu vừa về nước, để tôi mời đi, Nam Quốc Sơn Trang, bây giờ cậu đến đó đi. Cao Liêm Minh nói, không cầu, tối nay đến Ba Thục Nhân ra ăn lẩu đi, tôi thích món này lắm, tối nay chị Mộng Viện mời khách. Trương Dương nao nao, không ngờ buổi tối nay là Kiều Mộng Viện mời khách, tinh thần của hắn nhất thời tỉnh táo lại, chỉ là vẫn không xác định rõ ràng, chị Mộng Viện nào. Kiều Mộng Viện đó, chị ấy kêu tôi hẹn anh. Trong lòng Trương Dương mừng thầm, từ khi hắn đến Nam Tích làm việc, cũng chưa có chủ động liên lạc với Kiều Mộng Viện, nguyên nhân bên trong rất là phức tạp, một là bởi vì Hứa Gia Dũng, tuy rằng Hứa Gia Dũng đã trở thành quá khứ rồi, nhưng mà dù sao thì cái chết của hắn ta cũng để lại ám ảnh trong lòng của Kiều Mộng Viện, hai là bởi vì gia thế của Kiều Mộng Viện, hắn không muốn qua lại quá gần với Kiều Mộng Viện, tránh cho người khác nói xấu, cho rằng hắn thông qua mối quan hệ Kiều Mộng Viện để làm việc. Sau khi trải qua cơn sóng gió chính trị tại Giang Thành xong, Trương đại quan nhân cũng dần dần khôi phục lại nguyên khí, nội tâm của hắn cũng đã bắt đầu lại dục dịch. Dựa theo thời gian hẹn gặp của hắn và Cao Liêm Minh, Trương Dương dùng 10 phút để đến Ba Thục Nhân ra, lúc hắn đi đến, những người khác đã có mặt rồi, Cao Liêm Minh, Kiều Mộng Viện, Thì Duy, còn có một cô gái thanh tú tên là Đàm Nguyệt Minh,
là bạn học thời trung học của Cao Liêm Minh, bây giờ đang là nghiên cứu sinh của Đại học Đông Giang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 538, phiền não của thư ký 4. Sinh ý của ba thục nhân gia rất là đông, Cao Liêm Minh lại là một người thích náo nhiệt, có phòng cũng không chịu ngồi, bọn họ ngồi ngay trong sảnh, dựa theo lời nói của Cao Liêm Minh thì đây là cách cảm thụ về bầu không khí mỹ thực đặc biệt. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, buổi tối mỗi ngày ở sân khấu nhỏ trong đại sảnh của ba thục nhân gia có biểu diễn, bọn họ ngồi ở đây, có thể xem náo nhiệt. Tuy rằng hệ thống sưởi ấm trong này rất nhiều, nhưng mà Kiều Mộng Viện vẫn mặc áo ra, thì Duy và cô gái kia thì đã cởi áo khoác ngoài ra, lớp quần áo bên người đã làm tôn lên những đường cong lả lướt mềm mại trên cơ thể của hai người. Cao Liêm Minh thấy Trương Dương từ ngoài cửa bước vào, liền ngoắc ngoắc tay với hắn. Trương Dương cười cười đi đến, Cao Liêm Minh chào đón hắn, Trương Dương thấy giữa Kiều Mộng Viện và Thì Duy còn có một ghế trống, liền tiện thể ngồi xuống giữa hai người bọn họ. Thì Duy nói, sao anh lại ngồi ở đây, lát nữa còn có người đến. Trương Dương cười nói, được rồi, đã lâu không gặp, vừa thấy mặt thì cô liền không cho tôi mặt mũi. Ai vậy, quan trọng hơn tôi à? Cao Liêm Minh nói, em gái của tôi. Trương Dương nói, vậy thì phải rồi. Em gái đương nhiên là cần phải ngồi cùng một chỗ với anh trai, hắn làm khuôn mặt tươi cười quay qua nhìn thì Duy nói, cô cũng là em gái của tôi đấy. Thì Duy cười mắng cút, tôi mới không cần loại anh trai như anh. Trương Dương vươn tay ra về hướng của Kiều Mộng Viện, Kiều Tổng, mấy hôm không gặp. Kiều Mộng Viện cười cười, trước mặt của mọi người cũng cho Trương Dương mặt mũi, nắm tay với hắn, Trương Dương nắm tay là giả, tra xét tình trạng thân thể của Kiều Mộng Viện mới là thật, Kiều Mộng Viện mặc nhiều như vậy, hắn không khỏi lo lắng cho Kiều Mộng Viện, khi chạm vào bàn tay nhỏ của Kiều Mộng Viện mới phát hiện ra da thịt của Kiều Mộng Viện vô cùng lạnh lẽo, hắn lặng lẽ đưa một cổ nội tức qua. Kiều Mộng Viện cảm thấy một dòng nước ấm lặng lẽ tiến vào trong cơ thể của mình, khí lạnh trong người bị xua tan trong khoảng khắc. Trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ giọng nói, ngày hôm nay tôi đi phổ chữ tụ tụng kinh, ở hơi lâu, trong chùa hơi lạnh. Trương Dương nói, Kiều Tổng cần phải chú ý thân thể nhiều hơn. Kiều Mộng Viện gật đầu, thì Duy ngồi một bên nói, Trương Dương, anh giúp tôi khuyên nhủ chị của tôi đi, gần đây cả ngày cứ xem kinh Phật, tôi thấy cứ để tình trạng này tiếp tục. Sợ rằng chị ấy sẽ có tâm tư cạo đầu đi tu đấy. Kiều Mộng Viện nói, lại nói bậy, mau gọi đồ ăn đi, ngày hôm nay chúng ta cùng chúc mừng Liêm Minh về nước. Nói ra thì Cao Liêm Minh có thể du học tại Mỹ cũng là nhờ Kiều Mộng Viện hỗ trợ, trong lòng của Cao Liêm Minh cũng thẳng thắn coi Kiều Mộng Viện là chị ruột của mình vậy, quan hệ của hai nhà lúc còn ở Vân An cũng không tồi, Kiều Trấn Lương đi đến Bình Hải đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, không bao lâu sau liền điều Cao Trọng Hòa đến làm phó sở trưởng công an Bình Hải. Thật ra Cao Trọng Hòa đã được lót đường rồi, vì sang năm Vương Bá Hành sẽ đến giờ rút lui, Cao Trọng Hòa đương nhiên trở thành người đứng đầu. Sau đó tiến nhập vào thường ủy Bình Hải cũng là chuyện thuận nước đẩy thuyền thôi. Trương Dương không khỏi âm thầm cảm thán, ở trong quan trường không có vấn đề gì là chắc chắn, tất cả đều là tự giúp mình cả. Thì Duy và Đàm Nguyệt Minh cùng gọi đồ ăn, Kiều Mộng Viện cười nói với Cao Liêm Minh, cô bé này không tồi, ánh mắt rất chuẩn đấy. Mặt của Cao Liêm Minh có chút đỏ lên, hắn ho khan một tiếng, nói chị Mộng Viện, thật ra bọn em chỉ là quan hệ bạn học thôi, chưa thật sự phát triển đến trình độ đó đâu. Trương Dương nói, bây giờ không có nghĩa là về sau không có, bất luận quan hệ nam nữ này đều bắt đầu phát triển từ bạn bè, lúc nói những lời này con mắt của hắn cố ý liếc nhìn về hướng Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện vốn rất thông minh, lập tức cảm ứng được ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng vẫn làm ra vẻ không nghe, nhẹ giọng nói, Liêm Minh. Nghe nói em không dự định quay trở về Mỹ. Cao Liêm Minh nói, em đang muốn nói chuyện với chị, tính tình của ba em chị cũng biết, trong chuyện này ba kiên quyết phản đối, em muốn nhờ chị hỗ trợ em, nói giúp ba một tiếng. Kiều Mộng Viện nói, tính tình của chú Cao vẫn luôn là vậy, chị nói chưa chắc chú đã chịu nghe. Cao Liêm Minh nói, em đã nghĩ kỹ rồi, chị chỉ cần nói công ty của chị bây giờ đang gặp một ít phiền phức, cần phải có một luật sư, cho nên chị muốn nhờ em giúp đỡ hỗ trợ. Kiều Mộng Viện nói, cái này không phải gọi là gạt người sao. Cao Liêm Minh nói, chị Mộng Viện, em cầu chị. Lần này chị nhất định phải giúp em, thật ra cho dù em lấy được giấy phép luật sư, thì ở nước Mỹ cũng rất ít người mời em ra tòa giúp, ở lại đó cũng chỉ chờ thất nghiệp thôi, không bằng em về nước phấn đấu vài năm, chờ em tích góp một chút kinh nghiệm rồi trở lại, hơn nữa. Hắn nhìn về hướng Đàm Nguyệt Minh xa xa, nhỏ giọng nói, vấn đề cá nhân của em còn chưa được giải quyết. Khẩu vị của em không được,
những cô gái tóc vàng mắt xanh lớn quá, em không thích ứng được. Trương đại quan nhân nghe đến đó, liền không nhịn được cười, phun luôn ngụm trà trong miệng ra. Kiều Mộng Viện đỏ mặt nói, cái miệng của em đúng là đáng ghét, đúng là một đôi với Trương Dương. Trương Dương cầm lấy khăn tay lau lau miệng, nói, không liên quan đến tôi không có tiếp xúc qua gái nước ngoài, không có kinh nghiệm. Cao Liêm Minh nói, lông to ra lại thô, mở túi trang điểm ra, máy cao lông ắt không thể thiếu, nhìn xa thì giống đóa hoa, nhìn gần thì là bã đậu. Kiều Mộng Viện nói càng dũng cảm, hai người đúng là không phải thứ tốt. Trương Dương làm vẻ mặt ủy khuất nói, đều là hắn nói, tôi có hé răng đâu. Thì Duy và Đàm Nguyệt Minh trở về, Cao Liêm Minh cũng không nói thêm gì, biểu hiện ra sự săn sóc đối với Đàm Nguyệt Minh, vừa kéo ghế vừa châm trà, Đàm Nguyệt Minh rất ít nói chuyện, mặt cười có chút đỏ lên. Lẩu nhanh chóng được đưa lên, Trương Dương muốn kêu một két bia, thì Duy sợ uống vào không lái xe được, cho nên cuống quýt xua tay biểu thị không uống, Đàm Nguyệt Minh cũng không uống, Cao Liêm Minh cầm một chai. Trương Dương lấy một chia đưa qua cho Kiều Mộng Viện, không ngờ rằng Kiều Mộng Viện lại lắc đầu nói, tôi kiêng bia rượu. Tuy rằng không gặp mặt Kiều Mộng Viện một thời gian không lâu, nhưng mà lần này Trương Dương cảm thấy rằng rất khác những lần trước, cũng không phải là nguyên nhân do hắn, mà do chính Kiều Mộng Viện đã chủ động giữ khoảng cách với hắn. Lẩu vừa sôi, điện thoại của Thì Duy liền vang lên, nhìn số điện thoại một chút, rồi thần thần bí bí đứng dậy qua một bên nghe điện thoại. Cao Liêm Minh nói, làm gì mà thần bí thế? Kiều Mộng Viện thản nhiên nói, gần đây có một người đang theo đuổi em nó, điện thoại của nó suốt ngày cứ không ngừng reo lên. Trương Dương ngẩn ra, ngạc nhiên nói, không ngờ cô ta cũng có người theo đuổi đấy. Cao Liêm Minh cười nói, lời này của anh mà bị cô ta nghe được, không chừng nhất định sẽ trở mặt với anh, Cao Liêm Minh vẫn còn có chút hiểu biết về tính tình của Thì Duy. Kiều Mộng Viện nói, con gái luôn có lúc phải lớn lên, Thì Duy gần đây đã thay đổi rất nhiều, tôi thấy lần này hy vọng rất lớn. Chương 539, cầu vượt ánh trăng 1. Công bằng mà nói, Trương Dương cũng không có sinh ra những ý nghĩ không an phận gì với Thì Duy cả, từ trước đến giờ đều xem cô ta là bạn cả, chỉ có cái lần đó Thì Duy xuống say rồi ôm hắn thổ lộ cõi lòng mà thôi, lúc ấy Trương Dương mới biết được Thì Duy thích mình, chỉ là hắn chưa bao giờ nói ra chuyện này cả, cũng không có nghĩ đến, cho dù hắn có chia tay với Sở Yên Nhiên, thì hắn cũng không chọn Thì Duy, vì giữa hắn và Thì Duy còn thiếu đi loại tình cảm giữa nam và nữ. Cá tính của Thì Duy cũng không nằm trong loại hình mà Trương Dương thích. Trương Dương cũng biết Thì Duy không phải là vô duyên vô cơ nói ra chuyện này, cô ấy hẳn là muốn mượn cơ hội này để đem tin tức này nói cho mình biết. Kiều Mộng Viện đương nhiên biết Thì Duy thích Trương Dương rồi, chỉ là cô cũng nhìn ra được Trương Dương không hề có một chút tình cảm nam nữ nào với Thì Duy cả, cô không đành lòng nhìn Thì Duy tiếp tục xa lầy vào trong loại tình cảm đơn phương như vậy được. Trương Đại Quan Nhân đang muốn nói cái gì đó. Nhưng những tiếng trống kèn vang lên đã cắt đứt lời của hắn, ánh mắt của mọi người đều chuyển lên sân khấu nhỏ bắt đầu màn biểu diễn đặc sắc, biểu diễn kịch hề đặc sắc, các thực khách đều vỗ tay rất lớn, người biểu diễn rất biết điều động tâm tình của mọi người, đứng trên sân khấu biểu diễn, sau khi bầu không khí ở đây được điều động lên, người này liền đi xuống trước bàn của khách để biểu diễn. Khi đến trước bàn của Kiều Mộng Viện thì người này có dừng lại một chút, Trương Dương lưu ý thấy tuy rằng Kiều Mộng Viện có mỉm cười. Nhưng trong nụ cười lại mang theo tia yêu thương nhàn nhạt, rốt cục là cái gì đã làm cho Kiều Mộng Viện mất đi hứng thú với tất cả? Chẳng lẽ bởi vì cái chết của Hứa Gia Dũng sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Trương Dương nhất thời cảm thấy khó chịu. Thì Duy nói chuyện điện thoại rất lâu, mãi cho đến khi màn diễn kết thúc thì mới trở về, cười nói, Tiểu Quách hẹn tôi đi xem biểu diễn, tôi quên mất chuyện này luôn, 7 giờ 30 sẽ mở màn, tôi kêu hắn chuẩn bị thêm vé, chúng ta ăn cơm xong cùng nhau đi. Cao Liêm Minh nói, tốt. Kiều Mộng Viện lại nói, các người đi đi, tôi về nhà nghỉ ngơi trước. Trương Dương nói, tôi còn có việc, cũng không đi. Thì Duy nói, thật mất hứng, mặc kệ các người, ăn nhanh lên, đúng rồi, Trương Dương, lát nữa đưa chị tôi về nhà đấy nhé. Trương Dương gật đầu, không cần Thì Duy nói hắn cũng sẽ làm. Thì Duy, Cao Liêm Minh, Đàm Nguyệt Minh đi rồi, Trương Dương dành trả tiền với Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện nói, tôi mời khách mà. Sao lại để anh trả tiền? Trương Dương nói, tôi có thể trả được. Kiều Mộng Viện thở dài nói, tôi không tình nguyện để anh trả tiền. Trương Dương cười nói, cô thấy tôi chiếm tiện nghi của người ta khi nào chưa, nói giỡn thôi. Hai người sóng vai nhau đi ra cửa, Kiều Mộng Viện lúc này mới biết Trương Dương không có lái xe, lúc Trương Dương đưa tay chuẩn bị đón xe,
Kiều Mộng Viện nói, chỗ này cách đường chữ tính cũng không xa, đi bộ trở về với tôi cũng được. Trương Dương gật đầu, cùng Kiều Mộng Viện đi về hướng cầu vượt phía trước. Trên cầu vượt, một cụ già mang kính râm ngồi trên đỉnh cầu, dưới làn gió lạnh chơi một khúc nhạc từng điên đảo đại giang nam bắc, tình yêu người lái thuyền. Trương Dương đi ngang qua người ông ta, thì ông ta cầm cái chén giơ lên, cái này rất khác so với các nghệ nhân đường phố nước ngoài, người ta đặt cái chén ở đó, bạn muốn cho hay không thì tùy bạn. Trương Dương đưa tay vào túi tiền tìm tiền xu, chỉ tiếc là không có, trong túi tiền nhỏ nhất cũng là 10 đồng, nếu đã làm ra động tác rồi, ngay trước mặt của Kiều Mộng Viện thì hắn cũng không thể không cho được, thế là đành lấy giấy 10 đồng bỏ vào trong chén, chỉ là lúc bỏ tiền, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại rớt tờ 100 đồng xuống. Trương đại quan nhân không dự định cho nhiều như vậy, chỉ là mọi việc đều có ngoài ý muốn cả, ông già kia tuy rằng đeo kính râm nhưng không có bị mù, mắt còn sáng hơn cả mắt trộm nữa, thấy tờ tiền có giá trị 100 đồng rơi xuống, liền đưa tay ra chụp lấy nắm chặt lại, cảm ơn. Chúc hai người sống mãi trong bể tình, suốt đời hạnh phúc, ông ta cũng biết tờ 100 đồng này là người ta không cẩn thận làm rơi ra, chỉ là rơi ngay trước mặt bị tôi lượm được rồi, thì cậu trai trẻ cũng đừng mơ mà lấy lại được. Mà tôi cũng đã dùng lời chúc để chặn đường đòi tiền của cậu rồi. Trương Dương vốn không phải là một người keo kiệt, thấy mọi việc đã đến nước này, đương nhiên cũng không tiện mở miệng đòi người ta 100 đồng rồi. Kiều Mộng Viện thì cứ đứng nhìn bàng quan, nhìn thấy được chi tiết nhỏ bé ấy, không khỏi mỉm cười. Ông lão đeo kính râm cầm lấy cây saxophone của mình lên, tặng cho các người một khúc ánh trăng đại biểu cho lòng anh. Giai điệu du dương từ trong cây saxophone chảy xuôi ra, làm cho ánh trăng của đêm thu tựa hồ trở nên ôn nhu rất nhiều. Kiều Mộng Viện xoay người đi về phía trước, Trương Dương nhanh chân đuổi theo, hai người bọn họ dưới ánh trăng ấy mà chậm rãi bước đi trên cầu vượt, tâm tình của Kiều Mộng Viện bỗng nhiên có một cảm giác như muốn bay lên. Trương Dương vốn định cởi áo khoác của mình để phủ thêm cho Kiều Mộng Viện, chỉ là vừa mới cởi áo ra, Kiều Mộng Viện liền phát hiện ra ý đồ của hắn, nhẹ giọng nói, không cần, tôi không lạnh. Trương đại quan nhân cười cười xấu hổ, liền đánh trống lảng đi, nói tôi không có ý đó, chỉ là tôi thấy nóng thôi. Kiều Mộng Viện không nhịn được cười thành tiếng, Trương Dương cũng nở nụ cười theo, hai người vừa cười vừa đi, một hồi sau mới dừng lại, gió đêm đã mang âm thanh của tiếng kèn saxophone đi xa, xem ra tác dụng của tờ 100 kia không nhỏ, ông già ấy ra sức thổi rất nhiều. Trương Dương nói, giai điệu cũng không tồi. Kiều Mộng Viện nói, rất bình thường rất nghiệp sư, đôi mắt đẹp lại không tự chủ nhìn lên vầng trăng khuyết trên cao. Trăng sáng mỏng như một miếng băng treo lơ lửng trong bầu trời đêm màu xanh, Kiều Mộng Viện nhìn ánh trăng, Trương Dương nhìn Kiều Mộng Viện, lần này gặp lại đã làm cho hắn có một cảm giác xa cách rất mạnh, Trương Dương không thích loại cảm giác này, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, sao lại đột nhiên kiêng rượu. Lúc Trương đại quan nhân nói ra những lời này rõ ràng là cố ý tò mò rồi. Ánh mắt của Kiều Mộng Viện vẫn nhìn chăm chú vào vầng trăng sáng, nhẹ giọng nói, rượu là một chất độc, biết rõ là chất độc. Vì sao lại không dừng uống? Trương Dương nói, rất nhiều thứ chỉ cần nghiện rồi thì không bỏ được. Kiều Mộng Viện nói, trên đời này không có cái gì là không bỏ được cả, nói xong câu đó, cô không nhịn được hắt xì một cái, Trương Dương nhân cơ hội này đem cái áo khoác vừa cửa ra phủ cho cô, lần này thì Kiều Mộng Viện không có từ chối. Trương Dương nói, có phải là đang suy nghĩ về chuyện quá khứ hay không? Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, thật ra từ khi anh đưa tôi đến Đông Giang, tôi vẫn chưa từng một lần trở lại. Trương Dương nao nao, thấp giọng nói, còn trở lại hay không? Kiều Mộng Viện nói, tổng tài của tập đoàn Lam Tinh Kim Thượng Nguyên tiên sinh, cuối năm sẽ đến Giang Thành, tôi phải tìm ông ta để bàn chuyện hợp tác kỳ 2. Trương Dương cười nói, bây giờ ngoại hối đã đi vào quỹ đạo rồi, cô về hay không về cũng không còn khác biệt gì nữa. Kiều Mộng Viện giống như là đang suy nghĩ vậy, nói thật ra con người trên thế giới này rất nhỏ bé. Vô luận là thiếu sự tồn tại của ai, thì thế giới này cũng không thay đổi gì cả. Trương Dương nói, con người sống đúng là không dễ dàng, nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên chỉ cần sống một ngày thì phải sống cho thật đặc sắc, về phần sau đó lưu lại cái gì. Tôi không nghĩ đến, mà cũng không đến lượt chúng ta nghĩ đến. Chương 539, cầu vượt ánh trăng 2. Kiều Mộng Viện giữ chặt áo khoác của Trương Dương, tiếp tục đi về phía trước, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Hơi thở của cô cũng đã dần xuất hiện những làn khói trắng, anh của tôi gần đây hợp tác với anh. Trương Dương cười nói, hẳn là hỗ trợ cho tôi mới đúng, bí thư Từ giao công tác xây dựng trung tâm thể dục mới cho tôi giao công trình này cho tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long, bởi vì có liên quan đến vấn đề đầu tư,
một mình Lương Thành Long không có năng lực bỏ ra nhiều vốn như vậy, cho nên mới tìm đến anh của cô, ít nhiều gì cũng là nhờ anh của cô hỗ trợ giải quyết vấn đề tài chính. Kiều Mộng Viện cười nói, anh ấy mượn của tôi 30 triệu. Trương Dương cười ha hả. Kiều Mộng Viện nói, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ thành công. Trương Dương dừng chân lại, nói, vì sao tin tưởng tôi? Hắn cố gắng bắt lấy ánh mắt của Kiều Mộng Viện, nhưng Kiều Mộng Viện vẫn tiếp tục đi về phía trước, Trương Dương đành phải tiếp tục đuổi theo bước chân của cô, Kiều Mộng Viện nói, một loại cảm giác. Trương Dương nói, không phải là cảm giác đâu, mà thành lập dựa trên cơ sở hiểu biết của cô về tôi. Kiều Mộng Viện nói, tôi không biết anh, tôi vốn tưởng rằng mình rất thông minh, dễ dàng nhìn thấu tất cả xung quanh, nhưng mà đến bây giờ tôi rốt cục đã hiểu, cái nhìn thấu là ánh mắt của tôi chứ không phải là nội tâm của tôi. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ về lời nói của Kiều Mộng Viện, trải qua một hồi lâu hắn mới nói, nội tâm của cô luôn luôn là chốn cực an nam C. Kiều Mộng Viện nói, tôi mong là có thể như vậy. Phía trước đã là đại viện tỉnh ủy rồi, Kiều Mộng Viện dừng chân lại, cười thản nhiên với Trương Dương, nói, không cần tiễn tôi nữa, tôi tự mình đi vào. Trương Dương nói, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đưa người thì đưa đến cửa lớn, không thiếu hai bước. Kiều Mộng Viện lắc đầu, trả áo khoác lại cho hắn, khoát tay áo, xoay người đi vào cửa lớn, Trương Dương đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng của Kiều Mộng Viện từ từ biến mất, lúc này mới chịu xoay người rời đi. Trương Dương sáng ngày hôm sau đã trở về Nam Thích, hành trình đến Đông Giang lần này cũng không đạt được bất kỳ thành quả nào hết, thái độ của quan chỉ tình rất rõ ràng, người ta không coi cái loại hình thi đấu cấp tỉnh này ra gì cả, nếu như đã nói rõ với nhau rồi, thì Trương Đại Quan Nhân cũng không đi quấy rầy người ta nữa, Đinh Triệu Dũng nói một câu rất đúng. Vận động viên trong nước nhiều, quan chỉ tình không muốn, tự nhiên sẽ có người khác muốn, lúc đầu lựa chọn quan chỉ tình không chỉ bởi vì suy nghĩ đến lực ảnh hưởng của cô ta, mà còn cho rằng nguyên quán của cô ta là ở Nam Tích. Sau khi quan chỉ tình từ chối, Trương Dương dự tính đặt ánh mắt rộng lớn, tìm trong giới thể dục thể thao trong nước để kiếm đại sứ hình tượng, chỉ cần phát ngôn thôi cũng được nữa, hẳn là có thể thu xếp được chuyện này. Bên trong ủy ban thể dục đang chia ra làm hai phái. Một vài người do phó chủ nhiệm Tang Kim Đường dẫn đầu cho rằng cần phải sử dụng tiền vào chỗ cần thiết nhất, bởi vì tiền bây giờ đang là cái rất quan trọng, mà đại sứ hình tượng thì chẳng cần thiết. Phe còn lại do Lý Hồng Dương dẫn đầu, Lý Hồng Dương cho rằng mời đại sứ hình tượng cũng có thể, nhưng mà nhất định phải mời vận động viên quê quán tại Nam Tích, nếu không thì làm sao có thể nói là đại biểu cho hình tượng của Nam Tích được chứ. Trương Đại Quan Nhân thì không cho là như vậy, trong cuộc họp đảng, hắn đem suy nghĩ của mình nói ra. Tôi cho rằng mời đại sứ hình tượng, tiêu tốn một số tiền là đáng giá, có đại sứ hình tượng, thì độ nổi tiếng của đại hội tỉnh chúng ta sẽ tăng lên, sẽ có xí nghiệp chủ động tìm đến tài trợ, nỗ lực của chúng ta chính là vì phần tiền đó, bỏ ra một để đối lại 10 hoặc 100 hồi báo, tôi cho rằng như vậy là kiếm ổn không bồi. Tang Kim Đường nói, chủ nhiệm Trương, tôi cảm thấy rằng công tác đảng không giống với việc làm ăn kinh doanh, chúng ta không nên chỉ suy nghĩ đến hồi báo, mà còn phải lo lắng đến ảnh hưởng xã hội. Nếu như đến cho dân chúng biết chúng ta dùng tiền để mời người phát ngôn, như vậy thì bọn họ sẽ nghĩ gì? Trương Dương nói, bọn họ sẽ cho rằng rất bình thường, theo tiến trình cải cách mở ra, bây giờ tư duy của mọi người đang dần thay đổi theo thời đại, không phải ai cũng là người bảo thủ đâu, câu nói cuối cùng là hắn đang cố ý nhắm về hướng Tang Kim Đường. Biểu tình của Tang Kim Đường có chút xấu hổ, vốn còn có vài câu chuẩn bị nói ra nhưng đã nuốt hết lại vào trong bụng rồi, tuy rằng Trương Dương đến đây không lâu. Nhưng mà những người ở đây ai cũng lĩnh giáo tác phong cường thế của hắn hết rồi, Tang Kim Đường cũng rõ ràng kết quả nếu tiếp tục nói sẽ chỉ là tự tìm xấu mặt, ông ta cho rằng mình làm như vậy cũng là vì tốt cho ủy ban thể dục thôi, nếu người ta không cần, thì không cần phải nói ra luôn. Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương nói, tôi đồng ý với cách làm tìm đại sứ hình tượng của chủ nhiệm Trương, nhưng mà tôi cho rằng chúng ta nên tìm vận động viên của Nam Tích, dù sao thì bọn họ cũng đại biểu cho hình tượng của thành phố Nam Tích mà, lão Tang nói không sai. Mời đại sứ hình tượng chưa chắc đã cần thiết, nhưng mà nếu như là vận động viên của Nam Tích, bọn họ vì quê nhà mà bỏ ra một chút sức cũng là điều nên làm, cho dù có thu một ít phí tượng trưng thì cũng có thể, nhưng mà cũng không thể nào hét giá trên trời được. Trương Dương cũng biết suy nghĩ của đám người này, nhưng mà với hiện thực trước mắt, Nam Tích quả thật là đang thiếu một vận động viên có lực ảnh hưởng lớn, tuy rằng trong đội thể dục có hai người, nhưng mà vẫn chưa tạo ra được hiệu ứng oanh động mạnh mẽ. Mà cái Trương Dương đang cần chính là cái hiệu ứng oanh động mạnh mẽ ấy. Đối với Trương Dương mà nói, chuyện lựa chọn đại sứ hình tượng nhất định phải là thà thiếu chứ không ẩu, hoặc là không tuyên truyền, nếu quyết định tuyên truyền rồi thì phải làm thật phô trương thật thanh thế.
làm ra ảnh hưởng lớn. Trương Dương nói, cái đề tài này chúng ta tạm thời không thảo luận nữa, từ đây đến lúc đại hội khai mạc còn một khoảng thời gian, phương diện đi tìm đại sứ hình tượng vẫn còn có thời gian đi làm, có những chuyện đã gấp đến sát bên rồi không thể không làm ngay được. Tất cả đảng viên đều nhìn về hướng của Trương Dương, chẳng biết chuyện gì mà hắn ta lại nói nghiêm trọng như vậy. Trương Dương nói, tất cả mọi người đều là cựu nhân viên của Ủy ban Thể dục, hẳn là cũng biết hiện trường công trình trung tâm thể dục mới có những điểm không giống so với trong bản vẽ quy hoạch lúc đầu chứ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tổ trưởng kiểm tra kỷ luật Đoàn Kiến Trung nói, thi công cụ thể và quy hoạch lúc đầu là không giống nhau, sai số biến động một ít là được phép. Trương Dương nói, cái tôi nói không phải là cái này, tôi đã xem qua bản vẽ quy hoạch lúc đầu, bây giờ nhìn bản vẽ hiện tại, bên trong có rất nhiều chỗ thay đổi. Công viên xanh hoa trong bản vẽ lúc trước cũng bị bỏ dở, có người đã cho xây không ít những kiến trúc trái phép ngay trong khu vực xây dựng công viên, chuyện này các người có biết không? Trợ lý chủ nhiệm Tiêu Điều Mẫn nói, chủ nhiệm Trương, ngài biết đấy, Ủy ban Thể dục lúc trước không có tham dự thi công thực tế, tình huống bên kia chúng tôi không rõ ràng. Thôi Quốc Trụ nói, chuyện này thật ra tôi có biết một ít. Chương 539, cầu vượt ánh trăng 3. Trương Dương mỉm cười nói, chủ nhiệm Thôi nói nghe một chút đi. Thôi Quốc Trụ nói, những kiến trúc trái phép trong thời gian đầu quy hoạch cũng không nhiều lắm, nhưng mà sau đó có người nghe được tin đồn thế là liền xây lên một căn nhà, dân chúng xung quanh thấy có người xây, bọn họ liền bắt chước theo, loại hiện tượng này càng diễn ra thì càng mạnh, cục xây dựng thành phố và cục quy hoạch cũng đến hỏi thăm vài lần, nhưng cũng không thể nào trách được dân chúng, pháp luật của cấp trên là không cho phép xây nhà trái phép, nhưng khi đến thời gian chấp pháp, thì lại không thể thi hành nổi. Phó chủ nhiệm Lưu Cương nói, vào cuối năm ngoái từng có một đợt thanh lý tu sửa lớn, lúc đó liên hợp với bên công an để thi hành, quả thật cũng đã hủy đi một số kiến trúc trái phép, nhưng mà sau đó lại bị hàng xóm láng giềng ra ngăn cản, rất nhiều công an thi hành công vụ bị chửi đến nổi không ngẩng đầu lên được, cuối cùng hành động lần ấy cũng chỉ được có tiếng sấm to, chứ không giải quyết được cái gì hết, sau đợt hoạt động chỉnh sửa ấy, những kiến trúc bị dỡ bỏ cũng lại dựng lên. Cho nên mới thành cái dạng này. Trương Dương nói, chuyện này chúng ta phải giải quyết, nếu thành phố đã giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho chúng ta nhất định phải làm cho tốt. Các đảng viên đều không ai nói gì, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, chuyện này nói ra thì dễ làm mới khó, loại vấn đề di chứng lâu đời có từ lịch sử này, không ai giải quyết tốt cả. Sau khi cuộc họp đảng chấm dứt, Trương Dương thu dọn văn kiện, đi về phòng làm việc, vừa trở về đến phòng. Thì phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương tìm đến. Trong các vị phó chủ nhiệm thì Trương Dương có ấn tượng không tồi về Lý Hồng Dương, nhìn ra được Lý Hồng Dương là một cán bộ nghiêm túc, Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Lý ngồi đi, tôi đi pha trà cho anh. Lý Hồng Dương nói, không cần đâu, tôi đến nói hai câu thôi, nói xong sẽ đi. Trương Dương gật đầu, ý bảo Lý Hồng Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, Lý Hồng Dương nói, chuyện về những kiến trúc trái phép này tôi có nghe qua. Những người này xây lên mục đích chính là muốn chính phủ bồi thường, nếu chính phủ không muốn bồi thường, bọn họ cũng không có tổn thất gì cả, sau này trung tâm thể dục mới xây xong, nhà ở của bọn họ cũng tăng giá lên bạc tỷ. Trương Dương cười lạnh nói, tăng giá lên bạc tỷ, những kiến trúc trái phép này có thể tăng giá lên bạc tỷ. Lý Hồng Dương thấp giọng nói, có những căn nhà thông qua quan hệ làm tốt thủ tục, từ trái phép biến thành hợp pháp. Hai hàng lông mày của Trương Dương nhíu lại thành một đường thẳng. Lý Hồng Dương đang muốn nhắc nhở hắn bên trong chuyện này có mờ ám, Trương Dương nói, tôi không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà nếu người khác muốn dẫm chân lên địa bàn của tôi không thể không quản. Lý Hồng Dương nói, không quản tốt, đó là một địa lôi trận, mà không ai muốn dẫm lên địa lôi cả, chỉ cần hơi quá đà thì rất có thể làm cho phát nổ liên tiếp. Chủ nhiệm Trương, thật ra công viên thể dục chỉ là một phần nhỏ thôi, cần gì phải trêu chọc vào phiền phức này, Lý Hồng Dương không nghĩ ra. Ông cho rằng Trương Dương không cần thiết phải xử lý chuyện này, bên ngoài nhìn vào thì chỉ là vài căn nhà xây dựng trái phép mà thôi, nhưng trên thực tế thì sau lưng nó lại liên quan đến những quan hệ và lợi ích rắc rối. Đến cuối cùng rất có thể đắc tội với người khác, còn công việc lại chưa làm xong. Trương Dương nói, những địa lôi này nếu không giải quyết sạch sẽ thì sẽ là tai họa ngầm, cho dù chúng ta không cho nổ, thì cũng sẽ nổ chúng người khác, đảng viên chúng ta không phải là đi trước chịu khổ, hưởng thụ phía sau sao. Không thể cứ hô to khẩu hiệu mà không làm gì cả được. Tuy rằng Lý Hồng Dương biết được Trương Dương làm việc rất quyết đoán, nhưng ông cũng không có kỳ vọng lạc quan nào đối với kết quả cuối cùng của chuyện này cả. Ông nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã sửa sang lại danh sách các huấn luyện viên ưu tú trong nước rồi,
Cậu xem đi, có những người chỉ cần dùng lương cao là có thể mời đến được, nhưng cũng có một số người dùng nhiều tiền cũng không mời được, tôi đã phân loại và liệt kê ra. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Lý cực khổ rồi, chờ sau khi tôi xem xong, chúng ta tìm thời gian thương lượng, làm sao mời những huấn luyện viên ưu tú này về. Lý Hồng Dương gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, nếu như mời nhiều huấn luyện viên ưu tú, thì phải trả một số kinh phí tương đối lớn. Trương Dương nói, không phải chỉ là tiền thôi sao? Dễ mà, anh chỉ cần liên hệ thôi, chuyện tiền bạc giao cho tôi. Lý Hồng Dương nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Dương không khỏi cười nói, sao vậy? Không có lòng tin ở tôi à? Lý Hồng Dương cũng cười nói, không phải, chỉ là tôi thấy lần này chúng ta bước một bước rất lớn, trong lòng vừa hy vọng vừa lo lắng. Trương Dương nói, tôi cũng không có kinh nghiệm trong vụ việc này, nhưng mà chuyện này dù sao cũng phải có một bắt đầu, nói thế nào cũng phải có người khai thác, vô luận là chúng ta thành công hay thất bại, thì những người chúng ta đều xứng đáng là người khai thác cả. Vào buổi chiều cùng ngày, Trương Dương kêu phó chủ nhiệm Tang Kim Đường đi một chuyến đến cục quy hoạch, trong đáy lòng của Tang Kim Đường thật ra là không muốn đi, chỉ là Trương Dương bắt ông phải đi chung, cái này có vẻ giống như không có trâu bắt chó đi cầy vậy, thân là phó chủ nhiệm nên ông cũng không thể từ chối được. Cục trưởng cục quy hoạch Hoắc Đình Sơn trước đó đã có giao tiếp với Trương Dương rồi, lần trước bị Trương Dương và Lương Thành Long buộc ký một phần hợp đồng, cho đến bây giờ trong lòng vẫn còn đang canh cánh. Sau đó ông ta nghe nói Trương Dương dựng lên một căn nhà tại trung tâm thể dục mới, rồi chống đối với Từ Quang Lợi, mà còn hát vang khúc khải hoàn nữa. Hoắc Đình Sơn càng cảm thấy rằng người thanh niên Trương Dương này không dễ chọc, may là lần trước trong quá trình chấp pháp không có trở mặt gì với hắn ta cả. Nghe nói Trương Dương và Tang Kim Đường cùng đến, Hoắc Đình Sơn chủ động đứng dậy ra cửa nghênh đón, nếu là lúc trước thì ông sẽ không làm như vậy, nhưng mà Trương Dương bây giờ rất có danh tiếng trong thể chế Nam Thích, tổng ấn tượng của Hoắc Đình Sơn. Người này chính là một gã lưu manh chính trị, đối với một nhân vật như vậy, tốt nhất là đừng đắc tội với người ta, cho nên Hoắc Đình Sơn làm rất chu đáo theo lễ nghĩa cấp bậc. Trương Dương vừa đi vào trong phòng làm việc của Hoắc Đình Sơn đã đón tiếp, mặt đầy nụ cười, nói chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Tang, ngọn gió nào đã thổi hai người đến đây vậy? Trương, Tang vốn là đồng âm, nghe sơ sơ giống như ông ta đang hô hai lần vậy. Trương bằng trăng, Tang bằng răng, nghe giống nhau thật. Trương Dương cười đưa tay lên bắt tay với ông ta, vô sự không đăng điện tam bảo, ngày hôm nay hai người chúng tôi đến đây chính là vì cầu người mà đến. Chương 539, cầu vượt ánh trăng 4. Hoắc Đình Sơn cũng là một lão bánh quẩy trong chính trị, cười nói chủ nhiệm Trương đâu cần phải nói những lời này, chúng ta đều là đơn vị anh em, có gì cần thì cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm hết sức, tuyệt đối không ra sức khước từ, Hoắc Đình Sơn nói rất sảng khoái. Nhưng Tang lòng lại không nghĩ vậy, việc nhỏ đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu như Trương Dương đưa ra chuyện gì đó vướng tay vướng chân, thì ông khẳng định là không hỗ trợ. Trương Dương nói, cục trưởng Hoắc, bản vẽ quy hoạch lúc đầu của trung tâm thể dục mới ông hẳn là có chứ. Hoắc Đình Sơn gật đầu, nơi này là cục quy hoạch, những cái này vốn nằm trong phạm chủ phân công quản lý của ông, Hoắc Đình Sơn cười hỏi có vấn đề gì sao? Trương Dương nói, là như vậy. Bên nhận thầu của trung tâm thể dục mới phản ánh với tôi, đất dùng quy hoạch của trung tâm thể dục mới bị chiếm dụng phi pháp nghiêm trọng, trong phạm vi quy hoạch, có rất nhiều kiến trúc trái phép. Hoắc Đình Sơn nói, hình như là có loại hiện tượng này, nhưng mà hẳn là không nghiêm trọng đâu, trước khi công trình triển khai đã tiến hành công tác thanh lý, nếu không sẽ không khởi công thuận lợi. Trương Dương nói, tôi đã đi thăm dò thực địa, tính toán sơ bộ một chút, những kiến trúc trái phép liên quan có đến 23 hộ. Tổng cộng là hơn 7.000 mét vuông, bởi vậy mà đã có 7 mẫu đất bị chiếm dụng phi pháp. Hoắc Đình Sơn cười nói, không có khả năng nghiêm trọng như vậy, chủ nhiệm Trương thật sự đã thăm dò thực địa sao? Trương Dương lấy ra những tấm ảnh chụp đặt lên trên bàn làm việc của Hoắc Đình Sơn, những cái này đều là ảnh chụp của các kiến trúc trái phép. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy những tấm ảnh, im lặng không nói, ông cầm lấy cẩn thận nhìn, sau khi xem xong tất cả mới bỏ ảnh xuống. Nói quy hoạch và xây dựng thực tế là hai khái niệm khác nhau, có đôi khi cũng phải suy nghĩ đến tình huống thực tế. Trương Dương nói như vậy thì quy hoạch chẳng phải trở thành lời nói suông hay sao? Hoắc Đình Sơn thở dài nói, chủ nhiệm Trương, những tình huống mà cậu phản ảnh ít nhiều gì tôi cũng có nghe nói qua, nhưng mà không phải thứ mà cục quy hoạch chúng tôi có thể thay đổi. Vấn đề xây dựng trái phép này hẳn là do bên cục xây dựng thành phố phụ trách, ông ta thấy Trương Dương nhắm chuyện này không tha. Lập tức bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, phương pháp trốn tránh trách nhiệm thông thường nhất trong quan trường chính là đá bóng,
Đừng tưởng chỉ có cầu thủ mới có trình độ đá bóng của quan viên trong nước cũng thuộc hàng hạng nhất thế giới đấy. Trương Dương cũng đã có chuẩn bị tâm lý đối với cách làm đá bóng của Hoắc Đình Sơn rồi, hắn mỉm cười nói, tôi chưa nói là chuyện này do ai phụ trách cả, tôi chỉ muốn cục trưởng Hoắc nói một câu thôi. Hoắc Đình Sơn cũng cười tủm tỉm nói cái gì? Cục trưởng Hoắc cho rằng những kiến trúc này có phi pháp hay không? Những kiến trúc này có xây dựng trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới của chúng ta hay không? Hoắc Đình Sơn lập tức hiểu rõ, thằng nhãi này đang bức mình tỏ thái độ, chỉ cần mình tỏ thái độ, thì cái tiếp theo mà hắn đòi chính là văn bản chứng minh, hắn cũng không kêu mình đứng ra giải quyết chuyện này, mà chỉ muốn tìm căn cứ và lý do thôi, không ngờ rằng suy nghĩ của hắn cũng chu đáo thật đấy, trước tiên là tìm một cái cớ, sau đó mới từ từ khai đao với những kiến trúc trái phép này, cái này chính là muốn lôi mình xuống nước đây mà. Hoắc Đình Sơn lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy rồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra mục đích của Trương Dương, trong lòng ông cười thầm, thằng nhóc, muốn kéo tôi vào à, không dễ dàng vậy đâu. Hoắc Đình Sơn ho khan một tiếng, bắt đầu dở giọng, chủ nhiệm Trương, tình huống mà cậu nói tôi đã biết rồi, như vậy đi, cậu giữ những tấm ảnh này lại, tôi sẽ cho đồng chí trong cục đi xem thử, thị sát tình hình một chút, nhìn xem là có trái phép hay không, rốt cục là sai sót bao nhiêu so với bản vẽ lúc đầu, cậu thấy thế nào? Trương Dương nhìn Hoắc Đình Sơn, không chỉ thích đá bóng với mình mà còn chơi cả chiến thuật kéo dài thời gian, rốt cục đúng là lão bánh quẩy, lão chính khách mà, thảo nào hiệu suất công tác trong thể chế lại thấp như vậy, tất cả đều bị người như vậy gây rối. Lúc đầu sao tôi xây nhà, ông lại đến nhanh như vậy. Khi đó kiểm tra trái phép sao tích cực quá vậy, Trương Dương nói, khi nào thì cục trưởng Hoắc có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Hoắc Đình Sơn nói, nếu thật sự có kiến trúc trái phép, tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo trước, những lời này của Hoắc Đình Sơn rất huyền chuyển, Trương Dương cậu chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thể dục, nhiều nhất cũng là cùng cấp với OT6, dựa vào cái gì mà tôi phải cho cậu câu trả lời thuyết phục chứ? Cho dù là muốn nói thì tôi cũng đi tìm lãnh đạo nói, tên nhóc cậu tốt nhất là làm tốt vị trí của mình, những lời này nếu nói thẳng ra thì nói không chừng là có thể trở mặt, nhưng mà Hoắc Đình Sơn nói rất huyền chuyển, tránh tất cả mọi xung đột gay gắt, càng biểu lộ đầy đủ ý tứ của mình ra cho Trương Dương. Tính nhẫn nại của Trương Dương bây giờ coi như là không tồi, hắn gật đầu nói, cục trưởng Hoắc, nếu như vậy, tôi chờ tin tức tốt của ông. Hoắc Đình Sơn đứng dậy, khách đã nói là muốn đi, thì sau đó phải là đứng lên tiễn khách, khách còn chưa nói ra, chỉ là toát ra ý tứ, mà ông ta đã đứng dậy trước rồi, cái này gọi là đuổi khách ấy. Tuy rằng trên mặt của Hoắc Đình Sơn vẫn mang theo nụ cười thân thiết, nhưng mà ý tứ biểu lộ ra thì không có nhiều thân mật cho lắm, chủ nhiệm Trương ngồi thêm một chút nữa đi. Trương Dương thật sự rất bội phục lão cáo già này, mẹ kiếp, ông nói rõ là đuổi tôi đi rồi, còn cần phải làm ra loại chuyện khẩu thị tâm phi như vậy không? Trương Dương cũng lười tính toán với ông ta, ông không muốn nói với tôi cũng chẳng buồn bàn với ông. Trương Dương nói tôi đi trước, có kết quả rồi, cục trưởng Hoắc nhất định phải liên hệ với tôi. Hoắc Đình Sơn cười nói, nhất định. Nhìn bóng lưng của Trương Dương và Tang Kim Đường rời đi, nụ cười trên mặt của Hoắc Đình Sơn dần dần biến mất. Ông ta trở lại bàn làm việc ngồi xuống, cầm lấy điện thoại gọi cho điện thoại trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mãnh Sĩ Sung. Điện thoại vừa được truyền, Hoắc Đình Sơn liền cười nói, Lão Mạnh à, tôi là Hoắc Đình Sơn. Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sang sảng của Mạnh Sĩ Sung, Lão Đại ca có gì dặn dò à? Có phải là muốn hẹn tôi đi đánh bài không? Mạnh Sĩ Sung nói, vừa rồi chủ nhiệm Trương của Ủy ban Thể dục đến tìm tôi, nói về chuyện những kiến trúc trái phép của Trung tâm Thể dục mới. Nụ cười của Mạnh Sĩ Sung đột nhiên thu lại, Trương Dương. Hắn hỏi chuyện này làm gì? Thành phố giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho hắn, ông cũng không phải là không biết, bây giờ hắn cho rằng hiện trường công trình bây giờ không giống với quy hoạch giai đoạn trước, yêu cầu tôi đứng ra giải quyết chuyện này. Mạnh Sĩ Sung có chút khẩn trương nói, vậy ông nói thế nào? Hoắc Đình Sơn nói, tôi đương nhiên là giao cho ông, tôi phỏng chừng là hắn ta khẳng định sẽ tìm ông, cho nên nói sớm với ông một tiếng. Cho ông chuẩn bị trước. Mạnh Sĩ Sung nói, tìm tôi làm gì? Tôi đâu có quen hắn. Hoắc Đình Sơn bật cười vì những lời này của Mạnh Sĩ Sung, ông sẽ làm quen với hắn. Người thanh niên này rất quật cường, nhìn chúng chuyện gì khẳng định sẽ làm. Những kiến trúc trái phép ở khu đất ấy là sự thật. Lão Mạnh, ông nên suy nghĩ đối sách ổn thỏa đi. Mạnh Sĩ Sung nói, tôi mặc kệ hắn. Biện pháp mà Mạnh Sĩ Sung áp dụng chính là lãng tránh. Trương Dương cậu không phải là muốn tìm tôi sao? Tôi không quen cậu, tôi không cần gặp cậu. Chương 539, cầu vượt ánh trăng 5.
Trương Dương và Tang Kim Đường cùng đi đến cục xây dựng thành phố, cục trưởng Mạnh Sĩ Sung không có mặt ở đây, phó cục trưởng thì có đến mấy người, chỉ là những người này đều là vô dụng, lời của bọn họ chẳng nói được gì cả. Trương Dương kêu bọn họ gọi điện thoại di động cho Mạnh Sĩ Sung, cả đám đều lắc đầu, cục trưởng Mạnh không có điện thoại di động, nhắn tin báo thì được, chỉ là ông ta chẳng biết có về hay không. Tang Kim Đường bị Trương Dương lôi đi kéo về nửa ngày, trong lòng vốn không tình nguyện rồi, bây giờ lại mắc kẹt ở cục xây dựng thành phố này, không nhịn được nói, chủ nhiệm Trương, cục trưởng Mạnh không có ở đây, chúng ta về thôi, ở đây cũng vô dụng. Trương Dương gật đầu, trong lòng thầm nghĩ lão già Mạnh Sĩ Sung này không phải là cố ý ẩn nấp mình chứ. Từ chuyện đi từ cục quy hoạch cho đến cục xây dựng thành phố cho thấy, những quan liêu trung tầng này rất là khó đối phó, muốn bọn họ thành thật làm việc. Tuy rằng bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đã giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho mình, nhưng mà trong mắt của người khác mình chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thể dục thôi. Cán bộ cấp xử, nhớ đến chuyện này, Trương Dương không khỏi có chút căm tức, đã gần một tháng nay rồi, mà bộ tổ chức vẫn còn chưa giải quyết chuyện cấp chính xử của mình. Xem ra cần phải đi tìm thành phố một chuyến thôi. Trương Dương và Tang Kim Đường chia tay ngay tại cửa của cục xây dựng thành phố, Tang Kim Đường trở về ủy ban thể dục. Còn Trương Dương thì đi thẳng đến tòa thị chính, hắn không có nhiều thời gian để chơi cùng đám người này, hắn đã nghĩ ra một đối sách rồi. Người đầu tiên mà Trương Dương tìm chính là Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt vừa mới đi họp về xong, đang ngồi trong phòng làm việc sinh hờn rỗn. Trong cuộc họp khi nãy Trần Hạo đã có vài lần lớn tiếng đoạt vị trí chủ đạo, một thường vụ phó thị trưởng, cho dù có bí thư Từ đứng sau chống lưng, thì ít nhất cũng phải phân rõ tôn ti, ông chẳng qua chỉ là phê bình Trần Hạo làm việc bất lực thôi. Ai dè Trần Hạo liền khóc lóc ngay, thế là cả đám phó thị trưởng đều nói giúp cho. Hạ Bá Đạt tức đến nổi muốn phất tay áo bỏ đi cho rồi, công tác của Nam Tích đúng là khó triển khai thật, những phó thị trưởng này tất cả đều tôn thờ Từ Quang Nhiên cả, trong mắt căn bản là không có thị trưởng như ông. Lúc này Trương Dương đi tìm Hạ Bá Đạt, vốn Hạ Bá Đạt không muốn gặp, nhưng mà tự nhiên lại thay đổi chủ ý, kêu thư ký gọi Trương Dương vào. Trương Dương đi vào làm vẻ mặt phiền muộn, trong lòng của hắn quả thật rất khó chịu. Nhưng mà biểu tình trên mặt thì ít nhiều gì cũng có chút khoa trương, nhưng hắn muốn làm ra cái vẻ mặt như vậy để cho Hạ Bá Đạt sơm. Tâm tình của Hạ Bá Đạt vốn không được tốt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Trương Dương còn xấu xí hơn cả mình, thế là nổi lòng tò mò lên, Hạ Bá Đạt nói, sao vậy? Ai giựt tiền của cậu à? Mặt đen thế? Trương Dương thở dài nói, thị trưởng Hạ, tôi chuẩn bị từ chức. Hạ Bá Đạt nghe vậy cả kinh, chỉ vào ghế sofa đối diện nói, ngồi xuống trước đi. Đang yên đang lành sao lại đột nhiên muốn từ chức? Trương Dương ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy một sách ảnh để lên bàn, nói thị trưởng Hạ, ông xem đi. Hạ Bá Đạt đi đến bên cạnh Trương Dương ngồi xuống, cầm lấy những tấm ảnh nhìn một chút, bên trong đều là những căn nhà và kiến trúc đổ nát, bởi vì không có dấu hiệu rõ ràng, cho nên Hạ Bá Đạt cũng không biết là những cái này được chụp ở đâu. Nhưng mà, từ công tác hiện tại mà Trương Dương đảm nhiệm thì cũng không khó đoán ra được những kiến trúc này có liên quan đến trung tâm thể dục mới. Hạ Bá Đạt nói, những căn nhà này có vấn đề gì? Xây dựng trái phép sao? Trương Dương nói, ánh mắt của thị trưởng Hạ thật sự là sáng hơn đuốc nữa, liếc mắt một cái liền thấy rõ bản chất của vấn đề. Hạ Bá Đạt không khỏi mỉm cười nói, cậu bất nịnh tôi đi, có chuyện gì thì cứ việc nói, đừng thừa nước đục thả câu trước mặt tôi không có nhiều thời gian lòng vòng với cậu. Trương Dương nói, ông xem, những tấm ảnh này tất cả đều là những kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới. Hạ Bá Đạt nói, nếu là kiến trúc trái phép, thì cậu có thể đi tìm cục quy hoạch và cục xây dựng thành phố để cùng nhau giải quyết. Ông đã ý thức được rằng Trương Dương khẳng định là gặp phải phiền phức trong lúc xử lý chuyện này, cho nên mới tìm đến mình, thằng nhóc này đang muốn mình ra mặt đây. Trương Dương nói, tôi vừa mới đến Nam Tích, không ai coi một chủ nhiệm ủy ban thể dục như tôi vào mắt cả. Người ta hoặc là chơi đá bóng với tôi, còn không thì chơi trò trốn tìm với tôi, dù sao thì cũng không một ai thật lòng giúp tôi giải quyết vấn đề cả. Hạ Bá Đạt cười nói, bực tức không nhỏ đây, cậu vừa mới đến Nam Tích đúng là không giả, nhưng nếu nói đến không ai coi cậu ra gì thì có chút khoa trương rồi, bí thư Từ rất trọng dụng cậu, bằng không thì cũng không giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho cậu đâu, những lời này của Hạ Bá Đạt đầy thâm ý bên trong. Trương Dương cười nói, thị trưởng Hạ cũng ghen à, đổi lại là người khác hẳn là không dám nói như vậy trước mặt của Hạ Bá Đạt đâu, nhưng mà Trương Dương thì dám, phong cách làm việc trước giờ của hắn là như thế, Hạ Bá Đạt cũng không chấp nhất gì hắn cả, Hạ Bá Đạt cười ha hả nói bậy, tôi ghen cái gì? Chỉ là nói chuyện thôi.
Trương Dương nói, tôi là do ông điều đến Nam Tích, tôi là người của ông, bí thư Từ dùng người của ông mà không thương lượng đến ông, lẽ nào trong lòng ông thật sự không có cái suy nghĩ khác sao? Trương đại quan nhân rất giỏi trong việc nói đơn giản khái quái về cái sự tranh đấu phức tạp của chính trị, nhưng mà trong sự đơn giản ấy lại ẩn chứa một đạo lý. Hạ Bá Đạt cười nói, cái gì mà người của cậu người của tôi? Tất cả chúng ta đều là cán bộ đảng, làm việc cho nhân dân, có cùng chung một mục tiêu, đó chính là xây dựng tốt quốc gia của chúng ta, cậu có tư tưởng này là không được, đem đồng chí đảng phân năm chia bảy, tôi cần phải phê bình cậu, nói là phê bình, nhưng trên mặt lại là nụ cười, xem ra con người của Hạ Bá Đạt cũng không cứng nhắc. Trương Dương nói, thị trưởng Hạ, chúng ta quen biết lâu như vậy, con người của tôi thế nào ông cũng rõ. Lúc đầu tôi gặp phiền phức trong sân bay mới Giang Thành, chính ông đã đem tôi từ Giang Thành đến Nam Thích, nếu như nói tôi thật sự là thiên lý mã gì đó, thì ông nhất định chính là bá lạc xem ngựa. Hạ Bá Đạt cười rất lớn tiếng, vì lời nói của Trương Dương đã làm cho lòng ông vui vẻ. Hạ Bá Đạt tiếp tục nói, vừa mới đến Nam Thích, những chuyện của Ủy ban Thể dục hẳn ông cũng biết, cái chức bí thư tổ đảng của tôi thiếu chút nữa đã mất, tôi cũng không gạt ông, từ khi bí thư Từ giao trọng trách của Đại hội tỉnh lên đầu của tôi. Tôi liền cảm thấy rất áp lực, sử dụng một câu nói được lưu hành đương thời, tôi chỉ là dân tị nạn chính trị, chứ tôi không phải đến để chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hạ Bá Đạt cũng không ngăn cản lời nói của Trương Dương, ngược lại, ông còn muốn nghe Trương Dương nói về việc này, Trương Dương có thể đem suy nghĩ trong lòng nói ra mà không giữ lại, chứng minh rằng Trương Dương không coi ông là người ngoài. Hạ Bá Đạt nói, không ai bắt cậu phải chịu tiếng xấu thay cho người khác cả. Chương 539, cầu vượt ánh trăng 6. Trương Dương nói, thị trưởng Hạ, tôi không chỉ xem ông là bá lạc, tôi còn xem ông trở thành trưởng bối, cái này không phải là tôi muốn lôi kéo làm quen gì cả, tôi thấy ông thì trong lòng đặc biệt thân thiết, có cảm giác như gặp người thân vậy. Hạ Bá Đạt được thằng nhãi này nịnh nọt mà cảm thấy dở khóc dở cười, tuy rằng biết rõ là hắn ta đang nịnh nọt mình, nhưng mà trong lòng lại rất thoải mái, tên nhóc cậu bớt giả bộ đi, nói chính sự đi. Trương Dương nói, tài chính của Nam Tích gặp khó khăn, bây giờ xây dựng trung tâm thể dục mới cũng gặp phải vấn đề tương tự, có vài lời, tôi chưa từng nói ra trước mặt người khác, nhưng ông là trưởng bối của tôi, lại là bá lạc của tôi liền đánh bạo nói ra một phen. Hạ Bá Đạt gật đầu, cổ vũ hắn tiếp tục nói. Trương Dương nói, tôi biết mọi người ngoài miệng đều chúc mừng tôi thăng quan tiến chức, nhưng trong lòng đều cười thầm tôi đang bị lọt vào bẫy, trong thời gian này, có được quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới. Cũng có nghĩa là phải gánh một trọng trách rất lớn, bí thư Từ rốt cục là coi trọng năng lực của tôi, hay là muốn đẩy tôi vào hố lửa, chuyện này thì tôi không nói rõ được. Trong lòng Hạ Bá Đạt nghĩ, cậu làm sao mà không rõ, tên nhóc cậu thấy rất rõ ràng mà, nhìn ra được Từ Quang Nhiên đang đẩy cậu vào hố lửa, nếu đã rõ rồi, vì sao lại còn muốn tiếp chiêu. Trương Dương nói, tôi vốn nghĩ rằng cứ việc đi làm, cùng lắm là từ chức, tôi còn trẻ, tôi cũng không có vấn đề gì. Đổi một chỗ khác cũng có thể bắt đầu lại một lần nữa, chỉ tốn một ít thời gian mà thôi, cái tôi không thiếu chính là thời gian, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tôi không thể làm như vậy được, tôi làm như vậy chính là đạp lên mặt mũi của thị trưởng Hạ ông. Hạ Bá Đạt cố nén xúc động muốn nói chuyện, cậu làm gì mà đạp lên mặt mũi của tôi? Cậu tự đạp lên mặt mũi của cậu, đạp tôi cái giám à? Trương Dương nói, tôi là cán bộ do ông đưa đến Nam Tích, nếu như tôi lâm trận bỏ chạy. Người khác sẽ nghi ngờ ánh mắt của thị trưởng Hạ ông, sẽ cảm thấy rằng ông nhìn người không rõ, tôi chịu một chút ủy khuất cũng không sao, nhưng tôi không thể để người khác hiểu lầm ông được, những lời này của hắn nói ra nghe có vẻ vô cùng cảm động. Nhưng mà Hạ Bá Đạt lại không có chút cảm động nào hết, ông đã nhìn ra, tên nhóc này ngày hôm nay đã dùng biện pháp này để lôi mình vào trong cuộc chơi. Hạ Bá Đạt nói, cậu có thể có được giác ngộ như vậy là tốt rồi, người khác nói cái gì cũng không quan trọng. Dùng hành động thực tế để phản bác lại nghi vấn của người khác mới là có lực nhất. Trương Dương nói, cho nên tôi chuẩn bị hành động rồi. Những lời này đã khiêu khích sự hứng thú của Hạ Bá Đạt, ông thấp giọng nói, cậu chuẩn bị hành động gì? Trương Dương nói, tôi muốn thanh trừ những kiến trúc trái phép trong công trường trung tâm thể dục mới, nói xong hắn lại bổ sung một câu, tất cả kiến trúc trái phép. Hạ Bá Đạt nói, chuyện này không thuộc về phạm trù quản lý của Ủy ban Thể dục bên cậu. Trương Dương nói, tôi đây không phải là đến tìm ông hỗ trợ sao? Tôi nghĩ thị trưởng Hạ có thể tự mình đến xem tình hình thực tế, tốt nhất là mang tất cả lãnh đạo các ban ngành khác đều đến làm một cuộc họp tại hiện trường thi công, lúc đó định ra phương án xử lý những kiến trúc trái phép này. Hạ Bá Đạt không nói gì, ánh mắt của ông rơi lên những tấm ảnh chụp từ những kiến trúc trái phép,
nhìn một hồi lâu, mới chịu lên tiếng, 9 giờ sáng ngày mai, tôi đi đến công trường thi công nhìn, đến lúc đó gọi những người đứng đầu của cục quy hoạch, cục xây dựng thành phố đến luôn. Hạ Bá Đạt sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy cũng là có nguyên nhân cả, ông không phải là bị những lời nói nãy giờ của Trương Dương làm cho cảm động, mà là bởi vì gần đây Hạ Bá Đạt đã chú ý vào việc xây dựng thành phố, trong khi thành phố đang triển khai hoạt động xử lý những kiến trúc trái phép. Trương Dương đưa ra chuyện này rất đúng lúc, Hạ Bá Đạt đã tìm được điểm xâm nhập, đúng lúc có thể mượn chuyện trung tâm thể dục mới, xử lý toàn bộ những kiến trúc trái phép trong toàn bộ thành phố Nam Thích. Trương Dương đương nhiên không rõ ràng điểm này. Hắn còn tưởng rằng Hạ Bá Đạt đã bị mình làm cảm động, chứ không biết rằng Hạ Bá Đạt cũng không phải là một người nỗ lực vì người khác một cách đơn giản như vậy. Sở dĩ ông ta đáp ứng yêu cầu của Trương Dương, cũng bởi vì bây giờ công việc mà Trương Dương muốn làm phù hợp với yêu cầu hiện tại, dưới tiền đề không xung đột với lợi ích bản thân, Hạ Bá Đạt mới có hành động tương ứng, khái niệm chính trị của ông ta vốn là như vậy đó, lấy ổn định làm đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, thị trưởng Hạ Bá Đạt đến đúng giờ tại hiện trường công trình trung tâm thể dục mới. Tất cả lãnh đạo của Cục Quy hoạch, Cục Xây dựng Thành phố, Cục Công an đều đến hiện trường, người khởi xướng chuyện này chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Trương Dương đương nhiên là tích cực tham dự vào. Khi mọi người đến đông đủ, đầu tiên là cùng đi thị sát một vòng công trường trung tâm thể dục mới với Hạ Bá Đạt, Trương Dương còn đặc biệt mang theo một bản vẽ quy hoạch, đi theo bên cạnh Hạ Bá Đạt chỉ trỏ. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn nhìn tình huống trước mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, ông ta cười cười với Cục trưởng Cục Xây dựng Thành phố Mạnh Sĩ Sung. Nhỏ giọng nói chủ nhiệm Trương có chuẩn bị mà đến. Mạnh Sĩ Sung nhíu nhíu mày, ông không ngờ rằng ngày hôm nay thị trưởng Hạ Bá Đạt lại đến hiện trường thi công thị sát, còn kêu tất cả mọi người đến công trường mà họp nữa. Từ tình huống hiện tại xem ra, hẳn là do Trương Dương muốn gây chuyện, Mạnh Sĩ Sung có chút hối hận, ngày hôm qua không nên lựa chọn tránh mặt, mà hẳn là nên gặp mặt nói chuyện với Trương Dương một chút, làm rõ xem hắn ta rốt cục là muốn làm gì. Cục trưởng Công an Trương Đức Phóng chạy đến bên cạnh Hạ Bá Đạt, gã ta một mực lưu ý lời nói của Trương Dương, khi Trương Dương đem trọng tâm câu chuyện đến những kiến trúc trái phép, Trương Đức Phóng biết, vị tiểu lão đệ này quả nhiên không phải là người chịu ngồi yên, dòng nước bình yên của Nam Thích cũng bởi vì hắn mà sắp gặp phải sóng gió lớn. Hạ Bá Đạt nhìn hơn mười mấy đống kiến trúc hỗn loạn trước mắt, hai tay chắp sau lưng, thấp giọng nói, những căn nhà đó đều là kiến trúc trái phép. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn giành nói, thị trưởng Hạ, đây đều là nhà dân cả, hẳn không nằm trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục. Trương Dương cười nói, Cục trưởng Hoắc, ông không thấy bản vẽ quy hoạch à? Những căn nhà đó đều nằm trong phạm vi quy hoạch cả, trong bản vẽ có đánh dấu rõ ràng. Hoắc Đình Sơn bị hắn nói thẳng ngay trước mặt của thị trưởng, sắc mặt có chút nhục nhã, lúng túng nói, để tôi xem. Trương Dương đưa bản vẽ cho ông ta thật. Sau đó nói với Hạ Bá Đạt, tôi đã điều tra qua, trong những căn nhà này căn bản là không có người ở. Hoắc Đình Sơn nói, không có người ở không có nghĩa đó không phải là nhà dân, trong lời nói toát ra ý tứ bất mãn của Trương Dương. Hạ Bá Đạt nói, mặc kệ là nhà của ai, chỉ cần là kiến trúc trái phép thì phải dỡ bỏ, tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến cảnh tượng chỉnh thể của trung tâm thể dục mới. Đây là việc lớn liên quan đến cả hình tượng của Nam Thích, Cục Quy hoạch các người làm việc kiểu gì thế? Trung tâm thể dục mới là một hạng mục quan trọng, công trình triển khai đến bây giờ, vì sao không thấy quy hoạch quán triệt? Hạ Bá Đạt chuyển hướng sau Cục trưởng Cục Xây dựng Thành phố Mạnh Sĩ Sung, nói ông có thấy được không? Chương 540, giết một dân trăm một. Mạnh Sĩ Sung gật đầu nói, có thấy, thị trưởng Hạ yên tâm, chúng tôi nhất định làm tốt công tác thanh lý kiến trúc trái phép, chỉ cần là kiến trúc không phù hợp với quy định, chúng tôi sẽ tiến hành dỡ bỏ trong thời gian ngắn nhất. Hạ Bá Đạt nói, ta nhớ lúc trước trung tâm thể dục mới đã có hoạt động thanh lý kiến trúc trái phép, vì sao lại để trở nên như vậy nghiêm trọng? Công tác của các người không có kết quả sao? Mạnh Sĩ Sung nói, thị trưởng Hạ, có một số việc phải suy nghĩ đến tình huống thực tế, đối với những dân chúng xây nhà trái phép này, đầu tiên là phải thuyết phục giáo dục, để cho bọn họ hiểu được chính sách của thành phố, hiểu được khổ tâm của chúng ta, không thể chọn thủ đoạn cưỡng chế, nếu không sẽ kích thích tâm tình đối kháng của dân chúng. Ngược lại càng xử lý không tốt. Hạ Bá Đạt nói, tôi không cần công tác cụ thể, tôi chỉ muốn nhìn kết quả thôi, cho các người một tuần, phải giải quyết vấn đề kiến trúc trái phép này, trung tâm thể dục mới là bộ mặt của Nam Tích chúng ta, anh nhìn những căn nhà đó đi, xây bừa xây bãi, xây loạn cả lên, còn ra thể thống gì. Hạ Bá Đạt rất tức giận, tức đến nổi thay đổi cả khuôn mặt hòa ái lúc xưa, ông lại nói với Trương Đức Phóng, chuyện này cậu cũng có phần. Lập tức thành lập tổ chấp pháp liên hệ của Cục Quy hoạch,
Cục Xây dựng Thành phố, Cục Công an và Ủy ban Thể dục, cho ra một phương án có thể thi hành, cần phải giải quyết vấn đề chiếm dụng phi pháp phạm vi sử dụng của trung tâm thể dục mới trong vòng một tuần, cuối tuần này tôi sẽ trở lại kiểm tra, nếu như công tác không được. Hạ Bá Đạt nhìn thẳng Mạnh Sĩ Sung, nói tôi sẽ hỏi tội ông. Mạnh Sĩ Sung thầm kêu không may, không ngờ rằng đến cuối cùng tất cả trách nhiệm đều rơi lên trên đầu ông. Hạ Bá Đạt rời khỏi công trường xong liền lên xe bỏ đi, cả đám cục trưởng này không ai dám theo cả, tuy rằng ở Nam Tích ai cũng biết bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên mới là nhân vật số 1, nhưng mà Hạ Bá Đạt cũng là thị trưởng, người ta cũng là nhân vật số 2, đối với những cán bộ nhỏ như bọn họ mà nói cũng là sự tồn tại cấp thần rồi, không ai dám lấy thị trưởng ra làm trò đùa cả. Trương Dương là người đắc ý nhất, đám chó các người lấy tôi ra chơi trò đá bóng, ngày hôm nay tôi lôi lão Hạ đến đây, mục đích là làm cho các người không còn đường lui nữa. Trương Đức Phóng làm ra vẻ mọi chuyện không liên quan gì đến mình, gã cười nói, mọi người thương lượng đi, tôi phái người hỗ trợ chấp hành. Trương Dương nói, chuyện này còn cần thương lượng sao? Thị trưởng Hạ đã nói là phải xử lý những kiến trúc trái phép, chúng ta phải nghe lời lãnh đạo. Cục trưởng Cục Xây dựng Thành phố Mạnh Sĩ Sung lần đầu tiên giao tiếp với chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Trương Dương, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt mà đã rơi vào hoàn cảnh bị động như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu đối với Trương Dương. Mạnh Sĩ Sung nói, lời hay thì ai cũng nói được, quyết tâm thì ai mà không biểu đạt được, nhưng mà công tác chân chính thì lại không dễ làm như vậy. Trương Đại Quan Nhân nhếch môi lên cười một tiếng, nói Cục trưởng Mạnh, ông nói cho tôi nghe à. Mạnh Sĩ Sung lúc này trong lòng đang nổi nóng. Nhìn Trương Dương nói, tất cả mọi người đều là ban ngành anh em, có chuyện gì có thể hỗ trợ giải quyết, nếu thật sự không xử lý được thì mới phản ánh lên cấp trên, bây giờ thì hay rồi, thị trưởng đại nhân ra nhiệm vụ, không hoàn thành thì cái trách nhiệm này ai gánh chịu. Ông ta cực kỳ bất mãn với hành động lợi dụng Hạ Bá Đạt vào cuộc của Trương Dương. Trương Dương nói, ông gánh chịu đó. Cậu, Mạnh Sĩ Sung tức đến nổi đỏ mặt tía tai, ngay cả muốn nói cái gì cũng quên luôn. Trương Dương nói, thị trưởng Hạ vừa mới nói đấy, ông trừng mắt nhìn tôi làm cái gì. Trong những người này ở đây, Trương Đức Phóng là người hiểu Trương Dương nhất, biết thằng nhãi này là người chọc tức chết người không cần đền mạng. Gã cười hòa giải nói, thị trưởng Hạ hiện nay kêu chúng ta cùng nhau xử lý, mọi người phải hợp tác, chỉ có đoàn kết nhất trí thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao cho chúng ta. Mạnh Sĩ Sung nói, vốn không có việc gì, tự nhiên gây việc ra. Trương Dương nói, những lời này của ông là nói cho tôi nghe sao? Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn cảm thấy có chút không đúng, ông ta là bạn lâu năm của Mạnh Sĩ Sung, sợ Mạnh Sĩ Sung nổi nóng lên lại trở mặt với thằng nhãi này, nên cũng cười hòa giải nói, Cục trưởng Trương nói đúng, chúng ta hẳn là nên đoàn kết hợp tác nhất trí, tranh thủ giải quyết công tác xử lý kiến trúc trái phép. Mạnh Sĩ Sung nói, xử lý kiến trúc trái phép không chỉ là trách nhiệm của Cục Xây dựng Thành phố, vừa rồi thị trưởng Hạ cũng có nói, kêu chúng ta thành lập tổ công tác. Hoắc Đình Sơn nói, chuyện này chúng ta còn cần phải suy nghĩ thật kỹ, thời gian rất cấp bách. Mạnh Sĩ Sung lắc đầu, xoay người bỏ đi về xe của mình, Hoắc Đình Sơn thấy Mạnh Sĩ Sung đi, cũng đuổi theo. Trương Đức Phóng thì không lập tức rời đi, đợi hai người kia đi rồi, mới nhìn Trương Dương, không khỏi thở dài nói, lão đệ à, cậu rốt cục vẫn là vừa hát vừa bè. Trương Dương nói, tôi không có diễn trò, tôi rất nghiêm túc. Trương Đức Phóng nói, cậu ổn định làm việc xây dựng của cậu, tổ chức đại hội tỉnh của cậu, tại sao lại đột nhiên quan tâm đến kiến trúc trái phép làm gì, chuyện này có liên quan gì đến cậu? Cậu vừa mới đến Nam Tích vài ngày, thật sự dự tính gây thù kết oán nữa sao? Trương Dương nói, tôi không dự định gây thù hằn, chỉ là chuẩn bị làm kiên định, làm chút cống hiến cho Nam Tích, có thể là do những ban ngành khác không xứng hợp, hoặc là lấy tôi ra chơi đá bóng hoặc là chơi trốn tìm với tôi, thời gian của tôi rất quý giá. Không có rảnh chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ, tôi làm gì có tinh lực lớn như vậy. Trương Đức Phóng nói, cho nên cậu mời luôn cả thị trưởng Hạ đến, mở một cuộc họp ngay tại hiện trường. Trương Đại Quan Nhân có chút đắc chí nói, chỉ một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, nếu như không làm vậy, sợ rằng ngay cả mặt mũi của Mạnh Sĩ Sung ra sao tôi cũng không thấy được, còn Hoắc Đình Sơn thì sẽ chơi đùa tôi đến vĩnh viễn luôn mất. Trương Đức Phóng nhìn những tòa kiến trúc trái phép kia, biểu tình trong hai mắt có vẻ phức tạp. Gã đi về phía trước, đưa tay đấm lên một thân cây, thấp giọng nói, có đôi khi, cái con người thấy thường thường không phải là toàn bộ, ví dụ như cái cây trước mắt chúng ta, cậu thấy được cành cây thân cây lá cây, nhưng cậu không nhìn thấy rõ được rễ cây, không thể nhổ được nó, cậu vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng được rễ cây bên dưới rắc rối thế nào, khó gỡ thế nào,
và đã cắm sâu xuống bao nhiêu đất. Trương Dương nghe thấy những thâm ý giấu trong lời nói của Trương Đức Phóng, mỉm cười nói, cho nên tôi càng phải nhổ nó lên. Trương Đức Phóng nói, nếu không nhổ được. Trương Dương nói, vậy thì chặt gãy nó, không còn gì có thể cản đường tôi. Trương Đức Phóng cười nói, cậu rất tự tin đấy. Trương Dương nói, con người sống trên đời này không có lòng tin thì sao được. Chương 540, giết một dân trăm hai. Trương Đức Phóng nói, vào cuối năm ngoái, các ban ngành chúng tôi đã từng liên hợp lại để hành động, hệ thống công an của tôi cũng có tham dự, nhưng cậu có biết kết quả như thế nào không? Trương Dương nói, tôi mặc kệ người khác, tôi chỉ quản tốt phạm vi quản lý của tôi thôi, nếu bí thư Tử đã giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho tôi, thì tôi không thể làm thất vọng sự tin tưởng của ông ấy. Trương Đức Phóng lắc đầu, gã từ bỏ ý định khuyên nhủ Trương Dương, lời nói của gã đã rất rõ ràng rồi, nhưng mà Trương Dương thì vẫn khư khư cố chấp. Thò Trương Đức Phóng thấy, cách làm của Trương Dương hiển nhiên là không sáng suốt suốt, vừa mới đến Nam Tích, Trương Dương đã gây náo động, muốn có được chiến tích sáng chói, nhưng mà hắn quên rằng sân khấu chính trị rất là phức tạp, quên đi hoàn cảnh vị trí của hắn, có thể nói trên đi con đường chính trị là khái niệm nghĩ một đằng, đi một nẻo, sau đó chỉ biết càng đi thì càng xa thôi. Vô luận là trong lòng những người này nghĩ thế nào, không tình nguyện thế nào, nhưng nhiệm vụ mà thị trưởng hạ ban xuống thì bọn họ vẫn phải chấp hành. Trải qua hai ngày làm công tác động viên, tổ công tác phát hiện, tất cả những kiến trúc trái phép vẫn không có dấu hiệu dỡ bỏ, cái này đã ép buộc bọn họ phải lựa chọn chấp hành cưỡng chế. Lúc đầu chấp hành cưỡng chế, có 50 công an, 50 bộ đội sáng sớm đã đi đến công trường trung tâm thể dục mới, còn có 50 dân công trong công trường. Con đường đi thông qua trung tâm thể dục mới bị hạn chế lại, ngoại trừ những xe chấp pháp ra, thì những xe cộ khác đều không được phép thông hành. Công an cảnh sát và bộ đội chiến sĩ cùng với 50 nhân viên dỡ bỏ chuyên nghiệp, tất cả tập hợp xếp thành hàng, đứng trước công trường trung tâm thể dục mới đợi lệnh. Các phóng viên của các tờ báo đến từ Nam Tích sau khi nghe tin xong liền lập tức hành động, khiêng đồ nghề dụng cụ, đi đến hiện trường, cố gắng chụp được những hình ảnh đặc sắc nhất, những tin tức hấp dẫn nhất. Cư dân địa phương tất cả đều bị trận thế to lớn này làm cho kinh động, bọn họ bắt đầu ý thức được lần này thành phố muốn chơi thật. Cuộc họp hội ý của tổ công tác được tiến hành trong phòng họp của trung tâm thể dục mới. Đây là cuộc họp cuối cùng về công tác xử lý những kiến trúc trái phép. Trương Dương đầu tiên là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dỡ bỏ những kiến trúc trái phép này, cũng như vạch ra những khó khăn mà bọn họ phải đối mặt. Còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, nếu như gặp phải những kẻ xấu gây sự, cản trở công tác, hoặc cố ý gây chuyện, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, tuyệt đối không nương tay nhân từ. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn dùng ánh mắt của một trong những người đứng xem để đối đãi chuyện này, dỡ bỏ kiến trúc trái phép hẳn là công tác của Cục Quy hoạch thành phố, người chấp hành cụ thể là Cục Công an, ông chỉ là một thành viên trong tổ công tác liên hợp này thôi. Hoắc Đình Sơn lạnh lùng nhìn Trương Dương, thấy bộ dạng hăng hái của thằng nhãi này, tức đến nổi muốn đá cho một cái, lúc này nhìn mày uy phong lắm, chỉ trỏ trỏ, chờ một hồi nữa mày sẽ biết cái gì gọi là hiện thực. Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung thì lộ ra khuôn mặt âm trầm, lần này ông bị Trương Dương bắt cóc ngồi lên chiếc thuyền này. Trương Dương nói một hồi rồi giao quyền nói cho Mạnh Sĩ Sung, dù sao thì Mạnh Sĩ Sung cũng là Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố mà, cái việc đắc tội với người khác là do ông ta làm. Trong lòng Mạnh Sĩ Sung tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy lớn tiếng tuyên bố, tôi tuyên bố, hành động dỡ bỏ những kiến trúc trái phép trong trung tâm thể dục mới chính thức bắt đầu. Trương Đức Phóng lớn tiếng nói, toàn thể nhân viên chuẩn bị. Xuất phát. Đội hình phá dỡ gồm 150 người cùng các lãnh đạo và phóng viên, tổng cộng cũng xấp xỉ 200 người hùng hổ đi đến những tòa kiến trúc trái phép, nhưng mà bọn họ vừa đến hiện trường liền trợn tròn con mắt ra, những ông già bà già cầm trong tay đao gậy gỗ đứng bảo vệ trước những tòa kiến trúc trái phép kia, ở hiện trường còn treo rất nhiều khẩu hiệu, liều mạng huyết chiến, bảo vệ gia viên. Mạnh Sĩ Sung và Hoắc Đình Sơn trao đổi ánh mắt với nhau. Hai người đều muốn cười, nhưng không ai cười cả, thằng nhóc mày hồi nãy không phải rất là nhiệt tình sao? Mày làm việc cho tụi tao xem đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Trương Dương cũng có chút há hốc mồm, cái này rõ ràng là hành vi có âm mưu có tổ chức đối kháng lại hành động của chính phủ mà. Hắn vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần gặp phải kẻ xấu gây sự, cản trở phá dỡ, cố tình gây chuyện, thì nhất định phải nghiêm trị không tha, chỉ là những đối tượng chống đối này, đều là những ông già bà già, tay chân run rẩy. Có thể bạn chưa kịp chạm vào bọn họ, thì bọn họ đã ngã lăn ra đất tùy thời hôn mê bất tỉnh rồi, nếu như bạn chạm vào bọn họ, thì sẽ không biết có hậu quả gì nữa. Chỉ sợ là ai chạm vào thì người có phải chịu trách nhiệm nuôi sống ông bà già đó đến nửa đời còn lại.
Mạnh Sĩ Sung đi đến bên cạnh Trương Dương, khóe môi lộ ra một nụ cười đắc ý, nói chủ nhiệm Trương, cậu thấy nên làm sao bây giờ? Trương Dương nói, cái này là chuyện của cục xây dựng thành phố bên ông, tôi chỉ đứng xem hỗ trợ thôi, đương nhiên là do ông quyết định. Hắn cũng biết xem xét thời thế, loại cảnh tượng này không phải là chuyện đùa đâu. Mạnh Sĩ Sung nói, cậu khuyên bảo thị trưởng Hạ cần phải xử lý những kiến trúc trái phép, chúng tôi đều nghe lời cậu. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn cũng nói theo, đúng vậy, chúng tôi đều nghe theo chủ nhiệm Trương cả, chủ nhiệm Trương, chúng ta nên làm thế nào đây, cậu cho một lời nói đi. Trương Đức Phóng âm thầm cười, Trương Dương làm việc chỉ dựa vào nhiệt tình, căn bản là không biết tình huống thực tế ở đây, bây giờ gặp phải phiền phức, Mạnh Sĩ Sung và Hoắc Đình Sơn hai người này đều là lão bánh quẩy trong quan trường cả. Tình huống ngày hôm nay bọn họ đã sớm dự kiến rồi, Trương Đức Phóng thầm nghĩ trong lòng, Trương Dương ơi là Trương Dương, tôi không phải là không khuyên cậu, mà cậu thì lại không chịu nghe tôi khuyên, khư khư cố chấp, bây giờ thì hay rồi, tự tìm xấu xí, tôi muốn nhìn xem ngày hôm nay cậu làm cách nào giải quyết chuyện này. Trương Dương nói với Hoắc Đình Sơn, Cục trưởng Hoắc có kinh nghiệm trong việc xử lý loại chuyện này, Cục trưởng Hoắc nói vài lời đi. Hoắc Đình Sơn thở dài, cố ý làm ra vẻ khuếch đại âm thanh lên. Mỉm cười nói, mọi người không nên kích động, ngày hôm nay Ủy ban Thể dục, Cục Xây dựng Thành phố, Cục Công an, Cục Quy hoạch thành lập tổ công tác liên hợp, mục đích chính là muốn chỉnh đốn lại diện mạo của thành phố, thay đổi tình huống xấu của vùng này, sáng tạo cho mọi người một hoàn cảnh tốt hơn, để cho mọi người có thể sống thoải mái trong hoàn cảnh này, mọi người có ý kiến gì, có thể tìm gặp Tổng Chỉ huy của chúng tôi, chủ nhiệm Trương để phản ánh. Nói xong liền đưa micro qua cho Trương Dương, lão bánh quẩy này không chỉ am hiểu đá bóng, chế tạo mâu thuẫn cũng khá là giỏi đấy. Chương 540, giết một dân trăm ba. Ánh mắt phẫn nộ của quần chúng đều tập trung về hướng của Trương Dương, trong lòng Trương Dương thầm mắng Hoắc Đình Sơn, tôi mà là tổng chỉ huy của lần quy hoạch này hồi nào, ông tự phong cho tôi hả? Nhưng mà nếu đã nhận micro rồi, thì cũng phải nói vài câu thôi, hắn làm vẻ mặt tươi cười hướng về những ông bà già đang trong tư thế sẵn sàng đón địch kia, lớn tiếng nói các vị hương thân phụ lão, các người khổ cực rồi. Tất cả mọi người bên này sửng sốt, tên nhóc này làm cái gì vậy? Những ông già bà già này đến đây là để chống lại hành động phá bỏ và di rời, đối kháng lại hành động của chính phủ, tự nhiên hắn lại nói bọn họ khổ cực. Có phải là dây thần kinh não có vấn đề rồi không? Trương Dương nói, tôi nghĩ mọi người hẳn là đã biết chính sách của chính phủ, mục đích của chúng tôi ngày hôm nay chính là xử lý những kiến trúc trái phép trong phạm vi của trung tâm thể dục mới, mục đích của chúng tôi không nguy hại đến lợi ích của mọi người. Các chú các bác, các cô các dì, xin mọi người giữ bình tĩnh. Vù, một quả cà chua thối bay thẳng về hướng của Trương Đại Quan Nhân, thân thủ của Trương Dương thì lại rất linh hoạt, cúi lưng gục đầu xuống tránh né, chỉ tội nghiệm cho Hoắc Đình Sơn đứng bên cạnh hắn, quả cà chua thối ấy bay thẳng vào mặt ông ta, trông rất là chật vật. Hoắc Đình Sơn đúng là uất ức lắm, con mẹ nó sao mình xui thế nhỉ, tự nhiên hứng đạn dùm người khác. Tâm tình của dân chúng cũng tự kích động lên. Dựa vào cái gì mà mày đòi đập nhà của bọn tao? Chính phủ thì sao? Chính phủ cũng phải nhường cho bọn tao chỗ để ở chứ. Đừng nói nhiều lời với hắn, vừa nhìn là biết thằng nhóc này không phải thứ tốt gì rồi, hắn dám qua đây tôi chém cho hắn một đao. Trong lúc nhất thời, các ông các bà đã lớn tiếng chửi bớt lên. Trong đội ngũ công an và nhân viên phá dỡ cũng xuất hiện sự dao động tâm tình, bởi vì đa số đều là người địa phương, không ít người có quen biết với in-house. Có một lão già chợt mở miệng, đó không phải là Tam Đức Tử sao? Chuyện tốt mày không làm, lại đi làm mấy cái chuyện xấu xa này, xem tao không chửi mày là không được. Nhị lãng tử, mày dám đập nhà của tao, tao sẽ không nhận thằng cháu như mày. Hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn thành một cục. Có rất nhiều người trong đội ngũ phá rỡ phải cúi đầu, đều là người nam tích cả, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhà ai mà không có bạn bè người thân, chuyện hôm nay đúng thật sự là không dễ làm rồi. Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến lúc gặp mặt Đỗ Thiên Giã ở Đông Guinac, Đỗ Thiên Giã đã khuyên là nên vận dụng lực lượng phá rỡ ở bên ngoài, xem ra đề nghị của ông ta không phải là không có lý. Trương Dương vốn tưởng rằng phá rỡ những kiến trúc trái phép này là chuyện đương nhiên, cho nên cũng không có đối sách để đối phó với những chuyện như vậy. Trương Đức Phóng đi đến bên cạnh Trương Dương, thấp giọng nói, Trương Dương, chuyện hôm nay không dễ làm. Trong lòng Trương Dương nói, còn cần anh phải nói sao, tôi không tự nhìn thấy à? Nhưng mà ngày hôm nay làm thanh thế lớn như vậy, nếu như trở về tay không, thì sẽ làm cho dân chúng cười đến rụng răng thôi, sau này còn muốn xử lý những kiến trúc trái phép này sợ rằng còn khó hơn nữa,
trong lòng hắn thầm tính toán, ngày hôm nay phải có động tác, quyết không thể trở về tay không được. Trương Dương nói, có thể đập được bao nhiêu cứ đập, hiện trường tuy rằng có một vài ông già bà già đến, nhưng có vài chủ nhân của những căn nhà khác không có đến, nhân tính đều là ích kỷ cả, bọn họ căm phẫn trong lòng, cầm đao cầm gậy đến bảo vệ nhà ở của mình, còn nhà ở của người khác, bọn họ sẽ không hỏi đến. Tổng cộng có 3 căn nhà vô chủ trở thành đối tượng bị đập phá đầu tiên, trong lúc nhất thời hiện trường cũng trở nên náo nhiệt vô cùng, các ông già bà già này thấy công nhân phá dỡ, máy móc phá dỡ bắt đầu hoạt động, cả đám đều chửi ầm lên, công an và công nhân coi như là không nghe thấy gì cả. Có người xông lên, chỉ vào mặt của Trương Dương mắng, Trương đại quan nhân cũng không hề nổi giận, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn người này nói, chú ý an toàn, chúng tôi bây giờ không có đập nhà của bà còn mắng nữa, tôi sẽ đập nhà của bà đấy. Mấy ông già bà già này thấy bọn họ không có đụng đến nhà của mình, tâm tình cũng không còn kịch liệt nữa. Chợt có người mắng, đồ hèn nhát, có gan thì tụi mày đi đập siêu thị Cát Tinh đi. Siêu thị Cát Tinh nằm ở đường Thương Tây cách đó không xa, cũng chính là cái việc mà Nhâm Văn Bân muốn nhờ Trương Dương giải quyết. Tòa nhà này có thể nói là một tòa kiến trúc trái phép điển hình, chiếm giữ đến 6 mét đường Thương Tây. Trương Dương nghe thấy đến tên của siêu thị Cát Tinh thì trong lòng nhất thời có chủ ý. Các người không phải nói tôi là hèn nhát sao? Ngày hôm nay tôi sẽ giết một răn trăm cho các người thấy, bây giờ tôi sẽ đi đập siêu thị Cát Tinh. Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung và Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn đều đứng đằng xa nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở hiện trường, Hoắc Đình Sơn thấp giọng nói tiếng sấm to nhưng mưa thì nhỏ. Mạnh Sĩ Sung nói, kệ đi, người ta trẻ tuổi muốn có chiến tích, dễ hiểu mà, nhưng mà tốt xấu gì cũng coi như là đập được 3 tòa kiến trúc trái phép. Trở về cũng coi như là có cái ăn nói. Hoắc Đình Sơn nói, thật không biết hắn nghĩ cái gì nữa. Huy động nhiều người đến chỗ này như vậy, thật sự đúng là lãng phí tài nguyên, ông ta nói xong câu đó lại có chút lo lắng, nói thị trưởng Hạ nói muốn bắt ông hỏi tội, chuyện này khẳng định sẽ còn tiếp tục. Mạnh Sĩ Sung nói, muốn động thì động, dù sao thì kiến trúc trái phép không phải một mình tôi là có thể giải quyết được. Trương Dương nhanh chóng tổ chức đội ngũ để tiến hành công tác dỡ bỏ lần hai. Mục tiêu lần này chính là siêu thị Cát Tinh, đám người Trương Đức Phóng còn tưởng rằng hắn ta đập xong 3 căn nhà kia thì sẽ thôi, ai mà ngờ rằng chuyện ngày hôm nay còn chưa kết thúc, thằng nhãi này còn muốn tiếp tục chơi nữa. Trương Đức Phóng nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dương, siêu thị Cát Tinh không thuộc về phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới. Trương Dương nói, thị trưởng Hạ kêu chúng ta chỉnh đốn kiến trúc trái phép, phạm vi là toàn bộ thành phố, không chỉ có trung tâm thể dục mới. Trương Đức Phóng đã hiểu rõ. Thằng nhãi này đang muốn chơi lớn đây, ai cũng biết siêu thị Cát Tinh chính là sản nghiệp của Lý Trường Phong, mà Lý Trường Phong lại là cháu trai của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên, cái này thì náo nhiệt rồi, dỡ bỏ những kiến trúc trái phép trong phạm vi của trung tâm thể dục mới thì còn có thể, nhưng Trương Dương lại đặt ánh mắt lên đến siêu thị Cát Tinh, hẳn là muốn giết một răn trăm. Chương 540, giết một răn trăm 4. Hoắc Đình Sơn và Mạnh Sĩ Sung nghe thấy tin tức này xong, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là thằng nhãi này muốn chết. Siêu thị Cát Tinh rất có danh tiếng trong khu dân cư này, tầng 1 tầng 2 là siêu thị, tầng 3 là khu trò chơi, từ tầng 4 đến tầng 5 thì mở nhà hàng trên đó, Lý Trường Phong nhờ vào tòa nhà này, mỗi năm thu được không ít tiền lời. Lúc Trương Dương dẫn đội hình hơn 100 người đến siêu thị Cát Tinh, thì bên trong có không ít dân chúng đang mua sắm. Ngày hôm nay thanh lý những kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới là nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ, còn về phần dỡ bỏ siêu thị Cát Tinh thì không nằm trong kế hoạch của bọn họ, nhưng mà nãy giờ Trương Dương đã chịu một cục tức khá lớn, và cục tức này đang chuẩn bị phát lên trên siêu thị Cát Tinh, dù sao thì hắn cũng đã đáp ứng với Nhâm Văn Bân rồi, có nhiều phóng viên đến như vậy, tất cả mọi người đều muốn nhìn, vậy thì tôi cho mọi người một tin tức để viết báo. Bên siêu thị Cát Tinh không hề có chuẩn bị trước. Lý Trường Phong đương nhiên không ngờ rằng tổ liên hợp này lại đột nhiên chuyển hướng đến đây, nhắm thẳng ngay siêu thị của hắn. Lúc Trương Dương dẫn mọi người đến siêu thị Cát Tinh, Lý Trường Phong và cậu của hắn Từ Quang Lợi đang ở công trong, khi nhận được điện thoại, mặt của Lý Trường Phong tái xanh lại, hắn gần như là sử dụng tiếng gào của mình để nói qua điện thoại, cái con mẹ nó, tao xem thằng nào dám động vào nhà của tao. Từ Quang Lợi nghe thấy không đúng, liền thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Lý Trường Phong đem tin tức nói ra xong, sắc mặt của Từ Quang Lợi cũng thay đổi luôn, tên Trương Dương này vừa mới yên tĩnh được vài ngày, liền bắt đầu ra tay với bọn họ, ngày hôm nay hắn không phải là đi xử lý những kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới sao? Tại sao lại mò đến đường Thương Tây, đoạn đường này đâu có liên quan gì đến trung tâm thể dục mới đâu?
Từ Quang Lợi nói, đi nhìn xem. Trương Dương đứng trước siêu thị Cát Tinh, nhìn tòa nhà cao to này, phía trước của tòa nhà đã lấn ra mặt đường đến 6 mét, chiếm hết cả lối đi bộ. Hắn quay lại nhìn Hoắc Đình Sơn, nói cục trưởng Hoắc, tòa nhà này có trái phép không? Hoắc Đình Sơn nói, đúng vậy. Trương Dương thật sự đúng là bó tay với lão bánh quẩy này rồi, cái gì mà đúng vậy? Căn nhà này lấn chiếm lề đường, còn đúng cái con mẹ nó chứ? Nếu như trong tay mà có cà chua thối, thì Trương Dương nhất định là nện lên mặt của ông ta. Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung nói, có một phần vi phạm, phần còn lại không có vi phạm, ông ta và Hoắc Đình Sơn đều ôm một tâm tư giống nhau, Trương Dương cậu không phải là muốn chết hay sao? Vậy chúng tôi tiến cậu một đoạn luôn, cậu muốn quậy, chúng tôi giúp cậu, chỉ cần cậu chịu được thôi. Trương Dương gật đầu nói, vậy dỡ bỏ phần vi phạm. Hắn phất tay nói, ra tay. Trương Dương nói xong, người xung quanh không ai có phản ứng gì cả, công an và bộ đội không nghe theo hắn, còn dám dân công thấy công an không ra tay, bọn họ cũng không dám động. Trương Dương nói với Trương Đức Phóng, cục trưởng Trương, ra tay. Trương Đức Phóng nói, cậu nghĩ kỹ chưa? Trương Dương nói, nghĩ kỹ rồi, ra tay, đập phần dư 6 mét này cho tôi. Trương Đức Phóng hoàn toàn không còn biết nói gì với Trương Dương, tự tạo nghiệt thì không thể sống được, cái này không phải là lên tiếng chống đối với Từ Quang Nhiên một cách công khai rõ ràng sao. Gã phất tay nói, tất cả các đồng chí nghe đây, sơ tán khách trong siêu thị, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Bởi vì tòa nhà này chỉ bị đập phân nửa, chính là dỡ bỏ phần lấn chiếm lề đường trái phép, cho nên chỉ có thể làm thủ công thôi. Công an bắt đầu sơ tán mọi người, khách đang mua sắm trong siêu thị nghe nói sắp bị đập phá, cả đám vội vàng chạy ra ngoài, tòa nhà này vốn bình thường đều là do vợ của Lý Trường Phong Nghiêm Thúy Phượng trông coi, nghe nói bộ phận phá dỡ quy hoạch của chính phủ muốn đến đập nhà của bọn họ, thế là liền gào thét chạy ra ngoài, mắng đám người bên ngoài, thằng khốn nào không có mắt dám đập nhà của bọn tao. Biết tao là ai không? Một người công an đến khuyên cô ra rời đi, nhưng mà còn chưa kịp nói gì. Thì Nghiêm Thúy Phượng đã vung tay tát cho người này một cái tát, cả giận nói, chó mù không mắt, mày xứng để nói chuyện với tao sao? Trương Dương vui vẻ, hắn nhếch miệng cười nói với Trương Đức Phóng, ẩn đả nhân viên thi hành công vụ, có bắt lại không? Trương Đức Phóng cũng không quản được rồi, tuy rằng Nghiêm Thúy Phượng là vợ của cháu trai bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên, nhưng mà cô ta cũng quá kiêu ngạo rồi, Trương Đức Phóng ra lệnh cho hai người công an đến mang Nghiêm Thúy Phượng đi, tạm thời khống chế lại. Và Nghiêm Thúy Phượng bắt đầu phát tác bệnh tâm thần của mình ra, gào khóc không thôi. Xung quanh càng lúc càng có nhiều người tụ tập, nghe nói tổ công tác liên hợp muốn dỡ bỏ siêu thị Cát Tinh, ai cũng biết Lý Trường Phong chính là cháu trai của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên, nếu như siêu thị Cát Tinh mà còn bị dỡ bỏ, thì chỉ sợ lần này thành phố muốn làm thật rồi. Sau khi công an sơ tán mọi người ra ngoài xong, liền làm thành một vòng tròn lớn, đuổi tất cả những người đứng xem ra ngoài vòng tròn. Sau đó đội phá dỡ chuyên nghiệp bắt đầu vào cuộc, tiến hành dỡ bỏ một phần kiến trúc trái phép của siêu thị Cát Tinh. Trương Dương ra lệnh cho bọn họ phải làm thật chính xác, dài ra 6 mét, thì đập đúng 6 mét, những bộ phận hợp pháp khác phải được giữ lại, và cứ như vậy phần mặt tiền của tòa nhà này bị đập nát bấy ra, những thứ bên trong siêu thị tất cả đều lộ ra trước mặt người khác, giống như là một cái khung để hàng rộng mở vậy. Khi công tác dỡ bỏ tiến hành được 20 phút, Lý Trường Phong mang theo 30 người vội vã chạy đến hiện trường, thấy xung quanh bị công an phong tỏa nghiêm ngặt, hắn cũng không cho 30 người của mình xông vào, mà chỉ một mình bước qua, lớn tiếng kêu gào, thằng chó nào dám đập nhà của tao. Nghiêm Thúy Phượng bị công an khống chế kéo ra ngoài, tạm giữ trong xe công an, thấy chồng của mình đến, cô ta liền gào khóc đút đầu ra cửa sổ, Lý Trường Phong thấy ngay cả vợ của mình cũng bị người ta bắt đi, lập tức đỏ mắt, đoạt lấy một cái xẻng trong tay người dân công bên cạnh. Vọt đến thẳng hướng của Trương Dương, nghiến răng nói, tao đập chết mẹ mày. Trương Đức Phóng nhanh tay lẹ mắt, chụp lấy cái xẻng trước, rồi bẻ ngược tay của Lý Trường Phong lại để khống chế hắn. Hai mắt của Lý Trường Phong đầy tia máu, giận dữ hét, buông ra, tao phải liều mạng với hắn. Trương Đức Phóng thấp giọng nói, bình tĩnh. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng cách rất xa, nhưng mà hai chữ của Trương Đức Phóng thì hắn vẫn có thể nghe rõ ràng. Trương Đức Phóng đang nhắc nhở Lý Trường Phong cần phải bình tĩnh. Gã ta ngăn cản Lý Trường Phong cũng không phải là đứng về lập trường của Trương Dương, mà là đang trợ giúp cho Lý Trường Phong, Trương Dương cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn nhìn xung quanh một chút, ông ta không thấy Từ Quang Lợi đâu, theo lý mà nói xảy ra chuyện lớn như vậy, Từ Quang Lợi không có khả năng không xuất hiện. Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung thì làm vẻ mặt hả hê, trong lòng nói Trương Dương mày cứ đắc chí đi,
tao muốn nhìn xem ngày hôm nay mày làm như thế nào. Thật ra thì Từ Quang Lợi có đến, khi ô tô của ông đến hiện trường, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Từ Quang Lợi cũng không có dừng lại, mà lập tức lái xe đến tòa thị chính, gã ta đi tìm đại ca của mình Từ Quang Nhiên, trong cục diện trước mắt, cho dù gã có xuất hiện thì cũng không làm được chuyện gì, người có thể giải quyết tất cả vấn đề chỉ có đại ca của gã. Từ Quang Lợi cho rằng, Trương Dương sở dĩ dám to gan như vậy, tất cả đều là bởi vì đại ca đã nương tay với thằng nhóc này, nếu như lúc đầu hắn khiêu khích mình. Đại ca có thể ra tay quyết đoán, thì chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Trên đường đi Từ Quang Lợi đã gọi mấy cú điện thoại, nhưng mà điện thoại di động của đại ca không ai nghe máy cả, đi đến tòa thị chính mới biết là thành phố đang mời họp hội nghị thường ủy, điện thoại di động của đại ca khẳng định là không có mang theo bên người rồi. Từ Quang Lợi đi đến trước cửa phòng làm việc của bí thư thị ủy để chờ, chuyện ngày hôm nay nói thế nào cũng phải có một lời giải thích. Trên đường đi đến phòng họp, thì thư ký của Từ Quang Nhiên đã nhỏ giọng nói vào lỗ tai của ông vài câu, nụ cười trên mặt của Từ Quang Nhiên nhất thời thu lại, từ lúc đó ông cũng không nói một câu nào nữa. Trong cuộc họp, chỉ có thị trưởng Hạ Bá Đạt đang báo cáo về tiến trình cải cách xí nghiệp trong thời gian sắp tới. Từ Quang Nhiên lặng lẽ điều chỉnh tâm tình, khi Hạ Bá Đạt kết thúc câu nói của mình, ông thấp giọng nói, đồng chí Bá Đạt, anh nói một chút về chuyện chỉnh đốn những kiến trúc trái phép đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 540.